buổi sáng Cảnh Vương Phi có việc, A Kết ở nhà dùng cơm xong mới đưa nữ nhi tạm biệt tổ mẫu rồi lên xe ngựa chậm rãi đi, trong xe có lò sưởi nên ấm áp, A Kết nhìn nữ nhi đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng Thúy Ngọc, cười hỏi bé, Sán Sán, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Sán Sán quay đầu nhìn ngoài cửa, gặp ca ca, A Kết lại hỏi bé, Sán Sán có còn nhớ ca ca trông như thế nào không? Sán Sán lắc đầu, mở to đôi mắt nhìn mẫu thân, tính toán thời gian, đã nửa năm hai, đứa trẻ không gặp nhau, nữ nhi còn nhỏ như vậy, chắc chắn là không nhớ được, bây giờ cũng đã biết ca ca cũng là trẻ con, không lớn hơn bé là bao, trong lòng cũng tò mò, A Kết sờ đầu nữ nhi, dịu dàng dặn dò bé, chút nữa là Sán Sán có thể nhìn thấy ca ca, lúc đó Sán Sán phải ngoan, không được đánh nhau với ca ca, cũng không cho tranh đồ của ca ca, biết chưa? Sán Sán ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ hiểu biết, khiến cho người ta dường như quên mất trước đây bé đã từng quang minh, chính đại đoạt mũ của Phúc Ca Nhi, đến cửa vương phủ, Thúy Ngọc xuống xe trước, thả Sán Sán xuống đất, sau đó cùng Như Ý cẩn thận đỡ A Kết xuống xe, Sán Sán đứng bên cạnh nhìn mẫu thân không chớp mắt, đến khi mẫu thân đứng vững dưới đất, bé vươn tay nhỏ của mình qua để mẫu thân nắm, phụ thân đã nói mẫu thân đang mang thai đệ đệ nên không thể ôm bé. Quản sự mama bên cạnh Cảnh Vương Phi đã chờ từ sớm, hai mẫu tử A Kết mới vào cửa, bà đã sai người đem kiệu mềm đến, cười ha. Hà nói, tính cả lần này, lão nô đã nghênh đón phu nhân ba lần, có hai lần phu đang mang thai, hầu gia và phu thân thật là ân ái. Lúc nói chuyện thấy Sán Sán tò mò nhìn bà, quản sự mama hòa ái nói, đại tiểu thư còn nhớ lão nô không? Lần trước lúc đại tiểu thư tới còn cười với lão nô đấy. Xem nào, đại tiểu thư thật sự là càng lớn càng đẹp, đầu Sán Sán dựa vào cánh tay của mẫu thân, xấu hổ lắc đầu, A Kết cười với quản sự mama, cúi đầu hỏi nữ nhi, mama khen Sán Sán, đẹp, Sán Sán phải nói gì nhỉ, Sán Sán nghiêng người, muốn ngậm ngón tay, nhưng có áo choàng bao bọc bên ngoài, ngón tay không thể lộ ra, đành phải ngoan ngoãn nói, cảm ơn mama, mama cũng đẹp, quản sự mama thật sự rất vui mừng. Lớn tiếng khen, ai u, trách không được Vương Phi luôn khen đại tiểu thư thông minh, nhìn cái miệng nhỏ này xem, lần đầu tiên lão nô được người ta khen đẹp, đời này sẽ không quên được ngày hôm nay. A Kết yêu thương sờ đầu nữ nhi, phần lớn, thời gian, đặc biệt là trước mặt người lớn, tiểu nha đầu đều rất ngoan ngoãn làm người ta yêu thương. Khoảng một khắc sau, A Kết dẫn nữ nhi, dưới sự hướng dẫn của mama quản sự, đi đến trước noãn các. Từ xa đã thấy có tiểu nha hoàn đi vào trong bẩm báo, khi mẫu tử A Kết đến gần, Cảnh Vương Phi cũng dẫn Phúc Ca Nhi đi ra, Cảnh Vương Phi mặc thường phục màu đỏ, bởi vì rất nhanh sẽ vào lại trong phòng, không mặc thêm áo choàng, nhưng Phúc Ca Nhi lại khác, trên đầu đội mũ lông cáo, trên người cũng khoác áo choàng lông cáo, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh như phấn điêu ngọc trác, làm cho người ta thêm yêu thích. Bụng A Kết không nhỏ, Cảnh Vương Phi không đợi nàng đi tới cửa liền miễn hành lễ, cúi đầu chào hỏi với Sán Sán, Sán Sán còn nhớ ta không? Sán Sán vừa mới nghe mẫu thân nhỏ giọng nói, lúc này đầu dựa vào chân mẫu thân, nhỏ giọng nói, Vương Phi nương nương, nói xong lập tức nhìn Phúc Ca Nhi đối diện, tò mò đánh giá đối phương, nhìn một chút thì rời ánh mắt, không bao lâu sau lại nhìn lại, thấy đối phương vẫn còn đang nhìn mình. Sán Sán không chút yếu thế nào nhìn thẳng vào Phúc Ca Nhi, lần này đến lượt Phúc Ca Nhi nhìn sang chỗ khác, Cảnh Vương Phi buồn cười, xoay người mời vào bên trong, bên ngoài trời lạnh, chúng ta vào phòng lại nói, sau đó sánh vai với A Kết đi vào trong, trong tay mỗi người đều nắm tay một đứa nhỏ, cố ý để cho hai đứa bé đi ở chính giữa. Sán Sán tò mò đánh giá căn phòng, Phúc Ca Nhi nhìn muội muội không rời mắt. Đến nội thất, Thúy Ngọc thuần thục giúp hai mẫu tử A Kết cởi áo choàng, giao cho cung nữ hầu hạ trong phòng treo lên, Cảnh Vương Phi bảo người bế Sán Sán lên kháng rồi cởi giày giúp bé. Trong noãn các ấm áp như mùa xuân, trên kháng lại có ánh nắng mặt trời hắt nhẹ qua ô cửa, không còn quần áo dày trói buộc, Sán Sán vừa xuống khỏi kháng liền thể hiện sự hoạt bát linh hoạt, đi đến phía sau mẫu thân tựa vào người nàng, cái cổ lắc qua lắc, lại nhìn xung quanh. Ngay cả nóc nhà cũng không bỏ sót, Phúc Ca Nhi chỉ yên lặng đứng trên kháng, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của muội muội. Cảnh Vương Phi nhét quả cầu lớn màu đỏ đã chuẩn bị từ trước vào trong ngực nhi tử, Phúc Ca Nhi chơi với muội muội thích nhất là chơi cầu. Phúc Ca nhìn cầu,
sau đó ngẩng đầu lên nhìn muội muội đang nghiêng đầu nhìn cậu, vẫn không động đậy. A Kết cũng có phần nào hiểu được tính tình của tiểu nam oa, thấy nữ nhi đã sớm nhìn chằm chằm vào quả cầu, cười hỏi bé, sáng sáng muốn cùng chơi cầu với ca ca không? Tiếng nói vừa dứt, Phúc Ca Nhi rõ ràng khẩn trương, chăm chú nhìn muội muội, sáng sáng vẫn đứng dựa vào người mẫu thân như cũ, nhìn cảnh Vương Phi đang mỉm cười với bé, chậm rãi gật đầu, vươn tay nhỏ ra với Phúc Ca Nhi, cho ta chơi. Phúc Ca Nhi lập tức tươi cười, ôm cầu chạy đến bên cạnh muội muội, hai tay giữ cầu đưa cho muội muội, cuối cùng sáng sáng cũng đứng thẳng người, nhận lấy cầu sờ sờ, sau đó đi về phía cửa sổ, Phúc Ca Nhi kìm lòng không đậu đi theo, sáng sáng thấy vậy, không vui đứng lại, chỉ vào phía đối diện dạy Phúc Ca Nhi, ngươi đứng ở đó, dáng vẻ của thủ lĩnh. Phúc Ca Nhi đứng lại một chút, trong mắt là sự khó hiểu cùng với uất ức. Giống như muội muội không đồng ý chơi cùng với cậu, nhưng vẫn nghe lời đi qua, đi vài bước lại quay đầu nhìn, sáng sáng không để ý tới cậu, tự mình vui vẻ ôm cầu đi đến dựa vào cửa sổ, mới quay đầu lại nhìn, thấy khoảng cách giữa mình và ca ca đã đủ xa, mới dùng sức ném cầu qua, sức lực của bé có bao lớn, rất nhanh cầu đã rơi xuống kháng, nhanh như chớp lăn đến một bên Phúc Ca Nhi. Phúc Ca Nhi nhìn cầu, sáng sáng hưng phấn thúc giục cậu, cho ta. Phúc Ca Nhi lập tức ôm lấy cầu chạy về phía muội muội. A Kết buồn cười, quả nhiên liền thấy San San sốt ruột hô ngừng, ngươi đừng đến, cầu ấy ném cho ta. Phúc Ca Nhi hiểu, dùng sức ném cầu cho muội muội. San San vui vẻ đi nhặt, cười nữa ha hả ném qua lại, hai đứa bé chơi đùa rất vui vẻ. Bọn nhỏ đã quen với nhau, người lớn cũng có thể yên tâm nói chuyện. Tháng sau Cảnh Vương sẽ chính thức thụ phong thái tử. A Kết nói ít lời chúc mừng, Cảnh Vương Phi nghe xong liền cười ngắt lời nói, được rồi, lời này ta nghe đến mức lỗ tai cũng có kén rồi, trong mắt ta phu nhân không giống với những phu nhân, thái thái kia, không cần phải nói những lời khách sáo ấy, thế nào, bây giờ sán sán ổn rồi chứ? Tháng 6 vừa rồi, quý phủ gặp chuyện không may, ta ở bên này cũng bận không thể dứt ra được, không thể đến thăm hỏi. A Kết nhìn về phía nữ nhi, cười nói, đa tạ Vương Phi quan tâm, sán sán đã quên chuyện hôm đó, vết sẹo trên cổ cũng đã được chữa khỏi. Cảnh Vương Phi cảm khái nói, các nhân đều có thiên tượng, sán sán của chúng ta là người có phúc khí, nhưng thứ đó đều không làm gì được bé. Lễ thượng vãng lai, A Kết cũng quan tâm tới Phúc Ca Nhi, thế tử gần đây thế nào, nhìn bé cao hơn không ít. Đúng lúc hai đứa nhỏ đang đứng lại một chỗ không biết đang nói cái gì, sáng sáng chỉ vào đầu giường nói không ngừng, có lúc nói một chữ có lúc lại nói hai, người lớn nghe được không hiểu, nhưng hẳn là Phúc Ca Nhi hiểu được, khuôn mặt vui vẻ nhìn muội muội, hiển nhiên là một tiểu người hầu thông minh, nghe lời. Đợi hai đứa bé lại bắt đầu chơi đùa tiếp, Cảnh Vương Phi hâm mộ nói, chắc phu nhân cũng nghe thấy, Phúc Ca Nhi còn chưa nói chuyện lưu loát như sán sán, tính tình đứa nhỏ này quá lạnh lùng, đến bây giờ đã tìm cho nó biết bao bạn chơi, nó không chịu chơi cùng, chỉ có chơi với sán sán là hợp ý, phụ vương nó bế đi xem đệ đệ, nó cũng không gọi, chỉ cần nó không muốn nói chuyện, ai cũng không ép được. A Kết vội nói ít lời dễ nghe trấn an đối phương, nhưng trong lòng có chút thổn thức, nàng từng thấy qua Cảnh Vương và Cảnh Vương Phi cùng nhau dạo phố ngắm đèn. Lúc đó tuy Cảnh Vương có chút gầy, nhưng dung mạo tuấn lãng, khí độ nho nhã, đứng cùng với Cảnh Vương Phi thật sự như đôi người được trời đất tạo nên. Nhìn thấy Cảnh Vương vì Cảnh Vương Phi mà tham gia đoán đố đèn, nàng cho rằng phu thê rất ân ái, không nghĩ tới bên cạnh Cảnh Vương còn có nữ nhân khác, nàng cảm thấy đáng tiếc. Triệu Trầm lại nói Cảnh Vương đối với Cảnh Vương Phi cũng đã đủ tốt, hai người thiếp trong vương phủ đều là được sắp xếp nạp vào trước khi đại hôn. Sau khi đại hôn thì cũng không có nạp thêm ai nữa, hơn nữa thái độ của Cảnh Vương Phi khi nói đến thứ tử rất bình tĩnh, giống như nàng ấy cũng không coi chuyện thiếp thất là không đúng, có lẽ những quý nữ trong kinh thành thường thấy nam nhân trong nhà đều có tam thê tứ thiếp, không giống với người nông thôn, tướng công muốn cưới tiểu thiếp là chuyện lớn, người nào tính tình hiền lành thì lấy nước mắt rửa mặt nén giận, người nào tính tình hung dữ thì vừa đánh vừa mắng làm cho nam nhân bỏ đi ý định đó đi, người nào từng trải thì trực tiếp hòa ly. May mắn là Triệu Trầm không giống Cảnh Vương, hắn luôn luôn không có ý định cưới tiểu thiếp. A Kết đang xuất thần, chợt nghe nữ nhi hét to một tiếng, vừa sợ vừa giận. A Kết hoảng sợ, sau khi biết rõ ràng mọi chuyện liền bất đắc dĩ cười,
thì ra hai đứa nhỏ chơi ném cầu qua lại đã chán, đổi thành đứng cùng một chỗ xem ai ném xa hơn. Phúc Ca Nhi không cẩn thận ném cầu tới trước mặt A Kết, cầu lăn tới đụng phải nàng, Sán Sán nhất thời sốt ruột, chạy đến bên cạnh mẫu thân mạnh mẽ ném cầu xuống đất, ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, vừa sờ chỗ mẫu thân bị cầu đụng vừa ngửa đầu hỏ mẫu thân y, nương đau không, có đau hay không, trong đôi mắt to tròn đều là sự lo lắng. Từ sau khi bụng nàng bắt đầu lộ rõ, Triệu Trầm và cả hạ nhân trong phòng đều cẩn thận hầu hạ, tiểu nha đầu chắc cũng là mưa dầm thấm đất, cũng biết là không thể đụng vào mẫu thân được, cho nên mới gấp gáp như vậy. A Kết vừa buồn cười vừa yên tâm, trấn an sở đầu, nữ nhi, nương không đau, sức lực của Phúc Ca Nhi nhỏ, cho dù trực tiếp ném lên người mẫu thân cũng không đau, Sán Sán tiếp tục chơi với ca ca đi. Nha hoàn của Cảnh Vương Phi đã nhặt cầu lên, nghe A Kết nói như vậy, liền đi lại gần phía trước người Sán Sán, đưa cầu cho bé. Sán Sán vẫn ngồi bên cạnh mẫu thân không chịu đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra, ca ca đánh nương, Sán Sán không thích ca ca. Vậy thật là quá oan uổng cho người ta mà, thấy Phúc Ca Nhi đang đứng ở bên kia không biết phải làm sao, A Kết cười hỏi cậu, thế tử không phải cố ý ném cầu về phía ta, càng không phải muốn đánh ta phải không? Sán Sán nghe xong, quay đầu nhìn Phúc Ca Nhi, Phúc Ca Nhi lắc đầu với muội muội, thần sắc rất nghiêm túc, không phải ta cố ý, không muốn đánh nương của muội muội, ta thích muội muội, thích nương của muội muội. Nói xong đi đến trước người Sán Sán, ngồi xuống kéo tay bé, muội muội đừng nóng giận, chơi cùng ta. Sán Sán bỏ tay cậu ra, dựa vào mẫu thân không để ý tới hắn. Phúc Ca Nhi thật uất ức, nhưng Cảnh Vương Phi lại cảm thấy hết sức vui mừng, lần đầu tiên nhi tử nói nhiều câu như vậy, đã vậy chữ nào chữ nấy đều có trật tự rõ ràng, nàng còn cho rằng nhi tử sẽ không nói được như vậy. Lúc này thấy nhi tử không dỗ được muội muội, Cảnh Vương Phi nháy mắt với nha hoàn, còn mình đi đến trước mặt Sán Sán, cúi đầu hỏi bé, mấy ngày nữa là sinh thần của ai vậy nhỉ? Con, cái này Sán Sán biết, vui vẻ chỉ vào chính mình. Sán Sán thật thông minh, từ đáy lòng Cảnh Vương Phi khen một câu, tiếp theo là ôm tiểu nha đầu vào trong lòng, nắm chặt tay bé dỗ, hôm sinh nhật Sán Sán ca ca không đến được, nhưng ca ca đã chuẩn bị quà cho Sán Sán rồi, Sán Sán có muốn không? Sán Sán liên tục gật đầu, thấy nha hoàn tiến vào, ánh mắt lập tức rơi vào hộp trang sức vàng lớn bằng bàn tay trong tay của nha hoàn. Cảnh Vương Phi đặt Sán Sán ngồi bên cạnh Phúc Ca Nhi, nhận lấy hộp trang sức, nhưng không mở ra, cười nói với Sán Sán, nếu Sán Sán thích lễ vật ca ca tặng, vậy cũng đừng giận ca ca nữa được không? Sán Sán nhìn nhìn Phúc Ca Nhi, rồi nhìn về phía hộp trang sức. Cảnh Vương Phi giao hộp trang sức cho nhi tử, để cậu mở ra. Tay Phúc Ca Nhi cũng thật khéo, nhẹ nhàng chuyển động liền mở hộp ra, Sán Sán nóng vội lại gần, đầu bé đụng vào cằm của Phúc Ca Nhi, tiểu nha đầu cũng biết mình đã đụng vào người ta, ngẩng đầu nhìn Phúc Ca Nhi, mắt vừa to vừa đen, vừa tròn lại sáng, nhìn rất là đẹp. Phúc Ca Nhi nhìn không rời mắt, đột nhiên nói, muội muội thật xinh đẹp, so những đứa nhỏ cậu không quen biết kia cũng đẹp hơn. Sán Sán thích nhất là được người khác khen. Không cần nhìn quà tặng liền tha thứ cho Phúc Ca Nhi, nhếch miệng cười với Phúc Ca Nhi, lúc này mới cúi đầu nhìn quà tặng, là một cái khuy cải bằng vàng, ở giữa được khảm hồng ngọc huyết bồ câu to bằng hạt nhãn. Sán Sán cầm khuy cải lên quan sát, sau khi hiểu khuy cải được dùng để làm gì, liền đưa cho Phúc Ca Nhi, lại chỉ vào áo mình để Phúc Ca Nhi cải lên cho bé. Phúc Ca Nhi đã thấy qua nha hoàn giúp mẫu thân cải lên, cũng hiểu ý của muội muội, nhưng cậu còn nhỏ lại chưa từng làm qua việc nà, đùa nghịch một lúc cũng không thành công. Sán Sán cũng không sốt ruột, cầm để lên đầu Phúc Ca Nhi cùng nhau chơi. Cảnh Vương Phi vui vẻ tặng quà, A Kết cũng không hề khách sáo mà từ chối, nhìn khuy cải nói, mỗi lần tới Vương Phi đều tặng trang sức khảm hồng ngọc, sau này thần phụ mang Sán Sán đến vài lần nữa, rất nhanh sẽ tích cóp đủ một bộ, ai bảo ta và Sán Sán hợp ý chứ. Cảnh Vương Phi cười sờ đầu Sán Sán, cúi đầu dạy nhi tử cách mang, có nàng ấy hỗ trợ, Phúc Ca Nhi rất nhanh đã cài được. Sán Sán đứng lên, chỉ vào áo hỏi Phúc Ca Nhi, đẹp không? Phúc Ca Nhi gật đầu, đẹp. Sán Sán lại hỏi mẫu thân và Vương Phi, hai người đều khen đẹp, tiểu nha đầu rất vui mừng, kéo Phúc Ca Nhi đến bên cửa sổ chơi. A Kết đang muốn nói chuyện với Cảnh Vương Phi, Sán Sán đột nhiên nói, nương, trắng, mặt đất trắng.
A Kết và Cảnh Vương Phi cùng nhìn ra phía ngoài, quả nhiên ở xa xa từng bông tuyết trắng đang rơi xuống, chẳng biết rơi từ lúc nào, bông nào cũng lớn như lông ngỗng, bởi vì tuyết rơi, Triệu Trầm đến rất sớm. Cảnh Vương Phi dẫn Phúc Ca Nhi đưa hai mẫu tử A Kết ra cửa, lúc đầu Sán Sán do Thúy Ngọc bế, sau đó thấy trên mặt đất có những chuỗi dấu chân trải dài, bé nhất, định muốn tự mình đi, Quật Cường đứng xuống không để ai dắt, sau khi đứng xuống dưới, tiểu nha đầu đi được vài bước, đi xong quay đầu nhìn dấu chân của mình, khanh khách cười, Phúc Ca Nhi vẫn đi theo bên cạnh bé, hai đứa nhỏ đều đội mũ khoác áo choàng nhỏ. Chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì chơi quá vui vẻ mà trở nên đỏ ửng. Vòng qua ảnh bích, Sán Sán nhìn thấy phụ thân, vui vẻ muốn chạy qua đó. Trên người nữ nhi mang quần áo quá nhiều, nhìn xa xa giống như một quả cầu màu đỏ, Triệu Trầm sợ nữ nhi ngã, vội vàng chạy tới bế nữ nhi lên, lúc này mới hành lễ với Cảnh Vương Phi. Sau khi đơn giản hàn huyên vài câu, Triệu Trầm đỡ thê tử lên xe trước, sau đó muốn đưa nữ nhi vào theo. Sán Sán quay đầu nhìn người bạn nhỏ, có chút buồn kêu lên, ca ca. Phúc Ca Nhi cũng ngửa đầu kêu, muội muội. Triệu Trầm cười gượng, nháy mắt với thê tử đang ngồi trong xe, không chút lưu tình đưa nữ nhi vào, hắn quay đầu lại mời Cảnh Vương Phi mau mau trở về, sau đó liền lên xe ngựa, vó ngựa lộc cộc, dần dần đi xa. Cảnh Vương Phi ôm lấy nhi tử, cười hỏi hắn, Phúc Ca Nhi thật thích muội muội sao? Phúc Ca Nhi gật đầu nhìn xe ngựa đi xa. Mà trong xe ngựa, Sán Sán đưa quà tặng mới của mình ra khoe với phụ thân, khoe xong thấy mặt phụ thân vẫn trầm xuống, Sán Sán không hiểu chớp chớp mắt, lập tức dùng tuyệt chiêu mẫu thân đã dạy, ngửa đầu hôn phụ thân một cái. Triệu Trầm bất đắc dĩ, hôn trán nữ nhi một cái, nghiêm túc dặn bé, sau này ngoài đệ đệ, không cho chơi với bé trai nào khác. Sán Sán nghe lời, dùng sức, vâng một tiếng. Triệu Trầm vẫn không yên lòng, còn muốn dặn dò vài câu. Đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng, ngẩng đầu, liền thấy thê tử đang cười nhìn hắn, ánh mắt kia, không phải đang nhìn trượng phu, mà lại giống như đang nhìn một đứa trẻ, đứa nhỏ tròn tuổi phải làm lớn. Sau đó, sinh nhật chỉ có người trong nhà cùng nhau ăn mừng, năm nay bởi vì trong nhà có người thăng quan, lại là năm đầu tiên ở phủ mới, lại có thêm tiểu Sán Sán, Triệu Trầm vui mừng, liền gửi thiệp mời cho mấy nhà thân thích, mời bọn họ đến nhà chơi. Người được mời đều là nữ quyến, chung quy nam nhân đều bận công việc, không thể vì sinh nhật của Sán Sán mà xin nghỉ được, ngay cả Triệu Trầm cũng chỉ đồng ý là về sớm hơn. Ở phủ Vân Dương Hầu bên kia, Tằng Tuyết Nhu vừa sinh nhi tử, đang ở cữ, chỉ có thể sai người đưa lễ lại đây, thời gian Quách Bảo Châu mang thai cũng không trách lệch nhiều so với A Kết, vẫn còn có thể ra ngoài làm khách được, hơn nữa tính nàng ấy trời sinh ham vui nên đã đến từ sớm. Quý lão thái thái không yên lòng cháu dâu, đương nhiên cũng tới, Quách phu nhân cũng đến rất sớm, chỉ chậm hơn khoảng một khắc so với mẫu tử Liễu Thị. Lâm Trọng Cửu cũng muốn đến, chỉ là bây giờ hắn đã vào quốc tử giám học, không thể mời được, phu thê Lâm Hiền cũng không đồng ý mời hắn. Người không nhiều, không thân quen thì cũng là thân thích, cùng nhau ngồi trong noãn các, hơn nữa còn có Sán Sán, miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt. Sau bữa cơm trưa, A Kết sai người đem bà nhỏ để lên giường, Quách phu nhân, Ninh thị, Quý lão thái thái và Liễu thị, bốn người vây quanh cùng nhau đánh bài. Liễu thị không biết chơi, Lâm Trúc ngồi ở một bên chỉ bà, có đôi khi cũng quay qua chỉ Quách phu nhân. Quý lão thái thái thấy vậy liền ồn ào trêu ghẹo, nhìn kìa, còn chưa gả qua đâu, khuỷu tay đã hướng ra bên ngoài rồi. Liễu thị và Quách phu nhân đều nhìn Lâm Trúc cười. Lâm Trúc không cảm thấy xấu hổ một chút nào, thuận tay cầm lấy lá bài mà Quý lão thái thái vừa đánh ra, điềm nhiên nói, vẫn là lão thái thái tốt nhất, biết nương con muốn cây nào liền đánh cây đó ra. Sán Sán đang ngồi trong lòng của dì, thấy dì đẩy ngã hết bài của ngoại tổ mẫu, biết được tổ mẫu đã thắng rồi, cười khanh khách đẩy bài ra. Ninh thị dùng sức đặt lên bàn một nén bạc ở trước mặt cháu gái, giả vờ giận nói, Sán Sán có ngoại tổ mẫu thì liền không thích tổ mẫu nữa đúng không? Cháu xem, tổ mẫu lại thua rồi, nếu Sán Sán ngồi bên cạnh tổ mẫu, nhìn bài bên này, chắc chắn tổ mẫu sẽ thắng, qua tổ mẫu. Sán Sán vội nói, vội vàng rời khỏi người gì đi qua chỗ tổ mẫu. Ninh thị ôm tiểu nha đầu hôn một cái, lại để cho bé đi theo Lâm Trúc chơi, bà còn muốn đánh bài nữa, cháu gái mà ngồi vào lòng bà thì sẽ loạn hết cả lên.
San San ngoan ngoãn trở lại trong lòng gì, tiếp tục nhìn chằm chằm bài của ngoại tổ mẫu, xem một chút thì hai mắt lại nhìn về bài của Quách phu nhân bên kia, giống như là có thể xem hiểu vậy. Quách phu nhân cố ý đưa tay che lại không cho bé xem, chọc cho tiểu nha đầu cười đến ánh mắt cong cong, lúc nào cũng tìm cơ hội rình coi. Ở trên bàn tiếng nói tiếng cười, Quách Bảo Châu ngồi ở đầu giường nhỏ giọng nói chuyện với A Kết, tẩu tử, bụng tẩu sao lại to hơn bụng của muội vậy, không phải là mang thai đôi chứ? Ánh nắng xuyên qua song cửa chiếu vào, chiếu lên người cảm thấy ấm áp, A Kết cười nàng ấy, nào có khéo như vậy chứ, lúc trước ta mang thai San San bụng cũng không lớn như muội đâu, bây giờ ta chỉ lớn hơn muội có một chút thôi, so lớn nhỏ cũng không nhìn ra được cái gì cả. Quách Bảo Châu mang thai lần đầu, đối với những điều này cũng không hiểu, nhân cơ hội này đem hết mọi chuyện, mà bình thường nàng ấy ngại hỏi quý lão thái thái ra hỏi A Kết. Hai người thì thầm to nhỏ, Lâm Trúc nhịn không được liếc nhìn, Quách Bảo Châu cười đuổi Lâm Trúc, người lớn nói chuyện, trẻ con đừng nghe lén, chờ muội gả cho người ta rồi đến nghe. Lâm Trúc liếc nàng ấy một cái, chờ tỷ sinh con xong muội sẽ tính sổ với tỷ. Quý lão thái thái vừa đánh xong một lá bài, nghe cuộc nói chuyện của các nàng, bà nhìn Quách phu nhân và Liễu thị, cười ha hả, Bảo Châu đừng giả làm người lớn trước mặt A Trúc, chờ sang năm A Trúc gả xong, con và A Kết đều phải kêu A Trúc là tẩu tử đấy. Mọi người nháy mắt yên tĩnh. Lâm Trúc cúi đầu, cầm tay nhỏ mập mạp của cháu gái chơi đùa, Ninh thị giải vây cho tiểu cô nương, được rồi, thứ tự trước sau coi như loạn hết rồi. Thích gọi như thế nào thì cứ ngầm gọi như thế ấy đi, dù sao cũng đều là người một nhà, nếu không phải thân thích, Lâm Trúc và mẹ chồng ngồi cùng một bàn đánh bài là không được. Quý lão thái thái cũng chỉ là trêu đùa chọc cười mà thôi, rất nhanh liền rời đề tài đến chuyện đánh bài, Lâm Trúc cũng không giúp mẫu thân chơi bài nữa, tập trung chơi với San San. Hai mắt A Kết nhìn muội muội, thấy trên khuôn mặt trắng nõn của nàng không có vẻ ngượng ngùng của cô nương chờ gả đi. Lòng A Kết liền trùng xuống, xem ra muội muội vẫn chưa động tâm với Quách Tử Kính. A Kết thấy lo lắng cho muội muội, nàng có thể dạy cho muội muội đạo phu thê, lại không có cách nào khuyên bảo muội muội thích Quách Tử Kính. Chuyện tình cảm ấy mà, thích ai hay không thích ai, chỉ sợ ngay cả bản thân mình cũng không làm chủ được. Triệu Trầm vẫn luôn là Triệu Trầm, nhưng lúc bắt đầu nàng cũng không thích hắn, sau này nàng cũng không biết là lúc nào, chớp mắt cái nàng đã kìm lòng không được, động tâm. Nàng chỉ mong muội muội sẽ sớm một chút bị Quách Tử Kính làm cho xúc động, đối xử với hắn bằng cả tấm lòng, cũng mong Quách Tử Kính sẽ nguyện ý dành sự kiên nhẫn cho muội muội. Ngoài sự chăm sóc của người huynh trưởng thì cũng có vài phần chân tình. Đánh bài nói chuyện được một chút, nha hoàn đi vào thông báo Triệu Trầm và Quý Chiêu đã trở lại. Quách Bảo Châu ngạc nhiên hỏi, tại sao ca ca ta lại không tới vậy? Quách phu nhân liếc nhìn nữ nhi trách cứ, Quách Bảo Châu bĩu môi, trong lòng thầm mắng ca ca nhà mình đúng là đần chết đi được, biết rõ hôm nay Lâm Trúc sẽ đến, thế mà còn không biết lại đây nhìn xem chứ, cho dù không nói gì, ít ra cũng có thể gặp mặt, chẳng lẽ thật sự là ca ca chỉ bởi vì cứu Lâm Trúc mới đề nghị cưới nàng ấy, không có chút tình yêu nam nữ với Lâm Trúc sao? Không khí có chút xấu hổ, Ninh thị xuống đất, thúc giục, được rồi. Thời gian không còn sớm, Bảo Châu thân mình nặng nề, trở về cùng tổ mẫu đi, đừng để A Chiêu chờ sốt ruột. Quách phu nhân cũng xuống khỏi giường, chuẩn bị đi cùng nữ nhi. Mẫu tử Liễu thị là người nhà mẹ đẻ của A Kết, đương nhiên muốn ở lại thêm chút nữa, liền đi theo A Kết và Ninh thị tiễn mọi người ra cửa. Tiễn người xong, quay về, Ninh thị gọi Triệu Trầm nói chuyện, để A Kết cùng người nhà mẹ đẻ nói chuyện riêng. A Kết hỏi muội muội may giá y đến đâu rồi, Lâm Trúc vừa ngồi chơi với cháu gái vừa không để ý trả lời, tháng 8 sang năm mới gả đi mà, gấp cái gì cơ chứ. Liễu thị thấy tăng trưởng nhíu mày, giận dữ nói, mặc kệ nó, từ nhỏ đã lười, gần đến ngày sẽ tự nhiên sốt ruột. Lâm Trúc không kiên nhẫn nghe mẫu thân và trưởng tỷ nói chuyện hôn sự của mình, đứng ở trước mép giường hỏi San San có muốn đi trong vườn chơi hay không. San San hiếu động, lập tức cầm lấy áo khoác và áo choàng của mình trên đầu giường đưa cho dì, để dì mặc vào cho bé. Lâm Trúc cầm áo, ngược lại cảm thấy có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi trưởng tỷ, bế San San đi ra ngoài chơi được không, bên ngoài vẫn thật lạnh. Liễu thị trừng nàng ấy, A Kết không đành lòng để muội muội buồn bực ở trong phòng, gật đầu đồng ý, chơi một lát liền trở về,
đừng để cho San San chạy, ra mồ hôi dễ bị cảm lạnh. Trưởng tỷ vẫn đối xử tốt với nàng, Lâm Trúc hối hận. Vì lúc nãy mình trả lời trưởng tỷ cho có lệ như vậy, mặc đồ cho San San xong, nói thật nhanh, đại tỷ đừng lo lắng cho muội, đầu xuân trời ấm muội sẽ bắt đầu may, đại tỷ sinh cháu trai, trong tháng về nhà ở mấy ngày, lúc đó xem giúp cho muội. Nói xong bế San San đi ra ngoài, A Kết vội vàng sai Như Ý và Thúy Ngọc đi theo sau, quay đầu cười với Liễu Thị, mẹ xem, A Trúc vẫn rất hiểu chuyện, còn kém con xa. Mỗi ngày thứ nữ đều ở bên cạnh, điều Liễu Thị quan tâm hơn là thân thể của trưởng nữ, hai mẹ con nhỏ giọng nói đến chuyện này. Bên ngoài, Lâm Trúc muốn bế San San đi vào trong hoa viên, đúng lúc trên đường có người giao to bán kẹo hồ lô, San San tập trung tinh thần lắng nghe, dáng vẻ rất tò mò. Lâm Trúc hôn cháu gái một cái, cười hỏi bé, San San có muốn ăn kẹo hồ lô không? Dì đưa con đi mua, kẹo hồ lô đỏ. Ăn rất ngon, nghe nói là ăn, còn đỏ, chẳng sợ chưa từng được ăn, San San cũng nuốt một ngụm nước bọt, chỉ vào bên ngoài muốn đi, loại chuyện nhỏ này sao có thể để chủ tử làm, Thúy Ngọc cười nói, nhị cố nương cùng đại tiểu thư ở chỗ này chờ là được, ta bảo người mua về, ta đi, tiếng giao càng ngày càng gần, San San sốt ruột, dục gì mau bê bé đi, Lâm Trúc cũng muốn tự mình đi. Nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ, mỗi lần người bán kẹo hồ lô tới, mẫu thân sẽ cho trưởng tỷ 5 đồng tiền để trưởng tỷ dẫn nàng và đệ đệ đi mua, 2 đồng tiền một cây, mà 5 đồng tiền phải mua 3 cây, trưởng tỷ sẽ lấy từ trong túi thêu của mình ra 3 đồng tiền nữa, mua cho mẫu thân một cây, sau này mẫu thân liền cho nhiều tiền hơn. Kẹo hồ lô ăn ngon, lúc tự mình chọn kẹo hồ lô cũng rất vui, nàng muốn cho cháu gái cảm thụ một chút niềm vui nhỏ bé kia. Một lớn một nhỏ đều vui vẻ nên Thúy Ngọc không tiện ngăn cản, dù sao cũng là ở cửa nhà, liền để tiểu nha hoàn đi trước ra bên ngoài gọi người bán kẹo, nàng ấy và Như Ý đi theo hai bên. San San 2 tuổi rất nặng, Lâm Trúc bế một lát liền để cho tiểu nha đầu tự mình đi, lúc đến cổng lớn San San cũng muốn tự mình đi, nhưng nàng không cho, bế lấy bé nói, kẹo hồ lô để rất cao, dì bế San San, San San mới có thể chọn được cây cao nhất. San San nửa tin nửa ngờ, đợi đến khi tận mắt nhìn thấy những cây kẹo hồ lô, hai mắt tiểu nha đầu mở to, lúc trước nhìn thấy Hồng Ngọc cũng không kinh ngạc và vui vẻ như lúc này, Lâm Trúc lại không thể tin được nhìn thấy Quách Tử Kính cưỡi ngựa lại gần, nàng muốn xoay người lại, San San, không cho phép, vươn tay chỉ về phía kẹo hồ lô, chần chừ như vậy, Lâm Trúc lại thoải mái, nàng là ra ngoài mua kẹo hồ lô, trùng hợp gặp nhau thì thế nào chứ? Quách Tử Kính biết lễ nghĩa như vậy, khẳng định sẽ tự mình đi vào trước, ôm San San đi đến trước quầy hàng, trong đầu Lâm Trúc không có chút tạp niệm, chỉ tập trung chỉ cháu gái chọn kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô chia ra thành loại có hạt và không có hạt, Lâm Trúc cảm thấy có hạt ăn rất phiền toái, bảo San San chọn loại không có hạt, nhưng những cây không hạt đều bị xẹp đi, San San rõ rệt thích những quả tròn tròn, đối với lời gì đề nghị thì không có hứng thú. Lắc đầu, khi nhìn thấy Quách Tử Kính đi tới, tiểu nha đầu nhìn chằm chằm Quách Tử Kính một lát, nhận ra, đưa tay kêu bá bá ôm, nam nhân không những không tránh đi mà còn càng đi lại gần, Lâm Trúc không vui lắm, nghĩ rằng để Quách Tử Kính bế San San cũng tốt, nàng sẽ đi vào trước. Quách Tử Kính nhìn thẳng vào mắt vị hôn thê của mình, cũng không bế San San, nhìn một cây kẹo hồ lô nói, San San chờ chút, bá bá chọn cho cháu cây lớn nhất. Nói xong thì thật sự nghiêm túc chọn kẹo, San San chờ mong nhìn chằm chằm vào tay của bá bá, đến khi bá bá lấy một cây xuống, tiểu nha đầu vội vã nhận lấy. Quách Tử Kính nhìn thấy đường phèn phía trên cây kẹo hồ lô, mượn lão sư phụ một cây trúc gạt hết đường xuống rồi mới đưa cho San San, còn dặn dò bé là bên trong có hạt, nhớ phải nhả hạt. San San vội vàng há miệng ra cắn, nhưng kẹo hồ lô quá lớn, bé ngậm cả quả không được, sau khi thử vài lần đành phải liếm trước. Lâm Trúc bị tiểu nha đầu làm cho bật cười. Quách Tử Kính hỏi nàng, muốn mua mấy cây, Lâm Trúc liền thu hồi nụ cười, mua cho San San, chứ bá mẫu và Bảo Châu đã về rồi. Nói xong thì bê San San đi, Quách Tử Kính đúng là muốn đến đón mẫu thân, nhưng nhìn thấy hôn thê sắp đi vào trong, hắn quay đầu, lấy một cây kẹo hồ lô không hạt, bước vài bước đuổi theo, ta nhớ rõ nàng cũng thích ăn cái này, tại sao hôm nay lại không mua? Lâm Trúc không ngờ là hắn sẽ theo kịp,
quay đầu nói, không muốn ăn. Sán Sán nhìn cây kẹo hồ lô trong tay bà bá, lắc đầu giống như bà cụ non, khó coi, cái này đẹp hơn, dì ăn này, đưa cây kẹo hồ lô mình đã liếm sáng bóng đến trước miệng của dì. Lâm Trúc ngạc nhiên, nàng thích cháu gái, cũng không muốn từ chối ý tốt của cháu gái, nhưng mà nước miếng của cháu gái sau cánh cổng truyền đến tiếng nói của Triệu Trầm. Quách Tử Kính cười, nói với Sán Sán, dì thích ăn cái này, cái kia Sán Sán giữ lại tự mình ăn đi. Nói xong thì đưa cây kẹo hồ lô đang cầm trong tay cho Lâm Trúc, giọng nói trầm thấp, cầm đi, ta sẽ không đi vào, mang theo một phần uy hiếp. Lâm Trúc cũng nghe thấy tiếng của tỷ phu, cắn cắn môi, giận dỗi cầm lấy, nhưng Quách Tử Kính không rời đi, vẫn như cũ đi theo nàng. Lâm Trúc kinh hãi, đang muốn giục hắn, tầm mắt của Quách Tử Kính cuối cùng cũng rời khỏi mặt nàng, ngẩng đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của Triệu Trầm liền thản nhiên hỏi. Nương ta và mọi người đã về chưa? Triệu Trầm nhớn mày, nhìn về khuôn mặt phiếm hồng của Lâm Trúc, muội không nói cho hắn biết. Nói xong thì lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, ý vị thâm trường cười, xem ra em vợ cũng có ý với Quách Tử Kính, bởi vậy mới cố ý giấu giếm chuyện Quách phu nhân đã về rồi, là vì muốn đi cùng với Quách Tử Kính lâu hơn, sao Lâm Trúc lại không nhìn ra sự hiểu lầm của tỷ phu chứ, vội vàng muốn giải thích. Chỉ là quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt lạnh lùng của Quách Tử Kính, nàng vừa hận hắn ra vẻ đạo mạo, vừa tức giận bế cháu gái đi trước. Sán Sán ghé vào đầu vai dì nhìn lại, thấy phụ thân và bá bá đang nhìn mình, bé cười ha ha, vung vẩy khoe khoang cây kẹo hồ lô đang cầm trong tay. Sau khi Quách Tử Kính rời đi không lâu, Lâm Hiền đến đón mẫu tử Liễu Thị, đương nhiên trước khi đi phải bế cháu ngoại chơi đùa một lúc, tiện bước một nhà nhà phụ xong. Triệu Trầm bế nữ nhi cùng quay trở về với thê tử, A Kết thấy khóe miệng hắn vẫn cong lên, vào trong phòng nhịn không được hỏi hắn, có chuyện gì mà chàng vui như vậy. Triệu Trầm hôn nữ nhi, Sán Sán nói cho nương con biết, lúc con và dì đi mua kẹo hồ lô thì gặp ai, nhắc tới kẹo hồ lô, Sán Sán nuốt nước miếng, nghiêng đầu suy nghĩ một lát mới nói, bà bá cho kẹo hồ lô. A Kết thật sự giật mình, biểu huynh đã tới. Triệu Trầm đặt thân nữ nhi lên tháp để cho bé tự chơi, hắn nắm lấy tay của thê tử vừa xoa vừa nói, tới đón gì, nghe nói gì đã về rồi, hắn không vào nhà nữa, sao, Á Trúc không nói cho nàng biết sao. A Kết nhìn đôi mắt mang theo ý cười của trượng phu, nàng chậm rãi tỉnh táo lại, đúng vậy, muội muội bế Sán Sán đi mua kẹo hồ lô, Sán Sán nhìn thấy Quách Tử Kính, chắc chắn muội muội cũng đã gặp được. Nhưng nha đầu kia sau khi quay lại vẫn giống như bình thường không có việc gì, tâm tư cũng thật là kín, ngay cả người làm tỉ tỉ như nàng cũng không nhìn ra một chút nào. Muội muội không tâm sự chuyện bí mật với mình, trong lòng A Kết có chút không thoải mái, không phải là tức giận, chính là cảm giác muội muội không thân thiết với mình. Thấy thê tử không mấy vui vẻ, Triệu Trầm liền nói chuyện Lâm Trúc đỏ mặt khi đứng chung một chỗ với Quách Tử Kính. Sán Sán vẫn đang nghe phụ thân và mẫu thân nói chuyện, nghe thấy kẹo hồ lô, chen miệng vào, bá bá cho, dì, kẹo hồ lô, khó coi, dì không ăn. Sán Sán ăn ngon, cân nói cuối cùng đặc biệt nghiêm túc. Triệu Trầm không hiểu lắm, A Kết lại hiểu, sau đó nhịn không được liền cười. Thì ra chẳng những muội muội thích Quách Tử Kính, Quách Tử Kính cũng thích muội muội, nếu không tại sao lại cố ý mua kẹo hồ lô không hạt cho muội muội. Quách Tử Kính là nam nhân lạnh lùng. A Kết không thể tưởng tượng ra tình cảnh hắn mua kẹo hồ lô, mặc kệ như thế nào đi nữa, dù sao hai người không phải là không có tình cảm như mặt ngoài. A Kết cảm thấy nỗi lo không còn, những ngày sau đó ngủ rất ngon giấc. Tháng 11 sắc phong thái tử và thái tử phi, văn võ đại thân và mệnh phụ đều phải đến tham dự, bởi vì A Kết bụng rất lớn rồi nên được miễn một chuyến cực khổ. Trong khi Cảnh Vương đang ở trong thái miếu thụ phong thái tử thì trấn Bắc, tướng quân Tần Tư Dũng đang ngẩn người cầm thánh chỉ triệu hắn về kinh của Hoàng thượng, vì để tránh cho các quan ở biên quan tạo phản, Hoàng thượng đều lưu gia quyến của họ ở kinh thành, cách 3 năm sẽ lệnh cho các quan viên hồi kinh. Hắn vốn định năm nay trở về gặp nữ nhi, tuy nữ nhi không còn nữa, hắn vẫn muốn về kinh, giết Triệu Duẫn Đình, nữ nhi của hắn hại Triệu Duẫn Đình, hắn có thể hiểu sự tức giận của Triệu Duẫn Đình, nhưng nữ nhi đã chết thì thù hận cũng nên tiêu tan. Tại sao Triệu Duẫn Đình còn không tôn trọng xác chết nữ nhi của hắn chứ, ngay cả cái chết toàn thây cũng không cho nó, hắn nên báo thù cho nữ nhi.
hắn sẽ không đích thân động thủ, nhưng hắn phải xem Triệu Duẫn Đình chết, nhưng là thánh chỉ này của Hoàng thượng, tướng quân, Ngô tướng quân tới, thân vệ ở bên ngoài trầm giọng bẩm báo, mời hắn vào. Tần Tư Dũng đang định phái người đi mời Ngô Khải, biết được đối phương đã tới, lập tức trả lời. Rất nhanh, phó tướng Ngô Khải đã đẩy cửa vào, sau khi đóng hết cửa phòng, quen đường quen nẻo đi vào thư phòng, hai người nhiều lần thập tử nhất sinh ở trên chiến trường với nhau, khi chỉ có hai người cũng không để ý đến những hư lệ kia, Ngô Khải trực tiếp đi về phía bàn, vừa muốn nói chuyện, thoáng nhìn thấy thánh chỉ ở trước mặt Tần Tư Dũng, trong lòng giật mình, tướng quân quyết định hồi kinh. Tần Tư Dũng thấy sắc mặt hắn không đúng, nhỏ giọng nói, hiền đệ cũng cảm thấy không ổn. Bốn mắt nhìn nhau, Ngô Khải không hề che giấu, kéo ghế ngồi phía dưới Tần Tư Dũng, tướng quân ngàn vạn lần không thể về kinh. Được, vừa rồi người chúng ta sắp xếp chăm sóc tiểu thiếu gia đã bắt được một tên thám tử kia cắn lưỡi tự sát không thành, sau đó khai ra hắn là do Triệu Duẫn Đình phái tới, tướng quân ngẫm lại xem, Triệu Duẫn Đình vẫn luôn không có cách nào đối phó với Tần gia, hắn biết chuyện tướng quân nhận nuôi tiểu thiếu gia, sẽ không nói cho Hoàng thượng biết sao. Hoàng thượng biết, sao có thể không nghi ngờ tướng quân. Tần Tư Dũng nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt dần dần chuyển tới thánh chỉ đang mở trên bàn. Ngô Khải cũng nhìn thánh chỉ, tay gõ gõ, tướng quân, ta có một điều không rõ, sau khi Triệu Duẫn Đình ủng hộ Hoàng thượng đăng cơ, trở nên nổi bật có một không hai, với hận ý của hắn với nhị cô nương, lúc ấy có thể tìm lý do giết nhị cô nương, vì sao còn muốn nhịn đến bây giờ mới động thủ. Tần Tư Dũng nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi thật lâu không nói gì, vì sao? Bởi vì hắn Tần Tư Dũng, khi đó hắn đầu nhập vào phía Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn dùng hắn, tự nhiên sẽ dặn dò Triệu Duẫn Đình lưu lại cho nữ nhi của hắn một mạng. Hiện tại Hoàng thượng có lòng nghi ngờ hắn, Triệu Duẫn Đình gió chiều nào che chiều ấy, biết lúc này giết nữ nhi của hắn, Hoàng thượng cũng sẽ không trách cứ mình, lập tức giết nữ nhi của hắn, không có nữ nhi cản tay. Hắn cô ra quả nhân tay cầm hùng binh, lại còn chuyện thu lưu cốt nhục Tần gia, Hoàng thượng tuyên hắn hồi kinh, là muốn thăm dò hắn, muốn đập tan nghi ngờ của Hoàng thượng, hắn chỉ có một con đường để đi, mang theo cháu trai cùng về kinh, để cho Hoàng thượng xử lý. Nhưng đứa bé kia là thân nhân duy nhất trên đời của hắn đã giết chết đệ đệ của mình chỉ vì bảo vệ mạng của nữ nhi, Hoàng thượng không giúp hắn bảo vệ nó. Hoàng thượng như vậy, vì sao hắn còn muốn nộp mạng cháu trai lên nữa? Tần Tư Dũng mở to mắt, nhìn lên nóc phòng, phân phó, người hồ phái một đội nhân mã xâm phạm biên giới cướp lương thực, hiền đệ tức tốc lãnh binh, đi chinh phạt. Ngô Khải sửng sốt, gần đây biên cảnh Thái Bình, căn bản hắn nhìn Tần Tư Dũng, đột nhiên hiểu, nhất thời đứng lên nói, mạc tướng tuân mệnh, Hoàng thượng bày hồng môn yến chờ tướng quân đương nhiên không thể đi, không đi. Thì phải tìm lý do, bây giờ người Hồ có thể xâm chiếm bất cứ lúc nào, tướng quân vì quân tình đương nhiên không thể nào rời đi được, thuận tiện cũng là nhắc nhở Hoàng thượng, Tần gia đóng quân ở Tây Bắc mấy chục năm, chiến công cùng uy vọng, Hoàng thượng thật sự muốn ép buộc tướng quân, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Đầu tháng chạp, tấu chương của Tần Tư Dũng đến kinh thành, sau khi Đường Văn Đế xem, cười lạnh, sai Ngụy Nguyên tuyên phụ tử Triệu Duẫn Đình đến Sùng Chính Điện. Chờ hai người xem xong tấu chương, Đường Văn Đế lạnh lùng nói, làm khó phụ tử các khanh vì triều đình xã tắc, thà rằng buông tha cừu hận, hắn lại vì lợi ích bản thân lấy việc biên quan an ổn làm cớ lừa. Gạt trẫm, tiểu nhân bậc này, lưu lại sẽ có họa lớn, trẫm đã cho các khanh thương thảo đối sách ứng phó với Tây Bắc, các khanh đã có biện pháp chưa? Triệu Duẫn Đình nhìn về phía nhi tử, Triệu Trầm quỳ một chân trên đất, giọng nói mạnh mẽ có lực, thần có một cách. Đường Văn Đế ngồi xuống, theo dõi khuôn mặt tuấn giật của Triệu Trầm, nói Triệu Trầm nói nhỏ một vài câu, Đường Văn Đế trầm ngâm, đây là một biện pháp tốt, chỉ là quá mạo hiểm, nếu như không thành, thừa, viễn, tạ Hoàng thượng quan tâm, nhưng vì xã tắc an ổn, cũng vì báo mối thù phụ tử chúng thần nhiều năm nhẫn nhịn, thần cam nguyện mạo hiểm, cũng sẽ đem hết toàn lực thúc đẩy việc này để giải mối lo cho Hoàng thượng. Giọng nói Triệu Trầm tràn ngập khí phách. Nếu Hoàng thượng yên tâm, bất cứ lúc nào thần cũng sẵn sàng. Đường Văn Đế gật đầu, đứng dậy dìu hắn đứng lên, nghĩ, cười hỏi, trẫm nhớ rõ phu nhân của khanh đang có thai, dự đoán thời điểm nào thì sinh. Chuyện ở Tây Bắc tuy cấp bách, nhưng Tần Tư Dũng vừa dâng tấu mà trẫm liền phái khanh đến đó cũng không ổn,
Thừa Viễn ở nhà ăn Tết xong, nếu là tức phụ khanh sinh sớm, chấm chờ khanh xem xong nhi tử rồi mới phái khanh đến đó cũng không muộn. Triệu Duẫn Đình và Triệu Trầm đều cảm kích quỳ xuống đất tạ ơn, Triệu Trầm mừng rỡ, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào, long ân của Hoàng thượng thần suốt đời khó quên, lang trung nói thê tử của thần khoảng giữa tháng 2 sẽ sinh, thần quả thật ngóng trông có thể tận mắt chứng kiến đứa nhỏ sinh ra mới khởi hành, nhưng thần cũng biết chuyện lớn quốc gia, điều động quân binh không thể chậm trễ, kính xin Hoàng thượng không cần băn khoăn chuyện gia đình thần, Thừa Viễn sẵn sàng đợi mệnh. Giữa tháng 2, Đường Văn Đế tự lẩm bẩm, không trả lời ngay, mà sai Ngụy Nguyên lấy hoàng lịch lại, sau khi đối chiếu, cười nói, 28 tháng 2, thích hợp xuất hành đi nhậm chức, Thừa Viễn chọn ngày ấy mà đi. Thôi, thầy thuốc khanh mời cho phu nhân, tính ngày hẳn là chuẩn, như vậy khanh còn có thể ở cùng mấy mẫu tử thêm vài ngày. Lần đi này rất nguy hiểm, hắn là hoàng thượng, dù sao cũng phải để cho thần tử có năng lực yên tâm. Một lần nữa Triệu Trầm dập đầu tạ ơn, hai phụ tử lui ra, hai người làm việc ở hai nơi khác nhau, lúc sắp tách ra thì Triệu Trầm nói với phụ thân, thân mình A Kết nặng nề, việc này, sau khi phụ thân trở về đừng để lộ, tránh làm nàng lo lắng, biết. Rồi, Triệu Duẫn Đình vỗ vỗ bả vai nhi tử, muốn dặn dò nhi tử vài câu, ngẫm lại, còn sớm, liền không nói thêm gì, năm nay A Kết trải qua khá thanh tĩnh. Hai năm trước, trước và sau năm mới nàng phải tham dự rất nhiều yến tiệc, năm nay do mang thai nên, vừa không phải vào cung chúc Tết, cũng không cần ra cửa làm khách, ngay cả nhà mình mời khách thì hết thảy việc vặt đều là mẹ chồng hỗ trợ chuẩn bị, nàng chỉ việc ngồi tiếp khách. Cuối tháng riêng, quý gia truyền đến tin vui, Quách Bảo Châu sinh cho Quý Chiêu một nhi tử mập mạp, A Kết cũng gần đến ngày sinh, không thể đi qua thăm đứa nhỏ, Triệu Trầm bế Sáng Sáng đi thăm. Lúc về Sáng Sáng ngồi bên cạnh mẫu thân dầu dĩ không vui, A Kết tò mò hỏi bé tại sao, Sáng Sáng nhẹ nhàng sờ bụng của mẫu thân, rất là uất ức, nói, đệ đệ khó coi, A Kết cười, dịu dàng nói cho nữ nhi, đệ đệ khi vừa sinh ra rất khó coi, qua một tháng lớn lên chút, cũng sẽ đáng yêu như Sáng Sáng, cho dù là nàng và Triệu Trầm, hay là Quách Bảo Châu và Quý Chiêu, đều là người có tướng mạo, làm sao đứa nhỏ sẽ xấu chứ. Sáng Sáng không biết nghĩ đến cái gì, lộ ra dáng vẻ không quá tin tưởng, sau một lát nằm dựa đầu vai mẫu thân hỏi, lúc nào đệ đệ đi ra, sau khi mẫu thân mang thai đệ đệ đã rất lâu không bế bé rồi, vài ngày nữa, Sáng Sáng nói nhiều câu khen đệ đệ sẽ đi ra, A Kết cười dỗ nữ nhi, Sáng Sáng lập tức nhìn bụng mẫu thân khen đệ đệ đáng yêu, Triệu Trầm vén mành đi vào, liền thấy hai, mẫu tử đang nhỏ giọng thầm thì nói chuyện. Phụ thân, nhìn thấy phụ thân, Sáng Sáng bò lên trước vài bước, cách xa mẫu thân mới chống tay đứng lên, muốn phụ thân bế, Sáng Sáng càng ngày càng hiểu chuyện, Triệu Trầm ôm lấy nữ nhi hôn một cái, vừa mới rồi Sáng Sáng khen ai đang yêu vậy, đệ đệ, Sáng Sáng quay đầu nhìn mẫu thân, hai tay nhỏ nắm lại một chỗ, Sáng Sáng khen đệ đệ đáng yêu, đệ đệ sẽ đi ra, Triệu Trầm nâng mắt nhìn thê tử, cười nói, lại là nương con dạy con. Lung tung à, A Kết chừng hắn, Sáng Sáng lại không hiểu cái gì là lung tung, chỉ biết là mẫu thân dạy, gật đầu, tới gần ngày sinh, buổi tối A Kết ngủ không ngon giấc, hay suy nghĩ lung tung, nhỏ giọng hỏi Triệu Trầm, tính cả tuổi mụ, Sáng Sáng cũng gần 4 tuổi, có phải đến lúc cho con ở một mình rồi không, nàng cũng lưu luyến khi nữ nhi chuyển đi, chỉ là lo lắng lúc mình sinh, hù dọa đứa nhỏ. Không vội, nàng sinh xong rồi hắn nói, nếu không con khóc nháo, nàng làm gì, có sức mà dỗ chứ, Triệu Trầm nắm tay thê tử nói, hắn sắp phải đi rồi, không biết lúc nào mới trở về, nếu như bây giờ nữ nhi chuyển đi, chờ hắn rời đi, thê tử chắc chắn sẽ để nữ nhi chuyển về làm bạn, kia cần gì phải ép buộc, hắn nói cũng có lý, A Kết gật đầu, cảm nhận lồng ngực cứng rắn của nam nhân, A Kết sờ sờ. Có chút oán giận nói, người ta ăn Tết xong thì càng ngày càng mập, con chàng tại sao lại gầy như vậy chứ? Triệu Trầm cười, sờ bụng thê tử nói, nhi tử mau ra. Đây, mỗi ngày ta đều trông mong con ra đời, sao có thể không gầy được chứ? A Kết cọ vào bờ vai của hắn, duỗi tay xuống phủ lên mu bàn tay hắn, đừng vội, nhanh thôi, Triệu Trầm cũng nghĩ như vậy. Nhưng đến 15, A Kết cũng không có dấu hiệu muốn sinh nào. Mời thái y trong cung đến bắt mạch, mạch tượng vững vàng không có khác thường,
lại nói cho mọi người biết đứa nhỏ có khả năng sẽ sinh muộn hơn, thời gian dự kiến một chút, đứa nhỏ không có việc gì, A Kết lại cảm thấy chính mình cũng rất tốt, không hề lo lắng. Triệu Trầm lại gặp đến bốc lửa, hắn muốn lúc thê tử sinh con có thể ở bên cạnh nàng, muốn tận mắt nhìn thấy mẫu tử bình an, nhưng hắn chỉ có thể âm thầm sốt ruột mà thôi, trước mặt thê tử, hắn không dám lộ ra một chút manh mối nào. Đầu tháng 2, thánh chỉ phong hắn làm tổng binh thiểm Tây đã ban xuống, thân thích đều giúp hắn dối gạt A Kết. Sắp đến ngày xuất phát rồi mà A Kết còn chưa sinh, trong lòng Triệu Trầm nóng như lửa đốt lại vạn phần không muốn, nhịn không được ôm thê tử chậm rãi giải thích cho nàng nghe. A Kết nhìn trượng phu, thật lâu không thể mở miệng, rốt cuộc lúc tìm lại được tiếng nói, lại là thúc giục trượng phu nhanh đi gọi bà đỡ đã chuẩn bị. Nàng muốn sinh, ngay trước ngày trượng phu phải rời đi, Duyên Bình Hầu Phủ, Triệu Duẫn Đình vừa tiến vào Vinh Thọ Đường không lâu, Triệu Nguyên vội vàng chạy tới, bẩm thái phu nhân, lão gia, đại gia phái người đến truyền lời, đại phu nhân muốn sinh. Triệu Duẫn Đình vụt đứng lên, mẫu thân dùng cơm trước, ta qua xem, nói xong bước nhanh rời đi, quan hệ đến con nối dõi của Triệu gia, lại biết trưởng tôn không có khả năng chạm vào nữ nhân khác. Thái phu nhân đối với lần mang thai này của A Kết cũng rất xem trọng, có suy nghĩ muốn sai nha hoàn bên cạnh cũng qua xem, giây lát nghĩ tới bên kia không thích mình, liền không mở miệng, nhưng bà cũng không đói bụng, dặn hai huynh muội Triệu Thanh và Triệu Nghi đi ăn cơm trước, bà do nha hoàn đỡ đi phía sau. Triệu Nghi khẩn trương nhìn về phía huynh trưởng, không biết lần này tẩu tử có thể sinh nhi tử hay không, nàng rất thích người tẩu tử này, cũng thích cháu gái hoạt bát đáng yêu. Đáng tiếc là từ lúc huynh trưởng phân phủ ra ở riêng, đã rất lâu rồi nàng chưa gặp tẩu tử và cháu gái, nay thái phu nhân buông lỏng quản lý, theo lý thuyết thì nàng cũng có thể đến thăm tẩu tử, dù sao lúc huynh trưởng còn đang ở tại Vọng Trúc Hiên, cũng không phản đối nàng và tẩu tử lui tới, nhưng Triệu Nghi vẫn phát hiện, chỉ cần vị dung phu nhân kia ở tại Vọng Trúc Hiên, nếu nàng đến, tưởng ma ma đều sẽ uyển chuyển ám chỉ nàng ngày khác lại tới, nhiều lần. Dần dần Triệu Nghi cũng hiểu, hoặc là dung phu nhân không thích nhìn thấy nàng, hoặc là tẩu tử có nguyên nhân gì không hy vọng nàng không gặp mặt dung phu nhân, cho nên dung phu nhân và tẩu tử cùng nhau chuyển đến phủ mới. Triệu Nghi ngẫm lại, hay là không đi quấy giày thì mới thỏa đáng. Trưởng tẩu sinh con, Triệu Thanh không thể nhiều lời, gắp đồ ăn cho Triệu Nghi, nói, trước tiên ăn đi đã, có tin tức gì, phụ thân trở về chắc chắn sẽ nói cho chúng ta. Triệu Nghi gật đầu, lúc này Triệu Duẫn Đình vội vàng đến phủ của nhi tử, lúc xuống xe cũng vừa lúc xe ngựa Lâm ra đến, hắn liền dừng lại tại cửa, chờ sau khi Lâm Hiền xuống xe, hai người cùng nhau đi vào trong. Lâm Trọng Cửu 11 tuổi tuy rằng rất muốn giống như khi còn nhỏ đi cùng mẫu thân và tỷ tỷ đến chỗ trưởng tỷ, nhưng bản thân cũng đã trưởng thành, vẫn phải đi theo phía sau phụ thân, ở phía trước trong nhà chính đợi tin tức. Liễu Thị dẫn Lâm Trúc đi về hậu viện. Vào phòng liền thấy Ninh Thị đang dỗ Sán Sán ghé vào đầu vai tổ mẫu nhỏ giọng thút tha thút thít. Liễu Thị rất đau lòng, trước tiên bắt buộc bản thân không đi vào bên trong xem trưởng nữ, nhận lấy cháu ngoại nhỏ giọng dỗ bé, Sán Sán không khóc, mẫu thân đang ở bên trong sinh đệ đệ đó, sinh cho Sán Sán một đệ đệ trắng trẻo mập mạp, sau này đệ đệ sẽ là chỗ dựa cho Sán Sán, con muốn nhìn nương sinh đệ đệ. Sán Sán gục đầu vào vai của ngoại tổ mẫu, chỉ vào phòng trong, vừa nói vừa lo lắng nhìn qua tổ mẫu không chịu ôm bé đi vào, mắt to rưng rưng, nhìn đáng thương vô cùng, bên trong truyền ra tiếng kêu đè nén đau đớn của A Kết. Liễu Thị thật sự không nhịn được, trả Sán Sán lại cho Ninh Thị, dặn dò Lâm Trúc phụ dỗ Sán Sán. Bà vội vàng đi vào, vừa vào phòng lại bất ngờ, Thừa Viễn ở nơi này làm gì? Mau đi ra, lát nữa A Kết sinh xong rồi lại đi vào, nào có đại nam nhân nào canh giữ tại trong phòng sinh. Nhạc Mộ tới, rốt cuộc thì Triệu Trầm cũng rời tầm mắt từ khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của thê tử, quay đầu lại nhìn Liễu Thị, đôi mắt đã sớm đỏ, Nhạc Mẫu, sáng mai ta phải đi rồi, người để cho ta ở bên cạnh A Kết đi, ta không kiêng kỵ điều gì, chỉ muốn ở bên nàng, nói xong lại quay người, hai, tay nắm chặt lấy tay trái của A Kết. Nhỏ giọng cổ vũ cho nàng, A Kết đừng sợ, ta chờ nàng sinh xong mới đi, nàng cứ yên tâm sinh con, không cần phải suy nghĩ cái gì cả. A Kết nhắm mắt lại, một tay tóm tay tưởng ma ma, một tay nắm chặt tay của trượng phu, đau đớn dùng sức,
nàng muốn sinh nhi tử cho Triệu Trầm, sinh nhi tử, hắn đi sẽ an tâm, cũng sẽ vội vã, nhanh chóng trở về xem nhi tử, thăm ba mẫu tử bọn họ. Liễu thị thấy, vừa vui mừng nữ nhi gả đúng người, lại đau lòng, nữ nhi hiện tại chịu khổ, xoay người lau lệ, nhanh chóng thay vào vị trí của tưởng ma ma, dịu dàng trấn an nữ nhi, có thể là do lần thứ hai sinh con, hơn nữa thân thể A Kết luôn luôn khỏe mạnh, lúc này bên cạnh lại có mẫu thân và trượng phu, lần này A Kết sinh có vẻ còn dễ hơn lần sinh nữ nhi, nhanh chóng thuận lợi sinh một nhi tử. Bà đỡ nói xong lại nhanh chóng bế đại thiếu ra đi tắm rửa, một bà đỡ khác vội vàng lau dọn dưới thân A Kết, sau một lát đột nhiên vui vẻ nói, còn có một đứa bé nữa, phu nhân là có song thai nha. Tâm trạng lo lắng của Triệu Trầm vừa mới buông xuống lại bắt đầu bùng lên, ngẩn người nhìn về phía thê tử, thật ra A Kết còn phát hiện ra trong bụng mình còn một đứa nhỏ nữa, trước cả bà đỡ, nàng suy yếu nhìn trượng phu cười. Vừa đau khổ vừa nhíu mày, đứa bé thứ hai chỉ mất một khắc đã đi ra, bà đỡ cười không khép được miệng, chúc mừng hầu gia, phu nhân lại sinh thêm một vị tiểu thiếu gia, hai nhi tử, sự mệt mỏi, và thỏa mãn cùng nhau kéo tới, A Kết cố gắng nhìn trượng phu, không thấy rõ, cũng chịu không nổi nữa liền thiếp đi, tay vẫn còn nắm chặt tay của nam nhân, sợ hắn rời đi, bên ngoài là tiếng khóc vang dội của hai nhi tử. Triệu Trầm cúi đầu hôn lên mu bàn tay của thê tử, ánh mặt đau xót, ghé vào bên cạnh thê tử để cho giấu đi sự luống cuống của mình, đến khi sự lo lắng sợ hãi chua xót rút đi, chỉ còn thỏa mãn cùng quyến luyến, hắn ngẩng đầu, đón lấy tấm khăn nhạc mẫu đưa qua, dịu dàng mà cẩn thận lau mồ hôi cho thê tử đang ngủ, vẫn xinh đẹp như lúc đầu, chỉ là đôi mày như lá trúc nhẹ nhàng nhíu lại, làm hắn nhìn mà cảm thấy đau lòng. Giờ tí đã qua, đã là một ngày mới, Triệu Trầm lấy đồng hồ bỏ túi ra xem, còn ba canh giờ, hắn phải tập trung với 5.000 thân binh mà Hoàng thượng đã cấp cho hắn, xuất phát đi Thiểm Tây, đồng hồ quả quyết kêu tích tắc, ba canh giờ, qua ngắn, bà đỡ bế hai đứa trẻ song sinh tới, đặt song song bên, cạnh A Kết, Triệu Trầm vẫn nắm tay thê tử không buông, nhìn về hai đứa trẻ đỏ thẫm đang nằm trong tã thì khóe miệng mỉm cười. Ninh thị và Liễu thị đi tới, Ninh thị đang bế Sán Sán trong ngực, Sán Sán đưa tay về phía phụ thân, Triệu Trầm vừa muốn đón nữ nhi, lại không nỡ buông thê tử, Ninh thị liền trực tiếp đặt Sán Sán lên đùi hắn, để hắn có thể dùng một tay ôm lấy, đệ đệ, Sán Sán ghé nửa người trên vào mép kháng, chỉ vào hai đệ đệ giới thiệu cho phụ thân, đại đệ đệ, nhị, đệ đệ, biết mẫu thân đang ngủ, tiểu nha đầu hiểu chuyện nói nhỏ, như là đang nói thầm. Triệu Trầm hôn nữ nhi, cười hỏi bé, đệ đệ đẹp mắt không, Sán Sán nhìn đệ đệ, lại nhìn phụ thân, vẫn là nói thật, khó coi, Triệu Trầm cười ra tiếng, liếc mắt nhìn thê tử thì vội vàng dừng lại, lại hỏi nữ nhi, đệ đệ khó coi, Sán Sán có phải không thích đệ đệ hay không, Sán Sán lập tức lắc đầu, vội vã giải thích, thích, đều thích, nương nói, Sán Sán phải chăm sóc đệ đệ, Triệu Trầm thở dài một tiếng. Nghiêm túc nhìn nữ nhi, nói, Sán Sán hãy hứa với phụ thân, sẽ giúp mẫu thân chăm sóc đệ đệ được không? Sán Sán ngoan ngoãn gật đầu, nhấc mắt nhìn thấy ngoại tổ mẫu đang khóc, lặng lẽ ra hiệu cho phụ thân đi xem. Triệu Trầm thật ra cũng nhìn thấy nhạc mẫu xoay người, lắc đầu ám chỉ nữ nhi giả vờ không biết. Sán Sán cái hiểu cái không, Ninh thị cười sờ sờ đầu bé, chỉ vào hai tã lót nói, Sán Sán đố phụ thân con thử đoán xem, người nào là đại đệ đệ. Sán Sán cười, vui vẻ bắt phụ thân đoán, Triệu Trầm thật sự không biết, ghé sát vào nhìn, vốn nhìn không ra hai đứa nhỏ có cái gì khác biệt. Thật ra, đừng nói là hai đứa song sinh, nếu đưa hai đứa nhỏ vừa ra đời dù không hề quan hệ đặt chung một chỗ, chỉ cần không phải dáng dấp quá kỳ quái, thoạt nhìn cũng đều không khác nhau lắm, giả vờ nghĩ nghĩ. Triệu Trầm đưa cằm hướng về phía đứa trẻ đang nằm ngủ kề bên thê tử, đây là đại đệ đệ. Không phải, phụ thân nói sai, Sán, Sán cười phụ thân ngốc, chỉ vào dây đỏ phía góc tã lót nói, hồng là nhị đệ đệ, lại chỉ dây vàng trên góc cái tã lót khác cười, kim là đại đệ đệ. Triệu Trầm bừng tỉnh hiểu ra, vội khen nữ nhi thông minh, thấy nữ nhi há mồm ngáp một cái, nghĩ tới tiểu nha đầu bởi vì lo lắng mẫu thân mà cố gắng một đêm không ngủ, liền dịu dàng dỗ bé. Sán Sán xem, mẫu thân cùng đại đệ đệ và nhị đệ đệ đều ngủ, Sán Sán cũng cùng tổ mẫu đi ngủ có được không, chỗ này nhỏ, ngày mai lại để cho,
mẫu thân dỗ Sán Sán ngủ, vậy con ngủ với phụ thân. Sán Sán tựa vào trong ngực phụ thân, không muốn đi. Triệu Trầm ngẩng đầu lên, không cho nước mắt chảy xuống dưới. Sán Sán nghe lời, phụ thân còn có chuyện muốn nới với tổ phụ và ngoại tổ phụ, trước hết để cho tổ mẫu dỗ Sán Sán. Sán Sán ngủ, phụ thân lại đi tìm Sán Sán. Sán Sán cũng đã rất buồn ngủ, không có dây dưa với phụ thân, tổ mẫu đến ôm, bé liền đi. Ninh thị ôm Sán Sán đi sau, Liễu thị nói với con rể, ngày mai, con xuất phát, hãy sang cách vách ngủ một lát, A Kết tỉnh ta sẽ gọi con, không cần đâu, nhạc mẫu đi ngủ trước đi, ta ở chỗ này canh chừng, đi cũng ngủ không được. Triệu Trầm cười nói, Liễu thị biết con rể luyến tiếc trưởng nữ cùng hai đứa nhỏ, thấy hắn quyết tâm, liền không khuyên nữa, đi đến cách vách nghỉ ngơi. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, ấm áp như xuân, Triệu Trầm không chút buồn ngủ, ánh mắt chuyển động từ khuôn mặt thê tử sang các nhi tử, như thế nào cũng cảm thấy vẫn không đủ, cách một lát liền lấy đồng hồ quả quýt ra xem, ngóng trông thê tử tỉnh lại để phu thê trò chuyện, vừa hy vọng nàng ngủ nhiều một lát, còn gần nửa canh giờ là phải xuất phát thì Triệu Trầm khép lại đồng hồ, nhấc mắt, ngoài ý muốn lại nhìn thấy thê tử đang si ngốc chăm chú nhìn mình. A Kết, Triệu Trầm ngơ ngác mở miệng, giọng nói khàn khàn, khi nào thì đi, A Kết nhẹ nhàng hỏi, không có khí lực. Triệu Trầm khẩn trương nắm giữ tay nàng, còn có nửa canh giờ, A Kết nàng đừng vội, đủ để chúng ta nói chuyện. A Kết dịu dàng cười, thiếp không có gấp, chính là đói bụng. Triệu Trầm sửng sốt một chút, xác định thê tử không phải nói đùa, vội hỏi, được, nàng chờ nhé, ta đi ra ngoài nói một tiếng, lập tức bưng tới cho nàng. A Kết gật đầu, nhìn theo nam nhân bước nhanh ra cửa, nàng quay đầu, nhìn về phía tã lót bên cạnh, thấy hai nhi tử ngủ ngon, nàng lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh, dù cho nam nhân sắp đi xa cũng không thể làm cho nàng hoảng hốt. Hoảng cái gì chứ, nhưng chuyện đại sự, hắn đã sắp xếp xong, trong lòng hắn có tính toán riêng, làm xong liền sẽ trở về, giống lần trước đi Nam Cương. Lần trước nàng khóc nửa ngày làm cho hắn lo lắng, lần này nàng muốn vững vàng, không khiến hắn nóng ruột nóng gan, phòng bếp vẫn luôn có người trông coi. Triệu Trầm đi rất nhanh đã quay lại, bưng một chén cháo long nhãn táo đỏ, còn có một chén canh bồ câu nóng hầm hập. A Kết muốn uống canh, Triệu Trầm đỡ nàng tựa vào thành giường, mình ngồi ở bên cạnh đút cho nàng, hắn thổi cho khỏi nóng trước, sau đó lại đưa tới bên miệng thê tử. A Kết thủy chung không rời mắt khỏi nam nhân, Triệu Trầm cũng muốn nhìn thê tử, chỉ là hắn còn phải đút cho nàng, đút xong một muỗng lại cúi đầu gần thê tử, liếm hết vệt canh còn lưu lại trên môi thê tử, tạm giải mối tương tư lại tiếp tục đút. Ăn xong một chén canh bồ câu nóng hổi, A Kết cảm thấy cả người ấm áp, đầu óc tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Mọi thứ đều đã được thu dọn xong sao? Nàng sờ khuôn mặt gầy của nam nhân, hỏi, cuối cùng đã hiểu tại sao từ cuối năm đến giờ hắn lại gầy như vậy. Triệu Trầm nắm tay nàng áp sát vào mặt mình, nhìn nàng nói, đều ổn, nàng chỉ cần chăm sóc tốt cho chính mình là được, không cần lo cho ta. A Kết tin hắn, nhìn thẳng hắn một lát, cúi đầu nhìn nhi tử, trêu ghẹo nói, thoáng cái đã sinh hai đứa, nghi kỵ tên là gì chưa? Triệu Trầm lắc đầu, từ lúc nàng lên cơn đau đến bây giờ, trong đầu hắn đều là nàng, nào có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác. Thiếp đã nghĩ xong, A Kết dịu dàng nhìn hai nhi tử, thiếp muốn đặt nhũ danh, lão đại gọi là Bình Ca Nhi, lão nhị là An Ca Nhi, chàng thấy được không? Bình Ca Nhi, An Ca Nhi, Bình An. Triệu Trầm cúi đầu, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, được, A Kết thật là biết đặt tên. Đến lúc chúng ta sinh lão tam, lão tứ thì tên của con vẫn do nàng đặt, thật là dọa người, hắn đã suy nghĩ thật nhiều lời nói, để an ủi thê tử, sợ nàng khóc làm tổn thương thân mình, kết quả là thê tử vẫn luôn tươi cười, đổi lại là hắn không nhịn được mà rơi lệ. A Kết dịu dàng nhìn hắn, được, thiếp chờ sinh cho chàng, vậy tên của hai con chàng cứ từ từ ở bên đó suy nghĩ, trở về lại nói cho thiếp biết. Được, ta nhất định sẽ nghĩ ra hai cái tên thật hay, cũng nhất định sẽ sớm trở về với mọi người. Triệu Trầm nâng tay của thê tử lên hôn, A Kết, nàng yên tâm, đây là lần cuối cùng, sau này ta sẽ không bao giờ rời xa nàng và các con nữa, mỗi ngày ta đều sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng nhìn các con trưởng thành. A Kết nhìn hắn cười, chàng nói lời phải giữ lời. Triệu Trầm cúi người đến gần, hôn một cái lên trán nàng, ta sẽ giữ lời. Chờ hắn trở về, sẽ không bao giờ để cho nàng phải chịu đau khổ khi chia xa nữa.
thời gian A Kết ở cữ đều có Liễu Thị ở bên chăm lo, buổi tối cũng ngủ chung phòng với A Kết, ban đêm đứa nhỏ khóc nháo đều là Liễu Thị hỗ trợ thu dọn, sáng thì được Ninh Thị ôm đến chỗ bà, lúc đầu sáng còn không muốn rời khỏi mẫu thân đâu, sau này cứ đêm ngủ lại bị hai đệ đệ đánh thức vài lần, Ninh Thị hỏi lại bé còn muốn đi qua chỗ bà hay không, tiểu nha đầu vui vẻ đồng ý, vào tháng tư A Kết hết ở cữ. Ninh Thị có ý để cho nàng mang theo bọn nhỏ đến nhà mẹ ở một thời gian, chờ sau khi Lâm Trúc xuất giá lại chuyển về. Trong lòng A Kết đương nhiên rất mong muốn, nhưng nàng lại không đành lòng để mẹ chồng một mình ở lại. Chỗ này, nói cái gì đều không chịu đi. Dù là Sán hay là Bình Ca Nhi và An Ca Nhi, mẹ chồng đều hết lòng yêu thương, mỗi ngày đều có thể ở cùng một chỗ. Đến Lâm gia, mẹ chồng cũng không thể mỗi ngày đều đi qua đó. Ninh Thị lại là một lòng nghĩ cho thân thể con dâu, Triệu Trầm không ở nhà, con dâu tự mình chăm sóc cho hai đứa nhỏ cũng không quá vất vả, nhưng giờ lại là hai tiểu tử mập mạp, buổi tối con dâu cũng phải cố gắng hết sức, bà cũng có thể hỗ trợ, nhưng vẫn nên là Liễu Thị hỗ trợ mới làm con dâu an tâm hơn. Hơn nữa, Triệu gia có thêm hai cháu trai mập mạp, chắc chắn Triệu Duẫn Đình muốn ôm cháu trai. Lại bởi vì nhi tử không ở nhà, hắn là cha chồng không tiện đến nhà, vẫn đang khó chịu lắm, con dâu đi đến Lâm gia, có Lâm Hiền là chủ nhà, Triệu Duẫn Đình đến nhà thăm hỏi vẫn là đúng phép, bà nhớ các cháu cũng có thể tùy lúc mà qua, cũng không phải bà quan tâm đến Triệu Duẫn Đình, hắn muốn ôm cháu trai bà liền cho hắn cơ hội, bởi nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Bình Ca Nhi là Triệu Duẫn Đình đích trưởng tôn, trong tình huống Triệu Trầm tự mình được phong tước khác. Tước vị Duyên Bình Hầu Phủ liền sẽ rơi đến trên người Bình Ca Nhi, hai ông cháu tương lai cùng ở một cái dưới mái hiên, Ninh Thị không muốn làm chậm trễ tình cảm giữa hai người, mẹ chồng kiên trì, A Kết đành phải tâm tình phức tạp mang theo các con trở về nhà mẹ đẻ. Tòa nhà của Lâm gia không tính là lớn, nhưng mấy mẫu tử các nàng ở cũng coi là rộng rãi, phụ tử Lâm Hiền ở tiền viện, A Kết cùng hai đứa nhỏ và Liễu Thị ở cùng một phòng. Sán vui vẻ ở cùng với dì người bé thích nhất trong những người thân thích, nhũ mẫu cùng nha hoàn A Kết mang đến ở xương phòng, có Liễu Thị giúp đỡ, có Lâm Trúc và Lâm Trọng Cửu ghé vào chơi đùa cùng ba đứa nhỏ. A Kết quả thật không quá mức nhớ nhung Triệu Trầm, không đến nỗi cảm thấy nhớ nhung đến trắng đêm khó ngủ nữa. Cũng chính vì như thế, A Kết cảm thấy vô cùng may mắn khi phụ mẫu chuyển đến kinh thành, cũng biết ơn khi bản thân mình gặp được mẹ chồng khoan hậu từ ái. Vui vui vẻ vẻ, chẳng mấy chốc đã đến Trung Thu, A Kết muốn trở về đón Trung Thu cùng mẹ chồng, Ninh Thị biết nàng sẽ nghĩ như vậy, nên đã thông báo bà sẽ đến nhà mẹ để A Kết đón Trung Thu. Trung Thu là Tết đoàn viên, mẹ chồng nàng dâu các nàng đón Tết cùng nhau cũng cô đơn, đến Lâm gia đón Tết mới thật tốt. Thái phu nhân cũng có mời các nàng sang bên kia, Ninh Thị không đồng ý, chắc chắn con dâu càng muốn cùng người nhà mẹ để đón Tết. Lúc hoàng hôn Triệu Duẫn Đình đến nhà thăm hỏi, Lâm Hiền đương nhiên mời hắn lưu lại cùng dùng cơm chiều, Triệu Duẫn Đình đúng là ăn trực mà đến, vui vẻ đồng ý, dù sao quan hệ giữa hắn và thê tử, người Lâm gia đều biết, nửa năm này cũng đã đến đây vài lần, một chút xấu hổ lúc ban đầu đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Lúc ăn cơm các nữ quyến ăn trên giường đất chỗ nhà giữa, Liễu Thị và Ninh Thị một người bế một cháu. Trai mập mạp, hai đứa nhỏ đã được 6 tháng, tuy rằng A Kết đủ sữa, nhưng vẫn bắt đầu cho hai đứa trẻ ăn chút cháo loãng trứng gà. Sán ngồi giữa dì và mẫu thân, những người lớn giúp bé gắp đồ ăn vào trong bát, tự bé cầm thìa múc ăn, mắt to nhìn chằm chằm hai đệ đệ, Bình Ca Nhi và An Ca Nhi nhìn qua, bé liền vui vẻ cười. Ninh Thị cười hỏi bé, Sán, ai là đại đệ đệ nào? Sán buông thìa. Không chút do dự chỉ đưa bé trong ngực ngoại tổ mẫu, đại đệ đệ, Bình Ca Nhi, híp mắt cười với tỷ tỷ, một đôi mắt phượng híp thành một đường rất giống Triệu Trầm. Sán lại nhìn về phía đứa bé trong ngực tổ mẫu, nhị đệ đệ, An Ca Nhi đang uống cháo, nghe được tỷ tỷ gọi cậu nhanh chóng chuyển đầu, khiến chiếc thìa bị hất bắn bẩn, Ninh Thị thuần thục nắm khăn lên lau, chờ cho cháu trai thứ hai chơi cùng tỷ tỷ đủ rồi. Dịu dàng dỗ nói, An Ca Nhi ăn đi đã, ăn xong lại chơi cùng tỷ tỷ. An Ca Nhi gãi gãi tay nhỏ, ra dáng gật đầu, một đôi mắt đào hoa, trong veo như nước rất xinh đẹp, có hai vị trưởng bối giúp đỡ, A Kết thật sự được thanh nhàn, chủ yếu là chăm sóc nữ nhi,
thỉnh thoảng nhìn hai nhi tử cười, người ta thường nói dáng vẻ của hai đứa trẻ song sinh rất khó có thể phân biệt ai là ai, ở nhà nàng thì ngược lại, hai đứa trẻ này có thể nhìn ra khác biệt từ sớm, hai khuôn mặt của hai đứa trẻ đều giống phụ thân, chủ yếu phân biệt nhờ đôi mắt. Đôi mắt của lão đại Bình Ca Nhi giống người Triệu gia, mắt phượng hẹp dài, An Ca Nhi thì giống nàng, mắt đào hoa vừa to vừa tròn, dù là ai cũng sẽ không nhận sai. Sau bữa cơm, Liễu Thị ôm hai cháu trai đến bên ngoài cho Triệu Duẫn Đình xem, San San cũng đi theo, Lâm Hiền muốn cùng ông thông gia dỗ đứa nhỏ, Liễu Thị lặng lẽ giật nhẹ ông tay áo hắn, kéo cả hắn và Lâm Trọng Cửu đến bên ngoài, sau khi bảo Lâm Trọng Cửu về phòng của mình. Liễu Thị nhỏ giọng trách trượng phu, tổ phụ San San khó khăn mới đến được một hồi, chàng ở bên cạnh làm cái gì, chàng ở đó, hắn cũng không tiện gần gũi bọn nhỏ, Lâm Hiền ngượng ngùng nói, ta đây không phải là sợ sợ người ta nói chúng ta đãi khách không chu toàn sao, nào có chuyện để khách nhân một mình lưu lại trong phòng, kỳ thật lời này chỉ là cái chày cái cối với thê tử mà thôi, trong lòng cũng biết. Triệu Duẫn Đình ước gì hắn Lâm Hiền đãi khách không chu toàn thôi, hắn Lâm Hiền, không ở đó, Triệu Duẫn Đình trêu đùa cháu trai thế nào cũng không ai chê cười, hắn Lâm Hiền ở một bên, nhìn, Triệu Duẫn Đình khó có thể thoải mái, cố ý cãi cọ với thê tử vài câu, Lâm Hiền ngoan ngoãn cùng thê tử đến Tây Ốc đợi, chỉ chờ Triệu Duẫn Đình chơi đùa đủ thì đi ra tiễn khách, phòng giữa nhà phía đông, hai tỷ muội A Kết ngồi cùng Ninh Thị. Nghe Triệu Duẫn Đình dỗ ba đứa nhỏ ở gian ngoài, đối với Triệu Duẫn Đình mà nói, ba đứa nhỏ bên cạnh chính là bảo bối lớn nhất của hắn, hai đứa trẻ sinh cách nhau chỉ một khắc đồng hồ, nhưng Bình Ca Nhi lúc này đã có thể tự mình ngồi vững vàng, An Ca Nhi còn chưa ngồi ổn định, vì thế Triệu Duẫn Đình ôm An Ca Nhi, để San San ngồi tại phía sau Bình Ca Nhi chăm sóc đại đệ đệ, tránh việc Bình Ca Nhi chơi đùa không cẩn thận lại ngã, Triệu Duẫn Đình đùa cháu gái. San San ở trong nhà ngoại tổ phụ có đủ rộng rãi không? Có muốn đến nhà tổ phụ ở không? Như vậy tổ phụ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy San San. Lâm Trúc ở bên trong nghe vậy bĩu môi, mỗi lần Triệu Duẫn Đình đến đều muốn khuyến khích San San đến. Duyên Bình Hầu Phủ, nàng còn chưa chơi đùa với các cháu đủ đâu, A Kết cười liếc mắt nhìn nàng, Ninh Thị buồn cười nhìn hai tỷ muội các nàng, San San ngửa đầu nhìn tổ phụ, không đáp, hỏi lại. Nương cháu có đi hay không? Nương cháu đi thì cháu liền đi. Triệu Duẫn Đình xoa khuôn mặt tiểu nha đầu, tiếp tục lừa dối, còn hạ thấp giọng, San San xin nương cháu dẫn cháu đi, nương cháu sẽ đi, sau đó tổ mẫu cũng đi cùng các cháu. Hắn thần bí như vậy, San San chớp chớp mắt, nhếch miệng cười, tổ phụ đi xin đi, bé muốn ôm hai đệ đệ đi, mẫu thân đều không cho, xin nhiều lần thì mẫu thân sẽ trừng mắt dạy dỗ bé. San San biết việc cầu xin mẫu thân là việc dễ dàng chọc mẫu thân mất hứng, đứa nhỏ láo cá này, không để tổ phụ chiếm chút lợi lộc nào của con. Triệu Duẫn Đình đưa tay điểm vào mũi cháu gái, bế An Ca Nhi dậy, hôn mạnh một cái, tỷ tỷ không thích tổ phụ, An Ca Nhi có thích tổ phụ hay không? San San sốt ruột, bàn chân nhỏ đặt lên trên đầu gối. Tổ phụ, cháu thích tổ phụ, An Ca hơi cúi đầu nhìn chân tỷ tỷ, cười hì hì. Cũng đưa chân nhỏ đụng chân tỷ tỷ, Bình Ca Nhi cũng nhìn thấy, bởi vì ngồi không tiện chen chân vào, cậu dốc sức ưỡn về phía trước, đại khái là muốn bỏ qua, đáng tiếc cậu chưa bỏ được, ngã nhào ở trên kháng thật tội nghiệp, cái mông nhỏ vảnh lên, San San vội giúp đại đệ đệ đổi thành hoàn toàn nằm sấp, Bình Ca Nhi quay đầu nhìn tỷ tỷ, lại nghiêng đầu nhìn tổ phụ, nước miếng từ khóe miệng chảy ra, lòng Triệu Duẫn Đình như mềm ra, thả An Ca Nhi trên kháng. Ôm cháu trai lớn dậy, lấy tấm khăn lau nước miếng cho cậu bé, San San học theo, cầm ra tấm khăn nhỏ của bản thân muốn lau cho nhị đệ đệ, An Ca Nhi mất hứng quay đầu trốn, San San đi qua cẩn thận nhìn nhìn nhị đệ đệ, cười với tổ phụ, nhị đệ đệ không chảy nước miếng, Triệu Duẫn Đình sờ đầu tiểu nha đầu, thấm thoát trời đã tối, phu thê Lâm Hiền đi tới, Triệu Duẫn Đình đã xuống khỏi giường lò, nhìn phía trong một. Chút, biết thê tử sẽ không cùng đường với mình, chào từ biệt rồi rời đi, sau khi hắn đi không lâu, Ninh Thị cũng phải đi, Liễu Thị mời bà ở lại một đêm, Ninh Thị cười từ chối, lần lượt hôn từng đứa nhỏ, nói với Liễu Thị, không cần bà thông gia giữ ta lại, chờ thêm vài ngày A Trúc gả đi, A Kết cũng trở về hầu phủ, phụ tử Tiểu Cửu vào ban ngày cũng không ở nhà, trong nhà chỉ còn mỗi bà,
bà nên hận ta không cho mấy người A Kết ở lâu thêm mấy ngày. Liễu thị nhìn hai nữ nhi, cùng ra tiễn người với mình, cười nói, không có việc gì, bọn họ đều không ở nhà càng tốt, đến thời điểm ta trực tiếp chuyển đến hầu phủ ở cùng mọi người, bà đừng ghét bỏ ta tranh cháu trai là được, cười cười nói nói. Ninh thị lên xe ngựa, A Kết dặn phu xe chạy chậm một chút, lại nhắc nhở Vấn Mai hầu hạ cho tốt, lúc này mới tạm biệt mẹ chồng. Buổi tối hai đứa nhỏ đã ngủ, A Kết đưa thư hôm nay mẹ chồng mang tới ra, xem từng câu từng từ chậm rãi, Liễu thị nằm nghiêng hỏi, nàng, Thừa Viễn có nói lúc nào quay trở về không? A Kết lắc đầu, Thiểm Tây xảy ra chút chuyện, nửa năm này chàng vội vàng chỉnh đốn quân kỷ, nương cũng biết, chàng mới hơn 20 đã là tổng binh, không có khả năng vừa đi mọi người đều phục chàng, nhưng mà chàng nói hiện tại tướng sĩ lớn nhỏ trong quân doanh cơ bản đều nghe, theo lời chàng nói tới đây buồn cười, không dám đem những chuyện Triệu Trầm tự đại kể cho mẫu thân nghe, nàng cười thật ngọt ngào, Liễu thị nhìn thấy, nhẹ nhàng thở ra, Thừa Viễn tài giỏi, chúng ta cũng có thể yên tâm. A Kết cười đồng ý, tiếp tục nhìn xuống những lời ngon tiếng ngọt của Triệu Trầm, trong lòng lại cũng không lạc quan như mẫu thân vậy. Triệu Trầm đến đó không phải vì làm tổng binh chỉ là một sự ngụy trang, mà thực chất là để đối phó với Trấn Bắc tướng quân. Tại sao phải làm tổng binh trước? Triệu Trầm không nói với nàng, A Kết cũng không hiểu lắm, có lẽ là vì trực tiếp đối đầu với binh mã của Trấn Bắc tướng quân, không có khả năng, nếu thật sự muốn đấu võ, Hoàng thượng trực tiếp để Triệu Trầm lãnh binh chinh phạt Trấn Bắc tướng quân là được, hiện tại xem ra, ít nhất ngoài mặt vẫn là hòa hợp êm thấm, không nghĩ ra, A Kết cũng không muốn nghĩ, Triệu Trầm làm cái gì đều có đạo lý của hắn, nàng chỉ cần tin hắn là đủ rồi. Cất thư xuống dưới gối, A Kết hôn hai nhi tử, tắt ngọn đèn trên cửa sổ, nàng nhỏ giọng nói với mẫu thân chuyện hôn lễ của muội. Muội, các thân thích chuẩn bị xong dương, muội muội liền muốn xuất giá, mà lúc này Triệu Trầm vừa mới đặt chân vào một quán trọ ở Lương Châu, hắn là tổng binh Thiểm Tây, Lương Châu lại là một trấn quan trọng của phủ Cam Châu, thuộc sự cai quản của Tần Tư Dũng. Cửa phòng bị gõ hai tiếng, là Trần Bình, nhị đông gia, nô tài đưa nước ấm tới, giọng nói mang khẩu âm của Thiểm Tây, cửa không đóng. Triệu Trầm đáp, tiện tay ném mũ lên trên bàn. Trần Bình xách nước tiến vào, thuần thục hầu hạ Triệu Trầm rửa chân, nhị đông gia, ba ngày nữa chúng ta có thể đến Trương Dịch. Trương Dịch, nha phủ ở Cam Châu, cũng là nơi trú binh của Tần Tư Dũng. Triệu Trầm gật gật đầu, đây là trà tốt, thương hội đại thông của chúng ta phải bán được giá tốt. Hắn để dâu, khuôn mặt cũng đen hơn không ít, giống như Trần Bình cũng nói bằng khẩu âm Thiểm Tây, thật sự chính là một đông gia của cửa hàng. Trần Bình cười phụ họa, đó là đương nhiên, thương hội đại thông chúng ta ở đây đã qua lại lâu, khách hàng bên Tây Vực đều coi đại thông là niềm tự hào, nhị đông gia liền chờ kiếm món hời lớn đi. Vị chủ tử này của hắn ngay khi còn niên thiếu đã bắt đầu làm ăn buôn bán, 16 tuổi đã xây dựng đội buôn từ Nam ra Bắc, năm sau ở Thiểm Tây đã mở thương hội đại thông, hiện nay thương hội đại thông đã buôn bán ở Tây Bắc được 3-4 năm rồi, bọn họ đi theo thương hành của thương hội đại thông đến Trương Dịch, chỉ cần làm việc cẩn thận, thì khả năng bọn họ bị phát hiện không cao. Ở biên quan Tây Bắc, Triệu Trầm sắp đến Trương Dịch, còn ở kinh thành đã đến ngày đại hỷ của Quách Tử Kính, là đại hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng. Quách Tử Kính thành thân, Hoàng thượng thường không ít thứ tốt cho hắn, có Hoàng thượng bắt đầu, Cảnh Vương nay đã là Thái Tử, còn cả An Vương, Khang Vương và những quận vương khác đều đưa lễ vật ăn mừng. Quách Tử Kính cố ý nhìn lễ vật tứ hoàng tử Khang Vương phủ đưa đến, một phong bao 800 lượng, giống với An Vương, đều ít hơn 200 lượng so với Thái Tử, vàng bạc tơ lụa cũng không có gì khác, còn không bằng bức điêu khắc hầu tử hái đào, của người đang đóng cửa kiểm điểm tam hoàng tử Thanh Quận Vương, là thật sự đã quên Lâm Trúc, hay là vẫn suy nghĩ cho Lâm Trúc, không muốn tặng quà quá quý giá khiến cho hắn hiểu lầm. Mặc kệ cố ý hay vô tình, sau ngày hôm nay, Lâm Trúc đã là thê tử của hắn, nếu Khang Vương an phận, hắn vẫn coi Khang Vương là vương gia mà kính trọng, Thanh Quận Vương vẫn còn muốn nhảy nhót, hắn cũng vui vẻ giúp đỡ, cho đến khi quận vương kia không ngóc đầu lên được. Sau khi chào tạm biệt phụ mẫu và quan khách, Quách Tử Kính mang bộ hỷ phục màu đỏ tung người lên ngựa, đi đến Lâm gia đón tân nương tử, lúc này ở Lâm gia rất đông vui. Lâm Hiền tốt xấu gì cũng làm việc ở Hàn Lâm Viện được gần 2 năm,
nhà có việc vui nên đương nhiên muốn mời đồng liêu đến uống rượu mừng, chờ khi nhóm người phu nhân và thái thái đến, hậu viện Lâm gia lập tức có vẻ chật chội. Liêu thị và A Kết vội vàng tiếp khách, Ninh thị ở nhà kề dỗ hai đứa cháu trai, Sán Sán bây giờ có thể chạy nhảy rồi, mặc một bộ màu đỏ hết chạy bên này lại qua bên kia nhìn ngắm, hành hạ Thúy Ngọc đến khổ, dì thật là đẹp, chơi chán bên ngoài rồi, Sán Sán chạy đến khuê phòng của dì, ghé người vào trên đùi dì ngửa đầu khen, đẹp hơn nương cháu sao, Lâm Trúc sờ khuôn mặt đỏ ửng của cháu gái, dịu dàng trêu ghẹo bé, trong mắt là vẻ lưu luyến không nỡ xa rời. Sán Sán không nhìn ra sự thương cảm ẩn trong đôi mắt của dì, khuôn mặt dán trên đùi dì, cười rạng rỡ nhưng không nói lời nào, vẫn không chịu nói gì đẹp hơn mẫu thân. Lâm Trúc cũng biết bé sẽ như vậy, giả vờ tức giận nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu gái. Sán Sán cười chống tay đứng lên, ngồi chồm hổm trước người Lâm Trúc, chỉ vào mũ phượng với những sợi dây chân châu rũ xuống, mũ của dì thật là đẹp, cháu sờ được không? Lâm Trúc cười gật đầu. Sán Sán rất vui, nâng tay nhỏ lên muốn sờ. A Kết từ bên ngoài đi vào, thấy vậy vội ôm nữ nhi vào trong lòng, không được lộn xộn đụng vào trên đầu dì, chỉ lát nữa bá ba sẽ đến đón dì rồi. Sán Sán nhìn dì với vẻ mặt uất ức, Lâm Trúc một lần nữa cướp lấy cháu gái để lên chân mình, ôm bé, sẵn giọng với trưởng tỷ, sờ một chút cũng không hư, làm muội để cho Sán Sán sờ đấy. Hai dì cháu chúng em nói chuyện, đại tỷ muốn làm gì cứ làm đi, Sán Sán nói có đúng hay không? Mẫu thân chừng mắt nhìn, Sán Sán tựa vào trong lòng dì, cười, thông minh không nói lời nào. Bên ngoài có Liễu thị trông nom, lúc này A Kết hiện tại không có chuyện gì, nhìn muội muội và nữ nhi vô cùng thân thiết ở trước mặt, bỗng nhiên thấy lưu luyến, tối qua còn ngủ cùng với muội muội trên một cái giường, điều nên nói cũng đã nói hết rồi. Có một số việc muội muội thấy xấu hổ không muốn nghe nàng và mẫu thân liền không nói, dù sao chuyện này chủ yếu vẫn là dựa vào nam nhân. Lại lải nhải vài câu, A Kết đưa tay ra với nữ nhi, Sán Sán ngoan ngoãn trở lại trong vòng tay của mẫu thân. A Kết hôn bé, dì phải thành thân, Sán Sán đã chúc mừng dì chưa? Sán Sán gật đầu, A Kết bảo bé chúc mừng lại một lần nữa. Sán Sán tựa vào trong lòng mẫu thân, nghiêm túc nói với dì, chúc dì và bà bà sớm sinh quý tử, đầu bạc răng long, giọng nói trẻ con ngọt ngào trong trẻo. Hốc mắt Lâm Trúc ướt lên, nàng vừa muốn nói gì đó thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng pháo đinh tai nhức óc. Tân lang đến, A Kết vội vàng lấy khăn voan đội lên đầu muội muội, có hỉ nương đến đỡ Lâm Trúc xuống giường, đi ra ngoài cùng tân lang từ biệt phụ mẫu. Sán Sán vội vàng muốn đi theo, mắt A Kết ngấn lệ đi giày cho nữ nhi, dắt bé đi theo sau mọi người. Màn đêm buông xuống, Quách Tử Kính uống xong ly rượu cuối cùng, nói chuyện với khách nhân một lát, giả vờ say rời đi. Hắn là thống lĩnh thị vệ, thành thân là chuyện quan trọng, dĩ nhiên mời không ít huynh đệ cấp dưới, thấy hắn muốn chạy, bọn thị vệ bình thường không dám mở miệng trêu đùa thống lĩnh lập tức ồn ào, không muốn thả người, lôi kéo hắn tiếp tục uống rượu. Quý Chiêu là em rể, nhanh chóng nhân cơ hội này thể hiện, chắn trước người anh vợ nói, được rồi, thống lĩnh đại nhân thật vất vả mới cưới tức phụ, các ngươi nhẫn tâm phá hỏng chuyện tốt của huynh ấy sao? Nói xong chạy như một làn khói, sợ bị anh vợ đá, một câu nói khiến mọi người cười vang, những lời nói thô tục liên tiếp được thốt ra. Quách Tử Kính lắc đầu, bảo một gã sai vặt đỡ về hậu viện, để lại một đám hán tử có vợ hoặc chưa có vợ ở phía sau. So sánh với sự náo nhiệt ở tiền viện, tân phòng có vẻ cực kỳ yên tĩnh, ánh trăng như nước, cùng với ngọn đèn trong sân soi rọi, gió lạnh thổi tan chút men say. Quách Tử Kính đuổi gã sai vặt đi, còn mình đứng ở cửa viện một lát, rồi mới đi vào. Bọn nha hoàn hành lễ, Quách Tử Kính chỉ giữ lại hai nha hoàn đứng dưới mái hiên để hầu hạ, còn những người khác đều lui ra, uống trà súc miệng ở gian ngoài xong, Quách Tử Kính không nhanh không chậm đi vào nội thất, vừa vào liền thấy Lâm Trúc đang ngồi trên mép giường, hỉ phục trên người đã đổi thành thường phục, vẫn là màu đỏ, giày thêu mềm màu đỏ, váy màu đỏ, áo cũng là màu đỏ. Cổ áo màu đỏ bao bọc lấy cái cổ trắng nõn, lên trên là khuôn mặt trắng hồng được ánh đèn phản chiếu, đôi môi đỏ hồng đang mím chặt lại. Quách Tử Kính không có nhìn lên trên nữa, ánh mắt nhìn đến trước ngực của thê tử, đại cô nương 16 tuổi, trên người đã không còn vẻ ngây ngô như lúc mới gặp nữa, trong cơ thể không biết từ lúc nào đã dấy lên một ngọn lửa. Quách Tử Kính chậm rãi nâng mắt,
nhìn vào đôi mắt của thê tử, ta đã trở về, giọng nói khàn khàn, nhưng vẫn duy trì sự trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh thường ngày, chỉ có người thường xuyên nói chuyện với hắn mới có thể nhận ra được. Lâm Trúc không nghe được, khóe mắt nhìn thấy hắn vẫn đứng ở kia không nhúc nhích, Lâm Trúc cắn cắn môi, đứng dậy hỏi, thiếp gọi người chuẩn bị nước cho chàng tắm. Lúc nói chuyện, ánh mắt nàng nhìn vào đai lưng của nam nhân, đã gả cho người ta, sau này sẽ là phu thê, mặc kệ như thế nào, nhưng điều thê tử nên làm nàng sẽ làm, tắm, bây giờ trời lạnh rồi, trên người ta không có mồ hôi, Quách Tử Kính không tới gần, chỉ nhìn chăm chăm nàng, nói, hắn là một đại nam nhân có thói quen làm theo ý mình, sau khi thời tiết vào thu không phải ngày nào hắn cũng tắm. Nhìn thấy Lâm Trúc nhăn mày, hắn mỉm cười không tiếng động, được rồi, nàng cho người chuẩn bị nước đi, toàn thân ta là mùi rượu, đúng là nên đi tắm. Lâm Trúc lập tức đi ra ngoài, mặc dù không ngẩng đầu, nàng lại biết Quách Tử Kính vẫn một mực nhìn nàng, ánh mắt kia làm cho cả người nàng không tự nhiên. Nước đã được chuẩn bị rất nhanh, một lần nữa Quách Tử Kính cho bọn nha hoàn lui ra ngoài. Quách Tử Kính nhìn về phía thê tử bên kia đang cụp mi im lặng, rốt cuộc hắn cũng không mở miệng nhờ thê tử hỗ trợ. Ở nhà kề nhanh chóng có tiếng nước. Lâm Trúc ngây ngốc nhìn cửa nội thất, suy nghĩ một chút, vội vàng thổi tắt hết đèn ở trong phòng, ngay cả nến long phượng cũng tắt. Vừa thổi xong thì nghe thấy tiếng Quách Tử Kính bước ra khỏi thùng tắm ở bên kia, rõ ràng là không tắm kỹ. Nàng ghét bỏ nhíu mày, thừa dịp nam nhân còn chưa vào, nàng nhanh chóng cởi giày lên giường chui vào chăn, không phải làm chuyện vợ chồng sao? Nhịn một chút liền qua thôi. Quách Tử Kính ở nhà kề lau người xong, nhìn quần áo ngủ đang vắt trên bình phong do dự một chút, cuối cùng cầm một cái khăn sạch vây quanh hông, dù sao cũng sẽ cởi ra, mặc quần áo làm gì, hắn không muốn cho nàng ảo giác là hắn sẽ không chạm vào nàng, hắn muốn cho nàng hiểu gả cho hắn đến cùng là có ý vị như thế nào, nhưng không nghĩ tới trong phòng hoàn toàn tối đen. Quách Tử Kính đi ra phòng ngoài cầm một ngọn đèn vào, đốt nến long phượng một lần nữa, nhìn cô nương đang giả vờ ngủ ở trên giường, thầm nói, nến này phải đốt cho đến khi trời sáng, nàng không biết sao, không có người trả lời hắn. Quách Tử Kính không để ý, thổi tắt đèn trong tay, bước nhanh đến chỗ giường, vén chăn lên, hắn kéo người đang nằm quay lưng về phía mình vào trong ngực, mò mẫm cởi áo cho nàng, lần đầu, khó tránh khỏi tay chân có chút vụng về, Quách Tử Kính không chút hoang mang, cũng không hề che giấu hơi thở càng ngày càng dồn dập của mình, quần áo trên người càng ngày càng ít, Lâm Trúc càng run hơn, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Quách Tử Kính lật người nằm lên người nàng, cúi đầu hôn môi nàng, Lâm Trúc né tránh, hắn cũng không cưỡng cầu, hôn dọc theo cổ nàng đi xuống dưới, có chút cảm giác, không liên quan gì đến ý chí. Lâm Trúc bắt đầu phát ra tiếng kêu đè nén, mặc dù nàng đã nhanh chóng lấy tay bịt kín. Quách Tử Kính kéo tay nàng xuống đặt ở hai bên, không cho nàng che giấu. Lâm Trúc cực kỳ ngượng ngùng, muốn cầu xin hắn nhanh chóng cho nàng vui vẻ, nhưng nàng không muốn mở miệng cầu xin hắn, nàng không muốn để ý đến hắn, không muốn nói chuyện với hắn, cứ mặc kệ hắn, nhưng khi nam nhân đụng vào nàng, thì cảm giác hoàn toàn khác so với hai đứa cháu trai khi đụng vào, đại khái là tương phản quá lớn, sự run rẩy Lâm Trúc mới khống chế được bỗng nhiên bùng phát. So với lúc nãy còn lợi hại hơn, sợ, chán Quách Tử Kính đầy mồ hôi, kề lên chán thê tử hỏi, Lâm Trúc quật cường không nói lời nào, lại phát ra tiếng khóc nức nở khe khẽ. Quách Tử Kính sờ khuôn mặt của nàng, chạm vào thấy toàn nước mắt, không biết là do sợ mới khóc hay vì sao, hắn bất đắc dĩ thở dài, không ngay lập tức muốn nàng nữa, vốn cũng không muốn cứ thế ngang ngược với nàng, vừa lau nước mắt cho nàng, vừa nhỏ giọng nói chuyện với nàng, A Trúc, nàng thực sự rất ghét ta sao? Vậy nàng nói cho ta biết, ngoại trừ ngày ấy ta không giao nàng cho hắn, ta còn làm chuyện gì chọc nàng không vui? Tiếng khóc của Lâm Trúc dừng lại. Thật ra Quách Tử Kính không làm gì có lỗi với nàng. Chuyện Khang Vương, lúc đầu nàng cũng ảo não, nhưng sau đó cũng suy nghĩ thông suốt. Không cần nói đến điểm sơ hở là quần áo, chỉ nhìn một cách đơn thuần, vào việc hoàng thượng chọn đích nữ của binh bộ thượng thư giả đại nhân, cũng biết là hoàng thượng không có khả năng coi trọng thân phận của nàng. Hơn nữa, sau khi Khang Vương thành thân, Khang Vương phi và một nha hoàn bên cạnh Khang Vương cùng mang thai, bởi vì Khang Vương quá sủng ái nha hoàn kia, Khang Vương phi tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ, động tĩnh quá lớn khiến cả thành đều biết.
có lẽ lúc Khang Vương cầu hôn nàng thì quả thật không có gì với nha hoàn kia, nhưng bây giờ hai người đó đã đến với nhau, hẳn lúc bình thường cũng không có khả năng trong sạch, hiển nhiên Quách Tử Kính nói đúng, Khang Vương quả thật không phải là một phu quân tốt như nàng mong muốn, nàng chỉ là không muốn để ý đến Quách Tử Kính mà thôi, những trò hề của nàng đều bị hắn thấy qua, nàng không muốn nhìn thấy sự khinh thị trong mắt hắn, không muốn nhìn thấy sự bố thí của hắn, là hắn chủ động đưa ra đề nghị muốn chịu trách nhiệm với nàng, nàng không hề ép buộc hắn, không có, chàng đã cứu thiếp, thiếp rất cảm kích. Lâm Trúc khuyên chính mình không phải sợ, đợi thân thể không còn run, bình tĩnh nói, Quách Tử Kính im lặng, một lúc sau hôn nhẹ lên chán nàng, được, vậy tiếp tục, nếu không thoải mái, nói cho ta biết. Lâm Trúc cắn môi, nắm chăn thật chặt, cơn đau không có cách nào hình dung được, nàng không tự chủ được lùi bước, Quách Tử Kính giữ chặt eo nàng không cho nàng lui, từng chút muốn mạng của nàng, đánh hắn, đa hắn, mắng hắn đều không được, Lâm Trúc thật sự nhịn không được nữa, liền khóc gọi, Quách đại ca, nàng không muốn cầu xin hắn, nhưng nàng thực sự đau muốn chết. Quách Tử Kính cũng không dễ chịu hơn, nàng, thở phì phò hỏi nàng, vậy tại sao không để ý đến ta, nàng nói, ta sẽ lập tức đi ra ngoài, Lâm Trúc không nói, liên tục thở dốc. Quách Tử Kính tiếp tục, chàng coi thường thiếp, Lâm Trúc gào thét nói ra, chàng ngập uất ức, giống như tìm được chỗ để phát tiết, vừa khóc vừa mắng, chàng xem thường thiếp, chàng xem thường việc thiếp thích Thụy Vương, chàng cũng xem thường việc thiếp muốn gả cho tứ hoàng tử. Nhưng thiếp là thân thích của chàng, dù chàng xem thường, thiếp cũng phải nể mặt tỷ phu mà chăm sóc cho thiếp. Thiếp biết chàng cảm thấy uất ức, nhưng chàng cho rằng chuyện giữa hai chúng ta là làm chàng uất ức sao, là chàng tự nói muốn cưới thiếp, thiếp không ép chàng, cho nên chàng đừng cho rằng thiếp thiếu nợ chàng, ta không nợ chàng bất kỳ điều gì hết. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, Quách Tử Kính chỉ cảm thấy không giải thích được, hoàn toàn không hiểu tại sao nàng lại khóc. Khuyên nàng vài câu nhưng dường như nàng không nghe thấy, Quách Tử Kính đành cúi người hôn nàng, nơi nào cũng hôn, tiếng khóc của nàng dần dần thay đổi, Quách Tử Kính nhân cơ hội lấn tới, Lâm Trúc theo bản năng đẩy hắn ra, hắn mới bắt đầu lau nước mắt cho nàng, ai nói là ta coi thường nàng, ánh nến chiếu sáng ánh mắt của hắn, mặc dù hai mắt đẫm lệ mông lung, Lâm Trúc vẫn nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt hắn, hắn có ý gì? Chẳng lẽ Lâm Trúc không thể tin được suy đoán của mình, Quách Tử Kính rời mắt, kéo chăn lên, che kín hai người, hôn lên tai nàng, nếu như ta, coi nàng là muội muội, ngày đó đã không lên bờ, ta sẽ bơi đến một nơi khác, đảm bảo mọi người sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra, vậy chàng, bởi vì nàng trêu chọc quá nhiều người, mà việc bế nàng lên bờ là cách nhanh nhất để nàng đồng ý gả cho ta, Lâm Trúc trợn mắt há hốc mồm. Đừng suy nghĩ lung tung, sống cùng ta cho tốt, ta lớn hơn nàng quá nhiều tuổi, gả cho ta là uất ức nàng, nhưng ta sẽ đối xử với nàng thật tốt. Quách Tử Kính lau đi nước mắt còn vương vấn trên mi cho nàng, thử thăm dò dỗ nàng, không tức giận rồi hả? Lâm Trúc quay đầu, trong lòng có chút loạn, Quách Tử Kính không có nhiều kiên nhẫn như vậy, tiếp tục thử làm chuyện vợ chồng với nàng. Đau, Lâm Trúc kêu đau, vội vàng đẩy hắn ra. Tuy lúc trước nàng cũng kêu đau, nhưng bây giờ lại có thêm vài phần núng nịu, Quách Tử Kính nghe thấy sao lại không hiểu, tạm hoãn thế tấn công, khàn giọng trêu chọc nàng, gọi một tiếng Quách đại ca, ta sẽ không tiếp tục nữa, mặt Lâm Trúc nóng lên, kêu không ra tiếng, Quách Tử Kính dùng sức, nàng vội vã ngoan ngoãn gọi người, giọng nói yêu kiều, Quách Tử Kính đột nhiên động tình, cúi đầu hôn môi của nàng, Lâm Trúc vẫn quay đầu trốn tránh như cũ. Chỉ là bị nam nhân kiên nhẫn đuổi theo, dây dưa với nhau, trong cơn ý loạn tình mê đột nhiên Quách Tử Kính hung hăng nhấn một cái, A Trúc nhịn một chút, sẽ tốt thôi, làm sao Lâm Trúc có thể nhịn, chỉ là, lần này bất luận nàng gọi Quách đại ca bao nhiêu lần, đều không có tác dụng. Sáng sớm, trong ánh mắt trêu ghẹo của Quách Bảo Châu, Lâm Trúc lần lượt kính trà cho trưởng bối Quách gia, đến lượt Quách Bảo Châu, Lâm Trúc là tẩu tẩu, phải tặng quà gặp mặt cho em chồng. Đương nhiên cũng cho nhi tử của Quách Bảo Châu một cái bao đỏ lớn, Vĩnh Ca Nhi gọi mợ đi, Quách Bảo Châu ôm nhi tử dỗ, Vĩnh Ca Nhi mới được 7 tháng tò mò nhìn mợ, Lâm Trúc đã gặp cậu bé nhiều lần rồi, nhắc tới cũng thật lạ, tính tình mấy đứa cháu trai, cháu gái này đều không giống cha mẹ, như nhà trưởng tỷ, tỷ phu thoạt nhìn là người thận trọng, trưởng tỷ thì không cần phải nói, nhưng Sán Sán và hai đứa cháu trai đều rất hoạt bát hiếu động.
gặp ai cũng cười, nhưng Ninh Thị lại nói là bọn nhỏ giống phụ thân, nói rằng khi tỷ phu còn nhỏ cũng đặc biệt tinh nghịch. Lâm Trúc ngẫm lại tính tình của tỷ phu, không quá tin tưởng. Còn bên này, Quý Chiêu và Quách Bảo Châu ở cùng một chỗ có thể lật trời, Vĩnh Ca Nhi lại ngoan ngoan yên lặng, ở cùng một chỗ với Bình Ca Nhi và An Ca Nhi, không ít lần bị ăn hiếp, San San cũng biết thế nào là thân sơ, nếu Bình Ca Nhi duỗi chân đụng vào Vĩnh Ca Nhi thì không sao, nhưng nếu Vĩnh Ca Nhi vô tình để tay lên bụng Bình Ca Nhi, San San sẽ lập tức lấy ra, còn ra dáng nói Vĩnh Ca Nhi không được bắt nạt người khác cháu ngoại giống cậu. Dáng vẻ hay tính tình của Vĩnh Ca Nhi đều giống Quách Tử Kính, Quý Lão Thái Thái đã nói như vậy, lúc nói những lời này thì vui vẻ biết bao, Quách Tử Kính tuổi trẻ tài cao, nếu cháu trai cũng giống như hắn thì thật tốt, giống như Quý Chiêu thì bà mới lo. Nghĩ tới lời nói của Quý Lão Thái Thái, Lâm Trúc cẩn thận quan sát Vĩnh Ca Nhi, lại phát hiện ra nàng không hề biết có giống hay không, bởi vì cho đến bây giờ, nàng vốn chưa từng quan sát tỉ mỉ Quách Tử Kính. Tối hôm qua trong chăn tối như mực, nàng bị hắn giày vò xong một lần liền ngủ mất, sáng nay tỉnh, lại vẫn không dám nhìn hắn, kính trà xong, ăn điểm tâm xong, Quách phu nhân nhìn quầng mắt nhàn nhạt của con dâu, từ ái nói, được rồi, hôm qua đã mệt mỏi cả ngày rồi, phu thê các con cứ về phòng nghỉ ngơi đi, dù sao trong nhà chúng ta cũng không có việc gì. Quách Tử Kính thành thân có 3 ngày nghỉ, Lâm Trúc đỏ mặt cúi đầu. Không dám nghĩ trong lời nói của mẹ chồng có thâm ý hay không, thấy nam nhân đối diện đã đứng dậy chào tạm biệt, nàng cũng đứng lên, sau khi từ biệt với mẹ chồng và Quách Bảo Châu thì đi theo nam nhân ra ngoài, Quách Tử Kính đi ở phía trước, Lâm Trúc đi ở phía sau nhìn bóng lưng hắn, nàng chưa từng nghĩ tới, Quách Tử Kính sẽ thích nàng, lúc đầu nàng coi Quách Tử Kính là thân thích, không quan trọng có thích hay không, bình thường hai người cũng gặp nhau không quá vài lần. Sau này xảy ra chuyện Thụy Vương, nàng lại càng không muốn nhìn thấy Quách Tử Kính. Chuyện xảy ra ở Ngự Hoa Viên vào Tết Nguyên Tiêu khiến việc hôn sự của hai người cứ thế mà định ra, nàng tưởng nửa đời sau của mình không còn chút hy vọng gì. Sau đó hắn lại nói cho nàng biết, hắn chưa bao giờ xem thường nàng cả, thậm chí là thích nàng nên mới tương kế tiểu kế để nàng gả cho hắn, là lời thật lòng hay chỉ nói ra để dỗ nàng, dù sao cũng đã là người của hắn rồi. Cho dù chỉ có một chút xíu khả năng để yên tâm sống, Lâm Trúc đều muốn bắt lấy, có lẽ bây giờ nàng còn chưa thích Quách Tử Kính, chỉ cần hắn thích nàng, nàng sẽ sống với hắn thật tốt, để chính mình được thoải mái, cũng để cho người nhà yên tâm. Đang suy nghĩ gì, đến con đường nhỏ về viện của mình, Quách Tử Kính xoay người, hỏi tiểu cô nương đang không tập trung đi theo phía sau, Lâm Trúc không nghĩ tới đột nhiên hắn sẽ quay người. Khi hoàn hồn lại thì đối diện với ánh mắt của nam nhân, nàng hoảng hốt nhìn qua chỗ khác, khẩn trương lắc đầu, Quách Tử Kính cũng không hỏi nữa, đi đi trở về vài bước nắm chặt lấy tay nàng, dắt nàng đi về. Phía trước, tay hắn vừa lớn lại vừa nóng, Lâm Trúc cúi đầu nhìn bàn tay hai người nắm chung một chỗ, nghĩ rằng người nam nhân này hẳn là thật sự thích nàng đi. Đến cửa viện, Quách Tử Kính buông tay nàng ra, tiếp tục đi trước bước vào trong. Bỗng nhiên Lâm Trúc rất muốn cười, tối qua khi hắn nói những lời kia, cùng kéo chăn che kín, không cho nàng nhìn hắn, thật ra hắn cũng không chấn định như đã biểu hiện, có lẽ do sự thay đổi của tâm trạng, Lâm Trúc lại nghĩ tới Quách Tử Kính cũng từng nhìn nàng đến ngây người, vừa nghĩ như thế, nàng cảm thấy không còn lo lắng nữa, chỉ cần nàng có thể xác định được tâm tư của Quách Tử Kính, nàng cũng không cần sợ hắn. Dù là phụ thân, dượng hay là tỷ phu, từ thái độ của bọn họ với thê tử đều nói cho nàng biết, chỉ cần trong lòng nam nhân có thê tử, chỉ cần thê tử đó không quá mức thô kệch, nam nhân sẽ hết lòng thương yêu, nhưng nghĩ thì dễ, làm thì không dễ chút nào cả, sau khi vào nội thất, phát, hiện nam nhân đã tựa vào đầu giường đọc sách, Lâm Trúc trực tiếp đi tới mở cửa sổ ra, nhìn hai bồn hoa lan nàng mang theo làm đồ cưới, hai bồn này là trưởng tỷ tặng cho nàng. Hình như gọi là cái gì đó lục danh phẩm, nàng thích hoa lan sao, nam nhân ngồi ở đầu giường bỗng nhiên hỏi nàng, Lâm Trúc tùy tiện gật đầu, khi nhìn hoa lan thì nàng lại thấy không yên lòng, nàng cũng không thích hoa lan như thế, cảm thấy màu sắc của hoa nhạt, còn không đẹp bằng hoa hạnh, đương, nhiên hoa mẫu đơn và hoa cúc cũng không tệ, không thể nói là nàng thích nhất hoa gì, đa số đều là nàng ngắm nghía vậy thôi, nàng cũng không có ý định trồng hay chăm sóc. So với những việc đó thì nàng thích đọc sách và viết chữ hơn,
có qua có lại, nàng cũng hỏi nam nhân đang đọc cái gì. Quách Tử Kính thu hồi ánh mắt đang nhìn nàng, giọng nói có chút nhu hòa hơn bình thường, tạp thư, nói về địa lý, tập tục và đời sống ở Tây Bắc. Lâm Trúc hào hứng, nhìn Hoa Lan hỏi hắn, là ở Thiểm Tây sao, bây giờ tỷ phu đang ở Thiểm Tây. Quách Tử Kính gật đầu, gật xong mới nhớ thê tử không nhìn thấy, lại nói, bên kia còn phải dựa vào phía Tây, hành lang Hà Tây. Lâm Trúc sáng tỏ, trong mắt chợt lóe lên một suy nghĩ, đó là Cam Châu, trấn Bắc tướng quân chú binh ở đấy, bình thường nàng hay đọc sách gì. Quách Tử Kính kinh ngạc nhướng mày, hoàn toàn không có tâm trạng đọc sách nữa, nhìn cô nương đang đứng bên cửa sổ hỏi, bỗng nhiên hắn hiểu được Lâm Trúc không hẳn chỉ là một cô nương yếu ớt ham muốn vinh hoa phú quý. Nghe ra trong giọng nói của nam nhân có chút bất ngờ, Lâm Trúc có chút đắc ý, gảy lá Hoa Lan nói, không đọc cụ thể gì cả, đều là tạp thư trong thư phòng của cha, đọc để giết thời gian thôi. Khóe miệng nàng cong lên, cả người ngồi dưới trời thu tươi đẹp trong xanh, áo váy trên người được may bằng vật liệu mềm mại làm hiện ra đường cong động lòng người. Quách Tử Kính có chút nóng, cầm lấy sách ở đầu giường hỏi nàng, vậy nàng có muốn đọc quyển này một chút không, ta còn có quyển khác, cho nàng quyển này, tránh việc nàng ngồi không cảm thấy nhàm chán. Được, Lâm Trúc không nghĩ nhiều, liếc thấy nam nhân lấy sách ra đưa đến, nàng đứng dậy đi đến phía giường, chưa đi được mấy bước, thì phát hiện ánh mắt của nam nhân đang sáng quắc nhìn nàng chăm chú, bước chân không khỏi chậm lại, càng đến gần thì tim đập càng nhanh, lại chỉ có thể giả vờ lạnh nhạt tiếp tục đi về phía trước, cách hắn hai bước, nàng mím môi, dừng lại đưa tay ra đón sách, nhưng Quách Tử Kính không buông tay, Lâm Trúc cắn môi, dùng sức kéo về phía mình, sau khi kéo được thì xoay người muốn đi, không ngờ vừa mới nhấc chân, cả người đã bị ôm lấy, sau đó sách nàng vừa cướp được đã bị hắn vứt xuống giường, nam nhân thuận thế đè lên, khoảng cách quá gần, Lâm Trúc khẩn trương nhắm mắt lại, nụ hôn trong dự liệu không đến. Mà hơi thở nam nhân hồn hển phảng phất ở trên cổ, thời gian im lặng, Lâm Trúc lấy dũng khí, lặng lẽ mở to mắt, nàng thấy cái nhìn chăm chú sâu kín của nam nhân, theo bản năng Lâm Trúc nhìn ra chỗ khác, mới rời mắt đi lại lập tức nhanh chóng nhìn lại, lớn mật nhìn chằm chằm vào nam nhân, trên đường đi nàng còn chưa xác định được tâm tư của Quách Tử Kính với nàng, bây giờ, nàng đã nắm chắc được 7 phần, lần đầu tiên nàng nghiêm túc đánh giá người đàn ông này. Nếu nói tỷ phu có phong thái tiên nhân, Quách Tử Kính lại chính là cây cổ thụ lẻ loi trên đỉnh núi. Quách Tử Kính không có dung mạo kinh người thu hút như tỷ phu, nhưng trong biển người mênh mông, không ai có thể bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa lông mày của Quách Tử Kính thanh tú, làm cho sự cương nghị trầm ổn của hắn lại thêm một phần phong độ của người trí thức, làm nhu hòa khí chất lạnh lùng trên người. Nàng đang nhìn cái gì vậy? Quách Tử Kính nhỏ giọng hỏi. Chàng đang nhìn cái gì? Lâm Trúc nhẹ nhàng hỏi lại, trong đôi mắt hoa, đào có 7 phần khiêu khích, 3 phần thăm dò. Quách Tử Kính cười, nhìn nàng, nàng còn to gan hơn so với tưởng tượng của hắn. Lâm Trúc cười theo, vậy thiếp cũng nhìn chàng, có gì phải sợ chứ, nhiều nhất là bị hắn giày vò một lần mà thôi. Cô nương vừa quyến rũ lại vừa hoạt bát, giống như là hồ yêu trong rừng. Quách Tử Kính ngăn chặn sự bức thiết trong lòng, thu lại nụ cười, nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng rồi chậm rãi nói, chúng ta thành thân, Thanh Quận Vương có tặng một bức điêu khắc, nàng đoán xem là bức điêu khắc gì, có chuyện hắn muốn nói rõ ràng. Sắc mặt Lâm Trúc hơi thay đổi, nhìn Quách Tử Kính một lát, không nhìn ra vui hay buồn, nàng cười lạnh quay đầu, thiếp nghĩ chàng đã nguyện ý cưới thiếp, thì không để ý đến những điều kia nữa, ta không để ý. Quách Tử Kính quay mặt nàng lại. Lâm Trúc nhắm mắt lại không nhìn hắn, giống như không tin lời hắn nói, thấy nàng dễ nổi giận như vậy, Quách Tử Kính buồn cười, dùng ngón cái, nhẹ nhàng ma sát đôi môi son của nàng, ta chỉ tò mò, tại sao vừa nhìn thấy hắn và Khang Vương thì nàng đã động tâm, còn với ta thì lại thờ ơ, ta kém hơn bọn họ sao? Giọng nói của hắn bình tĩnh, Lâm Trúc từ từ mở mắt, thấy trong mắt nam nhân không có sự nghi ngờ. Nàng xùy một tiếng, nhìn ra chỗ khác nói, vậy thiếp cũng muốn hỏi, tại sao bọn họ mới nhìn thiếp thì đã động tâm, tại sao chàng lại không như vậy, chẳng lẽ dáng vẻ của thiếp không lọt được vào mắt chàng, một nam nhân lạnh lùng lại còn là thân thích của nàng nữa, vì sao nàng phải động tâm chứ? Quách Tử Kính nhìn chằm chằm cô nương miệng lưỡi bén nhọn đang nằm dưới thân, chần chừ nói, ý của nàng là,
nếu lúc trước ta vừa nhìn thấy nàng mà thể hiện ra ta có ý với nàng, nàng có khả năng cũng sẽ động lòng với ta. Lâm Trúc không nói gì, nàng không dám xác định, nhưng ít ra nàng cũng không coi hắn là thân thích. Quách Tử Kính cảm thấy có chút oan uổng, lúc đó nàng mới có 13 tuổi. Mà thôi, Lâm Trúc bĩu môi, lúc người đó nhìn thấy thiếp thì thiếp cũng mới 13 tuổi. Thần sắc Quách Tử Kính lạnh lùng, đừng có đánh đồng ta với hắn. Lâm Trúc quay mặt ra chỗ khác, là chàng nói đến hắn trước, lời nói còn chưa xong, đã bị nam nhân bịt miệng lại, hôn đến khi nàng sắp thở không được nữa mới thả nàng ra, chuyển sang hôn nơi khác. Lâm Trúc khẩn trương nắm lấy vạt áo không cho hắn cởi ra, nhỏ giọng nói, vẫn đang còn đau, phía trên cũng đau. Quách Tử Kính kéo tay nàng ra, kéo áo đến eo, tiếng vải xé rách thật là chói tai. Lâm Trúc kinh hãi, phát hiện ra hơi thở của nam nhân càng ngày càng dồn dập, nàng có chút sợ, cảm thấy thân thể nàng cứng lại, động tác cởi quần áo của Quách Tử Kính có chút chậm lại, chỉ có đôi mắt lại càng như sói như hổ, đến khi hắn vùi đầu trước ngực của nàng. Lâm Trúc nhanh chóng bị một cảm giác khác lạ quấn lấy, tuy chỉ nói là chỉ thân mật ở phía trên nhưng một nam nhân nhịn nhiều năm như vậy sao có thể nhịn được chứ. Chỉ trong một lúc, trong phòng đã vang lên tiếng rên núng nịu cùng với tiếng cầu xin ngày thứ ba lại mặt, để Thúy Ngọc ở trong phòng trông coi cặp sinh đôi, A Kết dẫn Sán Sán cùng Liễu Thị ra cửa đợi người. Gì đến, đầu ngõ có một chiếc xe ngựa đang đi tới, Sán Sán vui mừng kêu to. Đúng là xe ngựa của Quách gia. A Kết gật đầu, bỗng nhiên nàng cảm thấy thật là khẩn trương, không biết muội muội thế nào. Xe ngựa dừng lại, Quách Tử Kính xuống xe trước, vẻ mặt thoạt nhìn cũng không khác gì lúc trước, đối với các nàng vẫn khách khí lễ độ như vậy. A Kết chăm chú nhìn màn xe, đến khi thấy khuôn mặt muội muội phấn hồng, đôi mắt như có nước, đứng bên cạnh Quách Tử Kính hơi đỏ mặt nhìn nàng, A Kết kìm lòng không được nở nụ cười. Cô muội muội này của nàng cũng là tốt số. Buổi chiều phu thê quay lại Quách phủ, A Kết cũng chuẩn bị về nhà. Liễu Thị vạn phần không muốn, lưu luyến bế Bình Ca Nhi và An Ca Nhi không muốn buông tay, hai đứa nhỏ mỗi đứa ngồi một bên đùi của ngoại tổ mẫu, còn nhỏ nên không hiểu được những người lớn đang muốn làm gì. A Kết đang mặc váy cho nữ nhi, vừa mặc vừa nói, nếu nương ở nhà chán, hãy qua bên kia chơi, mẹ chồng cũng rất mong có nương qua làm bạn. Nàng cũng lưu luyến, nhưng phải trở về thôi, mẹ chồng cho nàng ở nhà mẹ đẻ lâu như vậy là đã đủ tốt rồi. Trong thời gian mấy tháng đầu Triệu Trầm xa nhà, lúc hai đứa bé song sinh quấy, nàng thì đã có người nhà mẹ đẻ giúp nàng chăm sóc, nàng còn gì mà không biết đủ nữa chứ. Một lát sau, A Kết bế Bình Ca Nhi ngồi trong xe ngựa, dạy bé tạm biệt với ngoại tổ mẫu. Hai đứa nhỏ tò mò nhìn xe ngựa vì thấy mới lạ. Chỉ có Sán Sán ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẫu thân, không ngừng mời ngoại tổ mẫu đến nhà mình chơi. Liễu Thị nhìn ba đứa cháu, sợ gió thu thổi tới làm cháu ngoại, nên dù không nỡ cũng phải buông mảnh xuống, đứng tại cửa đưa mắt nhìn theo chiếc xe ngựa đang rời đi. Đợi xe ngựa đã khuất bóng, bà quay người, nghĩ tới Lâm Trúc cũng đã xuất giá, bỗng nhiên cảm thấy căn nhà thật trống trải. Lúc A Kết bước vào trong viện của mình, cũng có cảm giác này. Nàng và Triệu Trầm ở nhà mới đã được hơn nửa năm, nhìn đến nơi nào, nơi đó cũng đều có bóng dáng của nam nhân, lại nhìn kỹ hơn, nơi đó không có ai cả. Ôm con vào trong nội thất cùng mẹ chồng, lúc nàng cởi giày giúp Bình Ca Nhi, Sán Sán đi dạo quanh phòng một vòng chậm rãi đi tới, ngửa đầu nhìn nàng. A Kết nhìn nữ nhi cười, rốt cuộc cũng về nhà, có phải Sán Sán rất vui không? Sán Sán ngừng một lúc mới gật đầu, ánh mắt nhìn về nơi khác. Sau đó giống như là thật sự không nhịn được nữa, níu lấy áo của mẫu thân hỏi, nương, chúng ta đã về, có phải phụ thân cũng sắp trở về không? Con nhớ phụ thân. A Kết cười quay đầu đi, tiếp tục cởi áo khoác thật dày trên người con trai trưởng ra. Sán Sán nhớ phụ thân, vậy con còn nhớ rõ hình dáng của phụ thân không? Sán Sán lắc đầu rồi, lại gật đầu, chỉ vào lông mày của mình nói, lông mày của con giống phụ thân. Lại chỉ vào đôi mắt của Bình Ca Nhi, đôi mắt của đại đệ đệ giống cha. Nương, phụ thân đi đâu vậy? Tại sao còn chưa về? Vĩnh Ca Nhi có phụ thân, bé cũng muốn phụ thân. A Kết đặt Bình Ca Nhi lên giường để cho cậu bé chơi cùng với đệ đệ, lại vươn tay bế nữ nhi lên, vừa đi vừa dỗ, phụ thân đi Tây Bắc mua đồ ăn ngon cho Sán Sán, lúc mua được thật nhiều rồi sẽ mang về cho Sán Sán ăn. Sán Sán dựa vào vai mẫu thân, nghe đến đó ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn mẫu thân.
cho nương ăn nữa. A Kết vui mừng hôn lên mắt nữ nhi, nương cũng ăn, Sán Sán cho ai ăn nữa. Sán Sán quay đầu, nhìn Ninh Thị đang ngồi trên giường nói, cho tổ mẫu ăn, đại đệ đệ và nhị đệ đệ cũng ăn. A Kết cười, để nữ nhi lên giường, trêu bé, đại đệ đệ và nhị đệ đệ còn chưa có răng, không cắn nổi đâu. Sán Sán chớp hai mắt, nhìn hai đệ đệ trắng trẻo mập mạp, cười khanh khách, đại đệ đệ và nhị đệ đệ không có răng nha, không cắn nổi đâu. Tiếng cười của bé trong trẻo, Bình Ca Nhi và An Ca Nhi cùng nhìn về phía tỷ tỷ, A Kết và Ninh Thị cùng nhìn nhau cười. Trương Dịch, gần hoàng hôn, Triệu Trầm mang đồ của thương nhân đang dẫn Trần Bình tản bộ trên đường. Trương Dịch là nơi thương thông với Tây Vực, muốn đến Tây Vực phải đi qua chốn này, là nơi tụ tập của các thương nhân, sự giàu có sung túc, phồn hoa không thua kém kinh thành, hơn nữa, ở Tây Bắc. Dân chúng sống phóng khoáng, không có các loại quy củ rườm rà như ở kinh thành, càng thêm náo nhiệt. Phụ thân, con muốn ăn thịt xiên nướng. Trong đám người bỗng nhiên chuyển đến tiếng nói trong trẻo của trẻ con, Triệu Trầm dừng bước, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một lão gia mặc quần áo tơ lụa đang bế nữ nhi khoảng 3-4 tuổi đứng trước quán thịt xiên nướng nhỏ xem náo nhiệt. Đứa bé muốn ăn thịt xiên nướng, lão gia nhà giàu ngại quán nhỏ không sạch sẽ, hứa về nhà sẽ bảo đầu bếp làm cho bé, nhưng bé gái không chịu, muốn ăn ngay bây giờ, lão gia kia không còn cách nào, đành phải mua một xiên. Bé gái vui mừng hôn phụ thân một cái, cầm xiên thịt nướng bắt đầu ăn, ngoan ngoãn để phụ thân bế mình đi về phía trước. Ngươi đi mua hai xiên, đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của tiểu cô nương nữa, Triệu Trầm nói với Trần Bình. Trần Bình biết chủ tử nhà mình nhớ nữ nhi, không hề ngạc nhiên, đi nhanh đến quán nhỏ, mua một lần 10 xiên. Xiên thịt dê nướng có thêm ớt, ăn vào có chút cay, nhưng chạng vạng ở vùng Tây Bắc trời rét, cay như vậy lại tốt, thịt dê nướng non mịn dễ nhai, Triệu Trầm rất hài lòng, nghĩ rằng lúc nào về kinh thành sẽ mang đầu bếp này theo, chuyên làm đặc sản Tây Bắc cho người nhà ăn. Kinh thành cũng có, nhưng dù sao cũng không thể bằng người Tây Bắc chính gốc làm. 10 xiên thịt dê nướng, hai chủ tớ vừa đi vừa ăn. Đi chưa được bao xa đã ăn xong, khi còn lại một xiên cuối cùng, Trần Bình giả vờ khách khí mời Triệu Trầm ăn. Triệu Trầm nhìn ra Trần Bình còn chưa ăn đủ, cười, thưởng cho hắn, còn đồng ý lúc về sẽ mua nhiều cho hắn. Triệu Trầm trả tiền, gần nửa canh giờ nữa sẽ cấm đi lại ban đêm, người đi đường càng ngày càng ít, những người còn lại đều là ở gần đây. Trần Bình nhanh chóng ăn xong xiên thịt cuối cùng, tiện tay vứt xiên trúc xuống dưới đất, lau miệng, chỉ vào tiệm mì Hoành Thánh trách đối diện nói, nhị đông gia, chúng ta đi ăn bát mì Hoành Thánh, đi, thịt xiên quá cay, cổ họng khó chịu, khó chịu, vậy sau này đừng ăn nữa. Triệu Trầm nhàn nhạt nói, vẫn bước về tiệm mì Hoành Thánh. Trần Bình vội vàng giải thích mình không quá khó chịu như vậy, dáng vẻ nịnh nọt, chủ sạp là một đôi phu thê khoảng 50 tuổi, nhìn thấy bọn họ đi tới, bà chủ đầu đội khăn màu xám cho thân thiện hỏi. Hai vị đến thật là đúng lúc, muộn chút nữa là chúng tôi đóng cửa rồi. Nào, ngồi bên này, bây giờ trời còn chưa tối. Triệu Trầm với dáng vẻ đại gia, không ngồi vào chỗ bà chủ chỉ, chọn một cái bàn gần trong góc ngồi xuống. Bà chủ thấy hắn không có đi vào tận bên trong, nhẹ nhàng thở ra, đi tới hỏi hai người muốn ăn gì. Trần Bình ngạc nhiên, quay đầu hỏi bà ta, chẳng lẽ nơi này ngoài mì Hoành Thánh còn có món khác sao? Đến quán mì Hoành Thánh, không ăn mì Hoành Thánh thì ăn cái gì? Thật là nực cười, vẻ mặt của bà chủ vẫn tươi cười như cũ, nhìn ta kìa, đều tại ta ăn nói vụng về khiến ngài hiểu lầm, ý ta là hai vị có muốn ăn đồ lót dạ không? Ở đây chúng ta có thịt bò, thịt lừa kho tương, thanh đạm thì có đậu hủ trộn, mỗi món mặn một đĩa. Triệu Trầm nhìn quanh một vòng quán nhỏ, mở miệng nói. Bà chủ tươi cười hớn hở, được, hai vị chờ một chút, sẽ có liền. Chờ bà ta đi, Trần Bình nhỏ giọng nói, nhị gia đừng lo lắng, những ngày tám trong tháng người kia đều đến nơi này ăn bát mì Hoành Thánh, đều là đến trước khi chủ sạp sắp đóng cửa, hẳn là người kia sắp đến rồi. Người trong thương đoàn Đại Thông đã sớm dò hỏi rồi. Triệu Trầm khẽ vuốt cằm, thần sắc lạnh nhạt, mì Hoành Thánh và thức nhắm nhanh chóng được đưa lên. Lúc Triệu Trầm đang thêm tương ớt vào trong chén, nghe thấy bà chủ lên tiếng chào khách, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nam nhân mặc trường bào màu xám sẫm đi vào, tuổi chừng 40, khuôn mặt không tính là xuất chúng, nhưng sự anh khí trong đôi mắt làm người khác phải liếc nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Trầm mỉm cười,
gật đầu, lập tức ngồi thẳng, đổ thìa tương ớt vào chén, nắm lấy cái thì, lúc nam nhân đi qua bàn của Triệu Trầm, hắn đang cầm thìa khuấy bát nước canh mì hoành thánh, nam nhân ngồi xuống ở bàn bên cạnh, hẳn là khách quen, bởi vì bà chủ không hỏi hắn ăn gì, lập tức bưng khay vào, bên trên là một bát mì hoành thánh, một đĩa thịt bò kho tương và một bình rượu đã được đun nóng, bà chủ rời đi, bên trong chỉ còn ba người. Nam nhân tự rót tự uống, Triệu Trầm nhìn chằm chằm vào bình rượu kia, lúc nam nhân kia liếc mắt nhìn qua thì nói với Trần Bình, thì ra nơi này còn có bán rượu, ngửi mùi thì có vẻ là rượu ngon, ngươi đi ra ngoài nói một tiếng, bảo bọn họ hâm cho chúng ta một bình. Trần Bình lập tức đứng lên, đứng ở cửa nói với bà chủ, sau đó cũng không hề đi vào, nói muốn nhìn bọn họ hâm rượu. Nam nhân liếc mắt nhìn ra bên ngoài, để bát rượu vừa đưa lên trên miệng xuống, nhìn thẳng Triệu Trầm, ngươi đến tìm ta. Triệu Trầm cười, tướng quân, quả nhiên là thông minh, Lý Mô đúng là cố ý đến gặp tướng quân, chỉ là nơi đây không tiện nói chuyện, khi nào tướng quân rảnh rỗi, kính mời đến tiểu lâu đại thông một lần, Lý Mô lúc nào cũng chờ. Ngô Khải cụp mi, nhìn ánh đèn phản chiếu trong bát rượu nói, nếu ta không đi, ngươi định làm gì? Triệu Trầm không nói gì, lấy ra một thỏi bạc vụn để lên bàn, đứng dậy, trước khi đi đẩy bát mì hoành thánh trên mặt bàn về phía bên kia, tướng quân không đi, vậy cũng chỉ có thể mỗi tháng tới nơi này nhìn vật nhớ người, đáng tiếc là không phải do người đó làm, hương vị có chút không được ngon, tướng quân nói có đúng không? Ngô Khải bỗng nhiên trợn mắt, ánh mắt như dao. Triệu Trầm chắp tay một cái, nghênh ngang rời đi. Triệu Trầm ở tại khách phòng phía sau tiểu lâu đại thông. Tính đến nay đã ba ngày rồi, Ngô Khải vẫn chậm chạp chưa chịu đến, Trần Bình có chút lo lắng, liệu hắn có mật báo cho người kia không? Triệu Trầm nằm dựa vào đầu giường, mắt phượng híp lại nhìn ánh chiều tà đỏ lửa phía xa ngoài cửa sổ, mật cái gì báo chứ? Ngay cả người ở thương đoàn đại thông cũng không biết thân phận thật sự của ta, cho dù Ngô Khải có đến trước mặt Tần Tư Dũng thì có thể nói được gì? Không cần phải vội. Hắn có thể liên tục mười mấy năm đến quán vằn thắn kia để nhìn vật nhớ người, đủ thấy hắn là người trọng tình, rốt cuộc đã có tin tức của người trong lòng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến. Trần Bình không nói gì nữa, nếu chưa từng chứng kiến sự si tình của lão gia với thái thái, hắn sẽ không tin một nam nhân 40 tuổi sẽ nhớ mãi không quên một cô nương đã thích, từ lúc thiếu niên, còn là một cô nương bán ở trấn trên. Cho dù tìm được người thì thế nào, người đó giờ cũng đã hơn 30, không có cuộc sống ăn sung mặc sướng như thái thái, chắc chắn nữ nhân kia không còn giữ được dung nhan thời thanh xuân nữa. Ngô Khải thật sự vì một người đẹp hết thời mà phản bội tình nghĩa huynh đệ, theo bản năng, Trần Bình không dám chắc, nhưng hắn tin tưởng chủ tử nhà mình. Đang nghi ngợi, từ bên ngoài vọng đến tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh sau đó, trưởng quầy đã đứng ở ngoài cửa. Nhị gia, Ngô tướng quân đến tiểu lâu của chúng ta, mời tướng quân đến nhã gian chữ thiên số 1, đại thông của chúng ta đã được tướng quân chăm lo rất nhiều, ta phải khoản đãi tướng quân thật tốt. Triệu Trầm cười nhìn lướt qua Trần Bình, không nhanh không chậm đứng dậy, chuẩn bị sơ qua cho bản thân, cầm lấy một vật gì đó giấu vào trong ngực, dẫn Trần Bình đi ra ngoài. Mấy nhã gian gần khách phòng mấy ngày nay đều bị Triệu Trầm ra lệnh không cho đón khách, chỉ cần ngoài cửa không có người nghe lén, bọn họ, ở bên trong nhỏ giọng nói chuyện tuyệt đối sẽ không có người có ý đồ xấu nghe được. Sau khi rượu và thức ăn được dọn lên, Triệu Trầm để Trần Bình ở bên ngoài canh chừng, hắn ở bên trong tiếp khách. Ngô Khải cũng không động đũa, nhìn thẳng Triệu Trầm nói, Phương Nương đang ở đâu? Triệu Trầm cười rót rượu cho hắn, tướng quân cần gì phải vội. Trước tiên cứ nếm thử chiêu bài của tiểu lâu chúng ta đã, sau khi ăn xong ly mỗ sẽ nói chuyện với tướng quân. Ngô Khải đẩy ly rượu qua một bên, ánh mặt lạnh xuống, nhị gia có gì cứ nói thẳng, không cần phải lãng phí thời gian. Triệu Trầm nhìn hắn, biết nghe lời phải, để bầu rượu xuống im lặng một lát, nâng mắt lên, nói, trước khi nói chuyện đó, kính xin tướng quân đáp ứng với ly mỗ một chuyện, được không? Ngô Khải cười lạnh. Chỉ cần ngươi nói tung tích của nàng cho ta biết, phàm là thứ ta có, tùy ngươi chọn. Quả nhiên tướng quân là người sảng khoái. Triệu Trầm khen một câu, sau đó giọng nói liền nhỏ xuống, tướng quân là huynh đệ khác họ với Tần Tư Dũng, hẳn Tần Tư Dũng có tính toán gì cũng đều sẽ thương lượng với tướng quân. Đã như vậy, Lý Mô có một chuyện không hiểu, biên cương rõ ràng yên ổn, vì sao Tần Tư Dũng lại lấy cớ người Hồ xâm phạm
Biên cương để không về kinh diện thánh, chẳng lẽ ông ta muốn tạo phản? Đôi mày dài của hắn hơi nhếch lên, đôi mắt phượng hơi lóe sáng, giống như thấy được thâm ý sâu trong đôi mắt của đối phương. Thần sắc của Ngô Khải cũng không thay đổi nhiều, chỉ là bàn tay ở dưới bàn lặng lẽ cầm lấy bội đao, lạnh lùng trả lời, Trấn Bắc tướng quân luôn trung thành và tận tâm với triều đình, mặc kệ ngươi là nhị gia của Đại Thông hay là ai, nếu ngươi còn dám nói một câu chửi bới như vậy nữa, đừng trách ta không khách khí. Triệu Trầm nhẹ nhàng cười, nâng cốc rượu nhỏ lên, Lý Mỗ chỉ có một mình, vì nghiệp lớn của Hoàng thượng, chết cũng không có gì đáng tiếc, chỉ tiếc là khi ta chết đi, thuộc hạ của ta chắc chắn sẽ giết Phương Nương Tử, không biết tướng quân có đau lòng đến mức nửa đêm tỉnh giấc hay không. Tướng quân si tình 20 năm không thay đổi, Phương Nương Tử cũng 20 năm một mình, rõ ràng là người có tình lại âm dương cách biệt, thật là làm cho người ta thấy tiếc hận. Ngô Khải nhìn chằm chằm vào người đối diện, trong lòng lại là gió to sóng lớn, thì ra nàng không phải là di tình biệt luyến, nhưng tại sao khi hắn công thành danh toại trở về nhà, thì mẫu thân lại nói cho hắn biết là, Phương Nương đã theo một khách thương đi Giang Nam rồi. Hắn không cam lòng, phái người đi tìm, nhưng Giang Nam lớn như vậy, bọn họ lại không biết khách thương kia rốt cuộc là ai, không tra được tin tức gì, hắn giận nàng, hận nàng, không chịu chờ hắn. Nhưng lại không thấy nàng, mỗi lần nhớ tới nàng, trong lòng nhiều hơn vẫn là đau, nhớ dáng vẻ nàng cười dịu dàng làm vằn thắn cho hắn ăn, là bóng dáng vội vàng của nàng lúc trời còn chưa sáng đã phải chuẩn bị mở quán, là khuôn mặt đỏ ửng của nàng lau mồ hôi cho hắn sau khi hắn lén giúp nàng. Hắn nhớ nàng, oán nàng, hận đến nỗi ở trong lòng đều là hình ảnh của nàng, không thể nhìn thấy nữ nhân nào khác, nhìn ra sự phức tạp trong đôi mắt của nam. Nhân, Triệu Trầm đứng dậy, đi đến phía sau Ngô Khải, nhỏ giọng nói, Tần Tư Dũng có ý muốn làm phản, Hoàng thượng cũng cương quyết diệt trừ nghịch thần, tướng quân là người trung nghĩa, chẳng lẽ chịu khổ nửa đời trên lưng ngựa, để đến cuối đời lại đổi lấy ô danh phản thần tặc tử. Lý Mỗ biết trong lòng tướng quân buồn lo, thật ra Lý Mỗ cũng có huynh đệ cùng sinh vào gia tử, cũng biết nghĩa khí huynh đệ, nhưng cũng biết thế nào là đại nghĩa, Tần Tư Dũng tạo phản, chắc chắn sẽ khai chiến với triều đình, đến lúc đó chiến hỏa liên miên, dân chúng gặp nạn, tướng quân trợ trụ vi ngược chính là bất trung với vua, cũng là bất trung với dân, càng tệ hơn là lúc đại đường chúng ta tự đánh nhau, thì người Hồ sẽ thừa dịp xâm phạm, đại đường sẽ có nguy cơ mất nước. Tướng quân nhẫn tâm nhìn cơ nghiệp mấy trăm năm của đại đường bị hủy trong tay mình. Lúc Ngô Khải chuẩn bị mở miệng, Triệu Trầm ném một cuộn thánh chỉ màu vàng xuống bàn, đây là Hoàng thượng ra lệnh cho ta truyền cho tướng quân. Sau khi tướng quân xem xong thì cho ta một câu trả lời thuyết phục. Hành động của Triệu Trầm liền mạch dứt khoát, Ngô Khải bị khí thế của Triệu Trầm làm cho sợ hãi, do dự một chút rồi cầm lấy thánh chỉ. Triệu Trầm đúng lúc nói, chỉ cần tướng quân giết Tần Tư Dũng, tướng quân sẽ là Trấn Bắc tướng quân mới. Tướng quân không cần hoài nghi sau khi chuyện này, thành công Hoàng thượng sẽ thu hồi lại ý chỉ, Hoàng thượng là minh quân, biết suy tính cho đại cục ở biên quan. Tướng quân đóng giữ ở Tây Bắc nhiều năm, đối với quân tình ở Tây Bắc rõ như lòng bàn tay, ngoại trừ tướng quân, không còn người nào có thể đảm nhiệm chức vụ Trấn Bắc tướng quân, chẳng lẽ Hoàng thượng cho rằng Trấn Bắc tướng quân chết đi thì biên quan sẽ ổn định? Ngô Khải đứng lên, khinh thường ném thánh chỉ lên trên bàn, nhìn thẳng Triệu Trầm nói, vô cùng ngu xuẩn, Trấn Bắc tướng quân có thể chỉ huy 15 vạn hùng binh, không phải dựa vào danh hiệu Hoàng thượng phong, mà dựa vào chính bản thân ngài ấy. Nếu Trấn Bắc tướng quân có chết thật đi nữa, dù là ta, cũng không có khả năng trấn áp được tướng sĩ lớn nhỏ ở Tây Bắc. Hơn nữa, ngươi luôn mồm nói Trấn Bắc tướng quân muốn tạo phản, vậy ta nói cho ngươi biết, chỉ cần Hoàng thượng không làm chuyện ngu xuẩn, Trấn Bắc tướng quân tuyệt đối sẽ không làm phản, không ai quan tâm đến sự yên ổn của Tây Bắc hơn so với ngài ấy. Cái gì gọi là Hoàng thượng không làm chuyện ngu xuẩn? Triệu Trầm đến gần một bước. Nhìn Ngô Khải từ phía trên, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đầu tiên là Tần Tư Dũng nuôi dưỡng người của phe Tiền Thái Tử, sau đó lại nói dối biên quan bất ổn để từ chối về kinh, hắn làm như vậy, có để uy nghiêm của Hoàng gia trong mắt, hắn làm như vậy chính là tạo phản. Hoàng thượng phái binh thảo phạt là danh chính ngôn thuận. Giọng nói của Triệu Trầm tuy nhỏ, nhưng từng chữ như tiếng chuông vang. Ngô Khải không khỏi lui ra sau một bước. Trong đôi mắt vốn tỉnh táo rốt cuộc cũng lộ ra sự chột dạ,
liếc mắt nhìn Triệu Trầm, Ngô Khải quyết định không giải thích hộ Tần Tư Dũng, nhưng vẫn không chịu đồng ý giúp đỡ như cũ, xoay người muốn đi, cho dù như thế, vì sự an ổn của Tây Bắc, ta sẽ không mưu sát Trấn Bắc tướng quân, ngươi đi đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, cũng mời ngươi không nên làm khó một cô nương yếu đuối, tha mạng cho một kẻ địch muốn lấy mạng huynh đệ mà mình kính trọng nhất, đây đã là biến tướng của sự dao động. Triệu Trầm bước nhanh vài bước đến trước người Ngô Khải, tướng quân suy nghĩ vì đại cục thật khiến cho Lý Mộ khâm phục, nhưng tướng quân đã xem thường hoàng thượng phái Vũ Anh Hầu Triệu Trầm nhậm chức tổng binh thiểm Tây, chính là dự phòng Tây Bắc, có biến sau cái chết của Tần Tư Dũng thì triều đình có thể kịp thời can thiệp. Người Hồ cũng biết địa vị của Tần Tư Dũng chết, chắc chắn người Hồ chắc chắn sẽ dẫn binh đột kích, nếu sớm muộn gì cũng phải đánh một trận, không bằng tướng quân đổ tội danh mưu hại Tần Tư Dũng cho người Hồ, khi đó trong lòng tướng sĩ Tây Bắc sẽ tràn ngập phẫn uất, khởi binh tất thắng, tướng quân dẫn binh báo thù cho Tần Tư Dũng thắng trận, dễ dàng có được sự ủng hộ của mọi người. Nói hai ba câu, đã đánh tan những băn khoăn của Ngô Khải, điều còn lại chỉ là tình nghĩa huynh đệ. Ngô Khải nghĩ tới từng màn huyết chiến trên chiến trường của hắn và Tần Tư Dũng, sự do dự trong đôi mắt dần dần biến thành kiên định. Ngài ấy đã cứu ta nhiều lần, không có ngài ấy thì đã không có ta ngày hôm nay, trong vòng 3 ngày ngươi hãy lập tức rời khỏi Trương Dịch, nếu không ta sẽ đích thân mang binh lính bắt ngươi. Nói xong vòng qua Triệu Trầm đi ra cửa, không bị công danh lợi lộc rụ rỗ, Triệu Trầm thật lòng kính nể người nam nhân trước mắt. Chỉ là hắn có lập trường của hắn. Triệu Trầm xoay người, ngay trước khi Ngô Khải đặt tay lên chốt cửa thì mở miệng, tướng quân muốn giữ mạng của huynh đệ, chẳng lẽ muốn mấy tổ tôn 3 đời Phương nương tử phải mất mạng sao? Ngô Khải xoay mạnh người lại, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Trầm, ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Trầm cười nhẹ, năm đó Phương nương tử có thai, biết ở lại quê hương sẽ làm liên lụy đến đứa bé cũng bị người đời chê cười. Cho nên bà năn nỉ một khách thương giang nam mang bà rời đi, đến Tô Châu, cư ngụ trong một trấn nhỏ, nói là, trượng phu đã ra chiến trường, hiện nay nhi tử của Phương nương tử đã thành gia, cùng với thê tử hắn mở một tiệm mì Hoành Thánh, hai người đã có một nam một nữ, nhi tử đã 3 tuổi, nữ nhi mới đầy tháng, hắn đã làm tổ phụ. Ánh mắt Ngô Khải có chút đau xót, Triệu Trầm thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói. Lý Mộ biết dùng cái này để áp chế tướng quân là hành vi tiểu nhân, nhưng thân mang hoàng mệnh, đành phải ra hạ sách này, đây là tuyệt mệnh tán, người Hồ sẽ có động tĩnh, tướng quân chỉ chờ thời cơ ra tay là được, sau khi chuyện thành công, Lý Mộ chắc chắn sẽ đưa ra quyến của tướng quân hoàn hảo không chút tổn hại gì, đến bên cạnh ngài. Ngô Khải cúi đầu, nhìn độc dược trong tay nam nhân, là một quả cầu nhỏ bằng đồng, tách mở một cái, bột thuốc sẽ rơi ra. Một bên là mạng của huynh đệ, một bên là mạng của người thân, hắn nhắm mắt lại, trong 3 ngày việc sẽ thành, đợi Tây Bắc hoàn toàn khôi phục yên ổn, hy vọng ngươi nói được làm được. Lý Mộ lấy mạng cam đoan với tướng quân, quả cầu nhỏ bằng đồng bị người ta lấy đi. Triệu Trầm ôm quyền với nam nhân, sau đó chỉ vào thánh chỉ trên bàn nói, Trấn Bắc tướng quân bị người Hồ ám hại, việc này truyền về kinh thành vừa đến vừa đi cũng mất 6 ngày. 6 ngày sau sẽ có công công đến Trương Dịch tuyên chỉ, Lý Mộ chúc mừng tướng quân trước. Ngô Khải không thèm nhìn đến thánh chỉ kia, mặt lạnh rời đi. Triệu Trầm thở phào một hơi, ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã cùng với Trần Bình thúc ngựa rời khỏi Trương Dịch, lúc tới đoàn xe đi chậm rãi, lúc về tuần mã chạy như bay, không đến 2 ngày đã vào biên cảnh thiểm Tây. Hoàng hôn buông xuống, Triệu Trầm ghìm ngựa dừng lại. Ngô Khải, hẳn là đã ra tay rồi nhỉ? Trương Dịch, phủ Trấn Bắc tướng quân, trong thư phòng, Tần Tư Dũng tê liệt ngã xuống trên ghế dựa, bụng như bị dao đâm, hắn lau máu tươi trên khóe miệng, dùng hết sức để quay đầu, hỏi người huynh đệ đang quỳ, hoàng thượng cho, ngươi cái gì, vinh hoa phú quý? Ngô Khải ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt, phương nương ở trong tay bọn họ, tướng quân, đệ đã có nhi tử, còn có một đứa cháu gái mới đầy tháng. Phương nương Tần Tư Dũng cười. Giống như nhìn thấy thê tử và nữ nhi đã qua đời ngày càng gần, hắn nhìn huynh đệ của mình, nếu như vậy, ta không trách người, nếu là ta, cũng sẽ tự mình, hứa với ta một việc. Ngô Khải khóc bò đến trước người Tần Tư Dũng, nắm tay Tần Tư Dũng khóc không thành tiếng, tướng quân mời nói, tự mình có chết vạn lần cũng không chối từ. Ánh mắt Tần Tư Dũng đã tan rã,
hơi thở mong manh, bảo vệ Tây Bắc, không giao, người hồ bàn tay nắm tay Ngô Khải đột nhiên rũ xuống, Ngô Khải sửng sốt, ngay sau đó tựa đầu trên đùi nam nhân khóc giống lên, tướng quân yên tâm, Tây Bắc còn, mà tướng còn, Tây Bắc vong, mà tướng cũng vong, cuối tháng 8, trấn Bắc tướng quân Tần Tư Dũng bi thảm bị người hồ ám hại, trúng độc mà chết. Tướng sĩ Tây Bắc lòng đầy phẫn nộ, tuyên bố báo thù cho tướng quân, tin tức truyền đến kinh thành, Đường Văn Đế vô cùng đau đớn, ngay trong đêm đó hạ chỉ cho Ngô Khải tạm giữ chức trấn Bắc, tướng quân dẫn binh tấn công người Hồ, sau khi chiến thắng sẽ chính thức sắc phong, lại ra lệnh triệu trầm tổng binh Thiểm Tây trợ giúp cho Ngô Khải. Bên kia người Hồ đang ăn mừng trước cái chết của Tần Tư Dũng, còn chưa kịp bàn bạc xong khi nào sẽ đến khiêu khích đám binh sĩ Tây Bắc. 20 vạn đại quân Đại Đường đã tấn công đến, người Hồ vẫn luôn nhìn chằm chằm Đại Đường, cứ cách 2-3 năm lại xuất binh quấy rầy một lượt, tiên đế hoa mắt ù tai mới trọng dụng ngoại thích, nhưng quả thật Tần gia cũng canh giữ Tây Bắc chặt chẽ, cũng chính là Tần Tư Dũng trấn thủ Tây Bắc, mới khiến cho người Hồ không dám nhân cơ hội Đường Văn Đế mới đăng cơ, lúc triều đình còn chưa ổn định mà xuất binh xâm phạm, dù sao sớm hay muộn gì cũng phải đánh một trận, hiện nay lại mưa thuận gió hòa làm cho lương thảo sung túc, Đường Văn Đế nghe theo kế một hòn đá ném hai con chim nhạn, cổ phụ tử Triệu Duẫn Đình, giá họa cái chết của Tần Tư Dũng lên người Hồ, mà tin tức từ tiền tuyến Tây Bắc truyền về nói Ngô Khải và Triệu Trầm đã liên tiếp đánh bại người Hồ đã chứng thực quyết định lần này của hắn là anh minh, tuy rằng tướng sĩ Tây Bắc, bởi vì cái chết của Tần Tư Dũng mới có sĩ khí như vậy thì sao chứ, chỉ cần có thể đánh thắng trận, chỉ cần có thể nâng cao uy thế Đại Đường, đặc biệt là trong khi hắn còn đang tại vị, hắn chỉ để ý đến kết quả, không quan tâm đến quá trình, chỉ cần người cuối cùng được lợi là hắn, là Đại Đường là được. Trong tháng chạp, triều đình sắp bước vào kỳ nghỉ dài, đại quân Tây Bắc chuẩn bị tấn công người Hồ ở Mạc Nam và Vương Đình, Đường Văn Đế hạ chỉ thừa thắng xông lên, ra lệnh cho đại quân trực tiếp đẩy lui người Hồ đến địa phận Mạc Bắc. Sau kỳ nghỉ dài, cuối cùng Đường Văn Đế cũng nhẹ nhõm. Một thời gian, nửa năm nay đều lo lắng chuyện ở Tây Bắc, ngày thường cũng không được nghỉ ngơi thật tốt, biết Hoàng hậu gọi Hoàng trưởng tôn vào Phượng Nghi Cung, nghĩ tới bản thân mình cũng đã lâu rồi chưa gặp Hoàng trưởng tôn, Đường Văn Đế lập tức di giá đến Phượng Nghi Cung, Hoàng hậu dẫn Phúc Ca Nhi đi ra ngoài điện nghênh giá, Đường Văn Đế miễn lễ, nắm tay Hoàng trưởng tôn đi vào trong, hòa ái hỏi cậu vừa rồi đang làm gì, Phúc Ca Nhi ngoan ngoãn đáp, tôn nhi đang chơi cờ với hoàng tổ mẫu, Đường Văn Đế vui vẻ, quả nhiên thấy trên tháp đang bày bàn cờ, hắn quay đầu lại hỏi hoàng hậu, chấm nhớ rõ nàng không biết chơi cờ, thế nào, sẽ không phải là Phúc Ca Nhi đều thắng đấy chứ, hoàng hậu giả vờ lườm trượng phu, đợi cung nữ cởi giày cho Phúc Ca Nhi xong, bà để cho Phúc Ca Nhi ngồi vào vị trí chơi cờ lúc nãy, còn mình thì ngồi bên cạnh cháu trai, cười nhìn Đường Văn Đế, vâng, thần thiếp không thể thắng cháu trai được. Kỳ nghệ của hoàng thượng cao siêu, thay thần thiếp thắng lại được không? Phúc Ca Nhi nhìn tổ mẫu, không nói gì, quay lại lẳng lặng nhìn bàn cờ. Đường Văn Đế đương nhiên biết những lời hoàng hậu nói đều là nói đùa, dù Phúc Ca Nhi thông minh thì cũng chỉ là một đứa bé, sao biết đánh cờ gì chứ, nhưng hắn vẫn cởi giày ngồi đối diện với hoàng trưởng tôn, cùng cháu trai đánh cờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phúc Ca Nhi đanh lại, cực kỳ nghiêm túc. Đường Văn Đế và hoàng hậu nhìn nhau, không hẹn, mà cùng cười, lại cùng cố ý làm dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ đánh cờ. Phúc Ca Nhi thật thông minh, ngay cả hoàng tổ phụ cũng đánh thắng. Một ván cờ kết thúc, Đường Văn Đế cười ha hả nói, Phúc Ca Nhi không có một chút vui vẻ, hoàng tổ phụ cố ý nhường cho Tôn Nhi. Đường Văn Đế nhìn khuôn mặt lớn chừng bàn tay của cháu trai, vẫy tay để cậu ngồi xuống cạnh mình, cúi đầu hỏi cậu, vì sao nói như vậy? Không nên tùy tiện nói oan cho tổ phục chứ, Phúc Ca Nhi có chứng cứ chứng. Minh hoàng tổ phụ cố ý thua không, Phúc Ca Nhi đưa mắt nhìn Đường Văn Đế, nghiêm trang nói, phụ vương nói tài đánh cờ của người là do hoàng tổ phụ dạy, Tôn Nhi chưa từng thắng phụ thân, sao có thể thắng hoàng tổ phụ. Đường Văn Đế sững sờ một chút, lập tức cao giọng cười to, ôm lấy Phúc Ca Nhi vui vẻ, Phúc Ca Nhi thật thông minh. Lần này là hoàng tổ phụ không đúng, mấy năm nữa Phúc Ca Nhi lớn lên, hoàng tổ phụ sẽ đánh cờ với Phúc Ca Nhi thật nghiêm túc được không? Phúc Ca Nhi nghiêm túc gật đầu, Đường Văn Đế sờ đầu trưởng tôn, lại tiếp tục ngồi một lát liền đi, ra khỏi cung Phượng Nghi,
Đường Văn Đế chợt nghĩ tới một chuyện, tháng trước trưởng tử của Khang Vương bị tiêu chảy, giờ đã khỏe chưa? Ngụy Nguyên cười trả lời, bẩm hoàng thượng, đã khỏe ạ, thái y còn nói thân thể tam hoàng tôn khỏe mạnh, chỉ cần Biên Ma Ma ở bên cạnh tập nói chuyện nhiều, sau khi tròn tuổi hẳn là có thể gọi hoàng tổ phụ, cháu trai không bị tật nói lắp như nhi. Tử thứ tư, Đường Văn Đế thực sự rất vui mừng, chỉ là nghe thấy tam hoàng tôn, lại nhớ đến nhị hoàng tôn, đó là trưởng tử của nhi tử hắn coi trọng nhất, bởi vì năm ngoái lão tam kết bè kết cánh, nên hắn mới phạt lão đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một năm, lúc nhị hoàng tôn ra đời hắn cũng không tuyên tiến cung để gặp mặt. Tính toán thời gian, nhị hoàng tôn sinh ra vào khoảng giữa tháng tư, giờ chắc đã có thể bò rồi nhỉ. Bước chân Đường Văn Đế chậm lại, nghi ngờ hỏi, hạn cấm túc của Thanh Quận Vương đã hết, hai tháng này hắn đã làm gì? Ngụy Nguyên hơi hơi trầm ngâm, liếc xem thần sắc Đường Văn Đế, cung kính nói, dạ bẩm, nghe nói quận vương tự biết phụ kỳ vọng cao của hoàng thượng, sau khi hết thời gian cấm túc vẫn đóng cửa như cũ không ra ngoài, cũng chưa từng mở cửa tiếp khách, chỉ có hiền phi nương nương mỗi tháng đều phái người đi đón nhị hoàng tôn vào cung. Đường Văn Đế hoàn toàn đứng lại, hiền phi, hắn cũng hơn một năm không gặp hiền phi. Rồi, trước đó ngũ hoàng tử cũng cầu tình cho mẫu phi vài lần, hắn đều không để ý đến, khi nào thì Chiêu Dương cung đi đón nhị hoàng tôn. Đường Văn Đế khoanh tay đứng ở trước hành lang, nhẹ giọng hỏi, Ngụy Nguyên đã hầu hạ bên cạnh hoàng thượng hơn 30 năm, sao có thể không hiểu tâm tư lúc này của hoàng thượng chứ? Cười nói, hoàng thượng hỏi thật đúng, lão nô nghe nói sáng sớm hôm nay nương nương đã đón nhị hoàng tôn vào cung rồi. Đường Văn Đế ừ một tiếng, nhưng không nói gì, vốn hắn định về Sùng Chính Điện, bây giờ lại chuyển hướng về phía Chiêu Dương cung. Ngụy Nguyên khom người đi theo phía sau Đường Văn Đế. Khi đến Chiêu Dương cung, hắn nhìn Đường Văn Đế, thức thời lắc đầu với bọn thái giám cung nữ đang chuẩn bị đi vào trong truyền tin. Càng đến gần nội điện, bước chân Đường Văn Đế không tự chủ nhẹ lại. Bên trong truyền ra tiếng cười trong trẻo của bé trai, còn có tiếng hiền phi mềm mại trêu đùa, Hoành Ca Nhi bỏ về bên này, tổ mẫu đang ở đây này, giọng nói dịu dàng, Đường Văn Đế có thể tưởng tượng ra nụ cười trên mặt hiền phi, trong lòng hắn cảm thấy mềm nhũn, nhanh chân đi vào, cung nữ trong phòng giật nảy cả mình, nhao nhao quỳ xuống, hiền phi nghe thấy động tĩnh, trước tiên ôm nhị hoàng tôn đang bò đến trước người mình vào trong lòng, sau đó mới xoay người hành lễ, ánh mắt không nhìn Đường Văn Đế nhưng hốc mắt dần đỏ lên, Đường Văn Đế kìm lòng không được, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, sau khi các cung nữ đi ra ngoài, hắn đi đến trước người hiền phi, nhìn bé trai trong lòng bà, nó gọi là Hoành Ca Nhi sao, nhị hoàng tôn sợ người lạ, rúc vào trong lòng tổ mẫu, hiền phi cũng không nhịn được nữa, xoay người đặt cháu trai lên trên tháp, cầm lấy khăn, khóc lên, hoàng thượng thật là nhẫn tâm, ngay cả cháu trai mình đã 8 tháng gọi là gì cũng không biết, nhớ ngày đó hoàng hậu có hoàng trưởng tôn, thần thiếp hâm mộ không hết. Hoàng thượng còn an ủi khuyên, giải thần thiếp không cần phải vội, còn cùng với thần thiếp suy nghĩ nhũ danh cho cháu trai, bây giờ tốt rồi, chỉ thời gian ngắn ngủi một năm, cảnh còn người mất, nếu hoàng thượng đã chán ghét thần thiếp, còn đến nơi này làm gì, bà khóc, nhị hoàng tôn cũng khóc theo, đừng khóc, nàng làm Hoành Ca Nhi sợ cũng khóc theo rồi. Đường Văn Đế thở dài một tiếng, gọi nhũ mẫu vào bế nhị hoàng tôn đi. Thế này mới ôm sủng phi đã gầy đi không ít vào trong ngực dỗ, ai nói chấm chán, ghét nàng chứ, nếu thật sự chán ghét, khi chấm phạt lão tam sao lại không phạt nàng, ngay cả lão tam, hắn cũng không muốn phạt nặng, chỉ muốn cho hắn biết chút dạy dỗ mà thôi, làm cho hắn nhớ có những thứ chỉ có thể do phụ hoàng cho, hắn không thể có suy nghĩ cưỡng đoạt, vậy hoàng thượng cứ phạt thần thiếp đi, người đẩy thần thiếp vào trong lãnh cung đi, như vậy thần thiếp cũng không cần phải ôm hy vọng cứ ngây ngốc như vậy đợi người một năm nay. Hiền phi trốn trong ngực nam nhân khóc, một tay nắm chặt dùng sức đánh mạnh vào trong ngực nam nhân, thần thiếp biết mình đã sai, không nên có ý niệm không nên có, nhưng thần thiếp đã biết sai rồi, tại sao lâu như vậy mà người còn chưa chịu tha thứ cho thần thiếp một năm đó, người hàng đêm hoan ca, có từng nghĩ tới thần thiếp đã trải qua như thế nào, nếu sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước thần thiếp đã không trao trái tim cho người rồi, an an phận phận làm một chắc phi hiểu quy củ bà lại bắt đầu cãi bừa, nhưng hết lần này tới lần khác Đường Văn Đế lại thích nhất dáng vẻ này, trong cung nhiều nữ nhân như vậy, cũng chỉ có bà dám coi hắn như một nam nhân bình thường mà làm núng đùa giỡn,
biết lúc Sùng Phi khóc nháo lên thì nói gì cũng không nghe, Đường Văn Đế bèn ôm lấy người đi vào nội thất, dứt khoát động thủ chứ không động khẩu. Có lẽ do tâm trạng, cũng có thể do thân thể của hai người quá phù hợp, Đường Văn Đế đã gần 50 tuổi đánh một trận kéo dài thời gian hơn thường lệ, có được sự thỏa mãn cùng vui sướng còn nhiều hơn so với những mỹ nữ mới tiến cung. Bởi vậy ba đêm liên tục Đường Văn Đế đều ngủ tại Chiêu Dương Cung, còn dành ra một ngày cùng Hiền Phi chơi đùa với Nhị Hoàng Tôn. Mấy ngày sau, Đường Văn Đế cho gọi Tam Nhi Tử là Thanh Quận Vương vào cung dạy bảo một lúc, Thanh Quận Vương nhiều lần hối lỗi, tỏ vẻ đã biết sai, cam đoan sau này sẽ chuyên tâm phụ giúp Thái Tử. Đường Văn Đế rất hài lòng, tuy không hoàn toàn tin tưởng Thanh Quận Vương nhưng cũng tin được 7 phần. Thứ nhất, hắn không phải là tiên đế. Nhi tử cũng biết hắn không phải là người dễ bị lừa gạt, sau này chắc chắn không dám dở trò. Thứ hai, trước đây vị trí thái tử còn chưa xác định, Thanh Quận Vương mới có thể động tâm, bây giờ ngôi vị thái tử đã định, hắn cũng nên hết hy vọng. Thứ ba, Thanh Quận Vương dù sao cũng là do đích thân hắn nuôi lớn, cũng là người con hắn thích nhất, hắn muốn cho nhi tử một cơ hội để hối cải, cơ hội thay đổi bản thân. Cung yến đêm trừ tịch, Thanh Quận Vương bị phạt đóng cửa kiểm điểm một năm, rốt cuộc cũng tham dự lần nữa, nâng cốc nói lời chúc mừng với Thái Tử và Khang Vương, huynh đệ tình thâm, hắn nói cười cười, mặc kệ trong lòng các con em tôn thất khác nghĩ như thế nào, trên mặt đều tỏ vẻ thân thiết nói chuyện với hắn. Đường Anh tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng bối phận lại cao, các hoàng tử đều phải mời rượu hắn, đến phiên Thanh Quận Vương, Đường Anh cười, vừa chạm cốc vừa dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được. Nói, là người nhận bổng lộc của triều đình, tiểu thúc ở vị trí này, hoàng thượng bảo ta tra cái gì thì ta phải tra cái đó, lão tam sẽ không trách ta chứ. Thanh Quận Vương mỉm cười, sao tiểu thúc sao lại nói như vậy, nếu ta không làm sai, tiểu thúc muốn tra cũng tra không được. Tính lại, ta đã biết sai, tiểu thúc đừng chê cười ta nữa, chuyện trước đây chúng ta coi như chưa từng xảy ra, được chứ. Đường Anh gật đầu, nâng cốc uống cạn. Thanh Quận Vương cũng uống không còn một giọt, khi xoay người muốn đi, lại nghe thấy Đường Anh cố ý đè thấp âm lượng truyền vào trong tai. Thật ra trước khi tra xét những vụ án nhỏ kia, hoàng thượng bảo ta điều tra hai chuyện, chuyện ở cửa hàng điêu khắc và chuyện đèn lâu. Nếu lão tam đã đắc tội với người nào, cần phải ngã một lần khôn hơn một chút. Bước chân Thanh Quận Vương dừng lại, vốn hắn cho rằng phụ hoàng phạt hắn là bởi vì quá nhiều triều thần ủng hộ hắn làm thái tử, không ngờ có người lại nói ra ý đồ hắn có ý kết bè kết phái đến tai phụ hoàng, khiến cho phụ hoàng hoàn toàn không thích hắn. Quách Tử Kính, Triệu Trầm, các ngươi cho rằng lập được mấy cái công lao thì sẽ được phụ hoàng tin tưởng sao, có thể đấu với một hoàng tử như hắn sao? Hắn cười lạnh rời đi. Đường Anh đưa mắt nhìn Thanh Quận Vương đi vào trong đám người, cười xoay người, tới chào hỏi với Khang Vương, tâm trạng thật tốt, nhẹ nhàng nói một câu, vừa có thể thuận nước đẩy thuyền, lại vừa có thể làm cho một số người mà hắn cảm thấy không vừa mắt gặp phiền phức, tại sao lại không làm? Về phần cuối cùng là, Thanh Quận Vương rửa sạch được nhục nhã hay hai người kia vẫn tiếp tục nở mày nở mặt, hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn ở một bên xem chuyện vui. Giao thừa năm nay, A Kết dẫn bọn nhỏ về phủ Duyên Bình Hầu, bất kể nói thế nào, Triệu Trầm chỉ là phân phủ gia ở riêng, quan hệ phụ tử không hề căng thẳng, bình thường A Kết không qua đây cũng không sao, ăn Tết cũng không tới, quả thật có chút không còn gì để nói. Năm ngoái thái độ của Triệu Trầm kiên quyết, năm nay cha chồng cho quản sự Triệu Nguyên qua mời nhiều lần, sáng sớm lại tới đón người, A Kết không tiện từ chối. Hơn nữa, từ sau Trung Thu cha chồng vẫn chưa gặp lại ba đứa cháu, Bình Ca Nhi và An Ca Nhi còn nhỏ nên không biết nhớ, nhưng Sán Sán lại rất nhớ tổ phụ. Về phần mẹ chồng, cha chồng có mời, mẹ chồng không đi, dù sao, lúc này trên danh nghĩa bà chỉ là nghĩa mẫu của phu thê bọn họ, cơm chiều vẫn ăn ở Vinh Thọ Đường như trước kia. Đã rất lâu rồi A Kết chưa gặp lại Thái Phu Nhân, lần này gặp lại, nàng có chút không thể tin được, Thái Phu Nhân gầy đi rất nhiều, khuôn mặt trước đây còn hồng hào giờ trở nên khô cằn, trên mặt cũng có nhiều nếp nhăn sâu hơn. Mấy mẹ con nàng vừa tới, Thái Phu Nhân liền đứng dậy đi đến chỗ trước xe đẩy của hai đứa chắc trai, nhìn Bình Ca Nhi và An Ca Nhi không rời, cười không khép miệng, đây hẳn là Bình Ca Nhi, mọi người đều nói đôi mắt của nó giống cha, quả nhiên là rất giống, An Ca Nhi cũng rất đẹp, đều đẹp. Nói xong khóc lên. Triệu Duẫn Đình vội vàng tiến tới trấn an,
Thái phu nhân dường như sợ hãi không có nhiều thời gian ngắm nhìn, rất nhanh đã ngừng khóc, cẩn thận hỏi A Kết là bà có thể bế một trong hai đứa chắc trai không. Trong phút chốc, nhìn lão nhân ra lệ đong đầy trong đôi mắt, A Kết đã tin tưởng thái phu nhân thật sự yêu thích hai đứa chắc trai này. A Kết không do dự quá lâu, nàng bế lấy bình ca nhi trước, đứng ở trước người thái phu nhân đưa cậu bé cho bà. Thái phu nhân đã hơn 60, nhìn bà đã già thành như vậy, khí sắc còn không bằng Lý lão thái quân, còn có thể sống được mấy năm nữa, A Kết sẽ không chuyển về bên này sống, cũng sẽ không thường đưa hai nhi tử về đây cho thái phu nhân, nhưng hiếm khi gặp được một lần, thái phu nhân lại thật lòng ăn năn, A Kết không đành lòng từ chối yêu cầu đơn giản như vậy của một lão nhân. Nước mắt thái phu nhân lại chảy ra, đi lại gần rồi cẩn thận từng ly từng tí đón lấy bình ca nhi. Bình ca nhi có chút sợ người lạ, lui vào trong ngực mẫu thân, không chịu cho thái phu nhân bế, A Kết dỗ vài lần cũng không được. Thái phu nhân vươn tay đợi một lát, ánh mắt dần dần ảm đạm, thu tay lại, nói, thôi thôi, là do ta tạo quá nhiều nghiệp chướng, xứng đáng phải chịu báo ứng này. Hồ đổ cả đời, khi sắp xuống lỗ, thấy nhà người khác có mẹ hiền con ngoan, mới biết mình đã phạm phải sai lầm gì. A Kết nhìn về phía cha chồng, Triệu Duẫn Đình lắc đầu với nàng, A Kết đặt bình ca nhi trở về nằm cạnh An Ca Nhi. An Ca Nhi quay đầu a a với ca ca vài tiếng, bình ca nhi ôm lấy quả cầu bên cạnh nhét vào trong ngực đệ đệ. Hai tiểu tử vẫn chơi đùa giống như bình thường, khóe miệng thái phu nhân lại cong lên, chăm chú nhìn vào hai đứa chắc trai không nỡ rời mắt. Sán Sán đứng bên cạnh mẫu thân, mắt to, vẫn chăm chú nhìn thái phu nhân, dần dần thái phu nhân nhận ra, quay đầu nhìn bé. Sán Sán trốn về phía sau mẫu thân, lúc thái phu nhân muốn rời ánh mắt, bé nhịn không được, hỏi, bà cố muốn ôm Sán Sán không? Sán Sán cho bà cố ôm, Sán Sán thích tổ phụ, bà cố lại là mẫu thân của tổ phụ, hẳn là thân thích của bé rồi. Tiểu cô nương cái gì cũng không biết người bà cố này, của bé thường khắp nơi gây khó dễ cho người mẫu thân yêu quý nhất của bé, không biết bà từng muốn cưới thê tử khác cho phụ thân, càng không biết bởi vì bà cố muốn cướp bé đi, phụ thân mới hoàn toàn hận bà. Bé chỉ không hiểu tại sao bà cố chỉ muốn ôm hai người đệ đệ, mà không muốn ôm bé, cũng vì điều này mà bé cảm thấy khổ sở, giống như thái phu nhân hiểu được. Trên mặt giống như là bị người ta cho một cái bạt tay, lúc mọi người đều chán ghét bà, chắc gái của bà còn mong chờ được bà ôm, cố nén nước mắt, thái phu nhân khom người, chậm rãi bế tiểu cô nương lên, Sán Sán. Đẹp như vậy, dĩ nhiên là bà cố muốn bế rồi. Sán Sán rất vui, quay đầu cười với mẫu thân, trong lòng A Kết phức tạp, đón lấy nữ nhi thả xuống đất. Sán Sán quá nặng, bà cố bế không nổi, Sán Sán ngoan ngoãn gật đầu. Thái phu nhân sờ đầu tiểu cô nương, muốn mời mọi người qua trước bàn ngồi xuống, lại liếc thấy hai đứa bé bên trong xe đẩy đều đang nhìn mình. Sau một lúc đứng yên, thái phu nhân quyết tâm, lần nữa đưa tay với bình ca nhi cho bà cổ ôm một cái. Bình ca nhi nhìn tỉ tỉ, vươn tay với lão phu nhân, thái phu nhân rất vui mừng, bế bình ca nhi một chút rồi lại đi bế An ca nhi. Ca ca và tỉ tỉ đều cho ôm, An ca nhi cũng không kháng cự. Bên kia Triệu Thanh chỉ bế cháu gái, hắn không đến gần hai đứa cháu trai, đến đó phải là người lớn, Triệu Nghi lại không có nhiều băn khoăn như vậy, nàng tận tình bế cháu trai và cháu gái, không nỡ buông tay. Lúc ăn cơm tối, lần đầu tiên trong nhiều năm như vậy Trần Duẫn Đình đã phá vỡ quy củ lúc ăn cơm không nói chuyện ở Vinh Thọ Đường, khiến cho bữa cơm trừ tịch này rốt cuộc cũng có không khí hơn. Sau khi ăn xong, A Kết đưa ba đứa nhỏ về Vọng Trúc Hiên. Bên này tưởng mama đã sớm cho người lại đây quét dọn, khung cảnh vẫn y như trước đây, bởi vì Bình Ca Nhi và An Ca Nhi đã có thể ngoan ngoãn ngủ vào buổi tối, Sán Sán đã chuyển về phòng của mẫu thân, ngủ cùng với mẫu thân và hai đệ đệ, đợi mẫu thân cho đệ đệ ngủ xong, sẽ đến lượt bé, Sán Sán muốn mẫu thân xoay người lại ôm bé, kể chuyện cho bé nghe, thân thể của nữ nhi rất ấm áp, trong lòng A Kết cảm thấy mềm mại. Nhỏ giọng thầm thì kể cho bé nghe chuyện phụ thân cưỡi ngựa đánh thắng trận, nhưng lại không biết, xe ngựa có dấu hiệu của phủ Võ Anh Hầu chở mẫu tử các nàng đến đây, lặng lẽ đi ra khỏi phủ Duyên Bình Hầu, đến phủ Võ Anh Hầu, gã canh cửa vốn đã ngủ vừa nhìn là biết xe ngựa nhà mình, không ngừng bận rộn mở cửa, còn nhỏ giọng hỏi phu xe, không phải nói đêm nay ở bên
kia sao, đại tiểu thư làm rơi đổ ở chỗ thái thái, sáng mai phải dùng, phái Thúy Ngọc cô nương về lấy, trước tiên ngươi cứ canh giữ ở đây, ta đưa Thúy Ngọc cô nương đến trước cửa viện của thái thái, sẽ nhanh chóng đi ra, phu xe dặn dò đơn giản, nói xong cũng trực tiếp đi vào, cửa viện của Ninh Thị đã khóa, bà mụ giữ cửa nghe thấy tiếng động liền đi ra mở cửa, vừa nghe thấy giọng nói của Triệu Duẫn Đình, nhất thời không dám tự ý mở cửa, vội vàng sai người vào bên trong hỏi. Thái thái, hiện tại người Ninh Thị dùng bên này đều là người từng hầu hạ bà ở Đăng Châu, cũng là người do Triệu Duẫn Đình sắp xếp lúc đầu, biết rõ mối quan hệ của hai người, không cảm thấy kinh ngạc. Ninh Thị đã nằm nghỉ, nghe Vấn Mai báo Triệu Duẫn Đình tới, nghĩ tới một năm nay nam nhân kia đều an phận, muộn thế này còn qua đây chắc là có việc gấp, lại nghĩ đến nhi tử đang ở Tây Bắc xa xôi, liền hết cả buồn ngủ, sai Vấn Mai ra ngoài đón người, còn mình thì nhanh chóng mặc quần áo vào, búi tóc đơn giản rồi đi ra gian ngoài chờ hắn. Có phải Thừa Viễn đã xảy ra chuyện gì không? Triệu Duẫn Đình vừa đi vào, Ninh Thị liền lo lắng hỏi. Triệu Duẫn Đình nhìn lướt qua cửa nội thất, ý bảo Vấn Mai dâng trà xong thì đi ra ngoài, Vấn Mai không cần nhắc cũng biết, cúi đầu đi, trong phòng chỉ còn phu thê hai người, Triệu Duẫn Đình vừa cởi áo choàng vừa nhỏ giọng nói, Thừa Viễn không có việc gì, nàng đừng nghĩ nhiều, ta qua đây nói với nàng một chuyện khác, liên quan tới nhạc phụ nhạc mẫu, nhi tử bình an vô sự. Ninh Thị yên lòng, muốn ngồi đối diện nói chuyện với hắn, Triệu Duẫn Đình lại túm lấy tay bà, ngay sau đó liền bế bà ôm vào lòng, bước nhanh vào nội thất, bên ngoài lạnh lẽo, nhìn sắc mặt của nàng chắc là vừa mới từ trong chăn ra đúng không, vậy chúng ta nằm nói, đừng để bị lạnh. Ninh Thị nhìn vào lồng ngực của hắn, chàng có biết bây giờ mình đang làm cái gì không? Triệu Duẫn Đình đặt người ngồi lên giường, nâng cầm Ninh Thị lên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của bà, biết, lúc đón nàng hồi kinh ta đã nói qua, sau này đêm trừ tịch hàng năm ta đều sẽ ở cạnh nàng, đêm nay cũng không ngoại lệ, nàng cứ yên tâm, ta lấy cớ là Thúy Ngọc cần trở về lấy đồ cho San San để đến đây, sáng mai cũng sẽ dùng lý do đó để quay về. Ninh Thị không nói gì nữa, vừa rồi tình thế cấp bách, bà quên mất đêm trừ tịch năm ngoài hắn cũng giả trang thành gã sai vặt chạy vào viện nói có việc cần báo. Triệu Duẫn Đình đối với mình có bao nhiêu cố chấp, Ninh Thị đã sớm biết, nhiều năm như vậy đều tới, không chỉ có mỗi đêm nay, không cần thiết bởi vì đêm nay mà gây sự. Ninh Thị ngồi bất động, Triệu Duẫn Đình cởi áo khoác của mình xong rồi lên giường cởi giúp bà, sau khi hai người nằm xuống, Triệu Duẫn Đình ôm thật chặt thê tử đã một năm không chạm qua, hít thật sâu nghe mùi hoa lan quen thuộc trên người bà, lan dung, thật sự là nàng quen hàng đêm ngủ một mình rồi. Sao, hắn thì không quen được, mỗi đêm nghĩ đến bà rất lâu hắn mới ngủ được. Ninh Thị không để ý đến bàn tay đang đặt trên ngực mình, nhắm mắt lại nói, trước đó San San đều ngủ với thiếp, chàng nói đã có tin tức của phụ mẫu thiếp, rốt cuộc là chuyện gì, chính sự quan trọng. Triệu Duẫn Đình tạm thời thu lại tâm tình của mình, quay Ninh Thị lại ôm vào lòng, nói, năm đó mãi không tra ra được người hãm hại nhạc phụ đại nhân, không chừng đã bị người ta diệt khẩu rồi, tìm không thấy người sẽ không cách nào lật lại bản án của nhạc phụ được. Hoàng thượng hình như cũng không nghĩ tiên đế phán án oan, nhưng hoàng thượng đã nói, Thừa Viễn ở Nam Cương đã lập được công lớn, nếu lần này lập được công, hoàng thượng có thể đặc xá cho Ninh gia, để cho nam nhân của Ninh gia phục lại chức vị trước kia. Lan Dung, đợi mấy tháng nữa là nàng có thể gặp lại nhạc phụ và nhạc mẫu, làm phiền chàng. Ninh Thị nhẹ nhàng nói, bà nói lời thật lòng, tuy rằng cả Ninh gia vì Triệu Duẫn Đình mới gặp chuyện, nhưng nếu như Triệu Duẫn Đình không cố gắng vì bản thân, vì đòi lại công đạo cho Ninh gia, người nhà của bà không có cách nào để trở về, bà chỉ có thể tự trách một đời. Công lao lần này, Triệu Duẫn Đình đều nhường hết cho nhi tử. Ninh Thị đã nghe nhi tử nói qua, gia quyến của Ngô Khải là do Triệu Duẫn Đình tìm được. Triệu Duẫn Đình lại cười tự giễu, nàng nói những lời này quả thật là đã đánh vào mặt ta, hắn không thích nghe, Ninh Thị cũng sẽ không nói. Bầu không khí bỗng trở nên bế tắc, Triệu Duẫn Đình có chút hối hận, cúi đầu dỗ bà, Lan Dung, năm nay Triệu Thanh tham gia kỳ thi mùa xuân, học thức của hắn tốt, đậu tiến sĩ không thành vấn đề, sau đó hắn quyết định ra ngoài làm việc, Triệu Nghi cũng 14, đợi kỳ thi mùa xuân kết thúc, ta sẽ định hôn cho nó, năm nay sẽ gả đi. Lan Dung, mẫu thân cũng đã thật lòng hối hận,
chờ ta được nhạc phụ và nhạc mẫu tha thứ, nàng sẽ tái giá với ta được. Không, chúng ta lại sinh một đứa con, cũng giống như năm đó, một lần nữa bắt đầu lại có được không? Lại là lời này, Ninh Thị bất đắc dĩ xoay người, thiếp nói một lần cuối, thiếp chỉ muốn sống cùng mấy người nhà Thừa Viễn thôi, sẽ không lại lời nói còn chưa hết, thân thể còn chưa xoay qua chỗ khác, đã bị nam nhân đè lên, giữ chặt lấy mặt mà hôn thật sâu, tay cũng thô bạo cởi quần áo của bà ra, tất cả đều quá quen thuộc, Ninh Thị không muốn thừa nhận, cảm giác của thân thể không lừa được bà mờ mịt nhìn nóc nhà. Không biết những nữ nhân khác lúc làm việc này có cảm giác gì, có lẽ do thể chất của bà đặc thù, có lẽ là do Triệu Duẫn Đình quá thủ đoạn, cũng có lẽ do bà đã lâu rồi không, Lan Dung, nàng cũng cảm thấy dễ chịu đúng hay không? Triệu Duẫn Đình chôn đầu trước ngực bà khàn giọng hỏi, Ninh Thị cắn môi không nói, chỉ khi nam nhân có ý muốn làm bước cuối, bà theo bản năng ngăn cản một chút, Triệu Duẫn Đình động thân một cái, lúc này mới vừa hôn vừa thì thầm vào tai bà. Lan Dung đừng sợ, ta sẽ không để cho nàng lại phải uống loại thuốc kia đâu, ta sẽ ra ở bên ngoài Lan Dung, trước khi nàng đồng ý gả cho ta sẽ không ép nàng phải sinh con đâu, Lan Dung, Lan Dung, ngoài đường thỉnh thoảng có tiếng pháo bay vào bầu trời đêm, liên tiếp vang vọng, sắp che đậy hết giọng nói khàn khàn si tình của nam nhân, bởi vì mồng hai muốn về nhà mẹ đẻ, buổi sáng mồng một tiến cung chúc Tết xong trở về, A Kết, liền mang các con lên xe ngựa. Nàng biết thái phu nhân không nỡ, năm nay mẹ chồng đã một mình trải qua đêm giao thừa, nàng muốn trước khi về nhà mẹ đẻ có nhiều thời gian ở bên cạnh mẹ chồng, về đến hầu phủ nhà mình, sáng sáng xuống xe trước, chạy đến phía sau xe ngựa lấy xe đẩy của hai đệ đệ đẩy lên phía trước, tưởng mama đã xuống xe, trước tiên là đặt bình ca nhi đã được bọc kín vào trong xe, sau đó đến an ca nhi, sáng sáng muốn đẩy hai đệ đệ đi, A Kết sợ bé còn nhỏ đi chưa? Vững, liền cùng đẩy với bé, vừa đi vừa dặn dò nữ nhi, lát nữa nhìn thấy tổ mẫu phải nhớ nói chúc Tết nha. Vâng, Sán Sán trả lời dứt khoát, chờ đến viện của Ninh Thị, tiểu cô nương bỏ mẫu thân lại, chạy vào trong trước, người còn trong sân đã lên tiếng chúc Tết tổ mẫu. Sán Sán về rồi, nhanh lại đây cho tổ mẫu bế một cái, năm mới đến Sán Sán của chúng ta lại thêm một tuổi, Ninh Thị cười ra đón. Sán Sán lập tức chạy về phía tổ mẫu, sau khi được tổ mẫu bế, bé ngoan ngoãn, nhìn tổ mẫu, nói, chúc tổ mẫu năm mới vui vẻ, thân thể an khang, càng ngày càng đẹp, nói xong thì hôn Ninh Thị một cái thật vang, nghe cháu gái nói lời ngon ngọt, Ninh Thị cho bé một phong bao đỏ lớn, sau đó bế cháu gái đi về phía con dâu, tại sao không đợi đến sau khi nghỉ trưa rồi về, A Kết nhìn hai đứa nhóc trong xe đẩy. Cười nói, Bình Ca Nhi và An Ca Nhi nhớ tổ mẫu, muốn con nhanh chóng dẫn bọn nó trở về, cháu cũng nhớ tổ mẫu, Sán Sán vội vàng nói, hai tay mắc, cầm phong bao không thể ôm tổ mẫu, liền dựa cái đầu nhỏ của mình vào bờ vai của tổ mẫu, để cho tổ mẫu biết là bé cũng nhớ bà, Ninh Thị hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu gái, giận dỗi nhìn con dâu, ta còn nói tại sao Sán Sán lại biết nói chuyện như vậy, thì ra là học theo con. A Kết cười làm lành, vừa cùng mẹ chồng đi vào bên trong, vừa quan sát tỉ mỉ Ninh Thị, hôm nay khí sắc của nương rất tốt, xem ra tối hôm qua nương ngủ rất ngon, mệt cho con còn sợ là nương ở một mình, không ngủ được, lúc này không phải là A Kết cố ý nói chuyện dỗ dành người ta, mẹ chồng năm nay 37 tuổi, bình thường được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 30, nhưng hôm nay màu da trắng sáng hồng hào, ánh mắt cũng lay động lòng người hơn thường ngày. Người quen biết vừa nhìn đã thấy sự khác biệt, tổ mẫu đẹp mắt, Sán Sán cũng nhìn chằm chằm vào tổ mẫu, nhìn rồi cười hì hì khen, Ninh Thị bày ra dáng vẻ không thể làm gì, được rồi, sáng sớm đã dùng lời ngon, tiếng ngọt để dỗ ta, không phải là muốn có thêm tiền mừng tuổi sao, Vân Mai, đi lấy cho hai vị thiếu gia và đại tiểu thư thêm một phong bao nữa, cũng chuẩn bị cho phu nhân một cái. Để xem có thể ngăn miệng của nó được không, Vấn Mai cười rời đi. A Kết hỏi nữ nhi, tổ mẫu muốn chặn miệng nương không cho nói chuyện, vậy Sán Sán làm gì để ngăn miệng tổ mẫu lại nào? Sán Sán nhìn mẫu thân, lại nghiêng đầu nhìn tổ mẫu, cười ha ha, cúi đầu xé phong bao lì xì trong tay ra, Ninh. Thị nhịn không được nhìn con dâu khen, Sán Sán lớn lên chắc chắn sẽ còn thông minh hơn cả cha nó. A Kết còn chưa lên tiếng, Sán Sán đột nhiên ngẩng đầu lên, cha sắp về sao, trong đôi mắt to tràn đầy khát vọng,
A Kết nghiêm túc nói với nữ nhi, sắc, trời ấm lên cha sẽ về, mang vải hoa đẹp mắt về cho San San may váy mới. Thật ra trong lòng nàng cũng không biết lúc nào trượng phu mới về. Năm mới vừa qua, Tây Bắc lại truyền về tin chiến thắng, hai người Triệu Trầm và Ngô Khải dẫn binh đánh người Hồ ở Mạc Nam và Vương Đình, ép người Hồ phách lối nhiều năm đến Mạc Bắc, người Hồ bị tổn thất nặng nề, Đường Văn Đế phái người có năng lực đến Tây Bắc, hiệp trợ hai người chỉnh đốn các bộ tộc ở Mạc Nam, sau khi ổn định, Triệu Trầm và Ngô Khải lập tức về kinh thụ phong lĩnh thưởng. Mới đầu tháng 2, A Kết nhận được thư của trượng phu, trong thư nói hắn đã bắt đầu lên đường trở về, có thể về kịp tiệc tròn năm của Bình Ca Nhi và An Ca Nhi. Triệu Trầm đã đặt tên cho hai cậu bé rồi, có tên lót rồng với San San, Bình Ca Nhi gọi là Triệu Minh Cẩn, còn An Ca Nhi gọi là Triệu Minh Ngôn. A Kết vui vẻ nói hai cái tên cho mẹ chồng nghe, Ninh Thị gật đầu, cảm thấy nhi tử đặt tên cũng không tệ. Bây giờ Triệu Duẫn Đình là hộ bộ thượng thư, là một trong sáu học sĩ của nội các, quyền cao chức trọng, Triệu Trầm thì tuy còn trẻ nhưng đã lập được chiến công hiển hách, sau này đương nhiên cũng là trọng thần, quyền lực lớn là vinh, quang nhưng cũng dễ dàng bị hoàng thượng kiêng dè. Tương lai hai huynh đệ Bình Ca Nhi mỗi người tiếp nhận một hầu phủ, cần cẩn thận từ lời nói đến hành động, bà trêu ghẹo con dâu, Thừa Viễn sắp về, vừa lúc thân thể con cũng đã dưỡng tốt. Mau chóng sinh cho mẹ thêm một đứa cháu mập mạp. A Kết ngượng ngùng cúi đầu, chớp mắt đã đến ngày Bình Ca Nhi và An Ca Nhi tròn một tuổi, đáng tiếc nhóm người Triệu Trầm mới chỉ tới Trác Châu, tạm thời nghỉ ngơi, đến mai Đường Văn Đề mới dẫn đầu văn võ bá quan ra khỏi thành để đón. A Kết khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng mà vừa nghĩ, tới ngày mai lại có thể dẫn những đứa trẻ lên đường lớn nhìn dáng người anh Tuấn của Triệu Trầm, sau đó ban đêm một nhà liền có thể đoàn tụ. Chút thất vọng thoáng qua cũng tan biến, chạng vạng tối, sau khi tiễn nhóm khách cuối cùng, rốt cuộc A Kết cũng có thể nghỉ một lát, nằm trên giường đặt gần lò sưởi thích y nhìn ba đứa trẻ chơi đùa, Bình Ca Nhi đã có thể chập chững, loạn trà loạn choạng nhưng cũng có thể đi từ đầu giường đến cuối giường, An Ca Nhi thì chậm hơn một chút, chỉ có thể miễn cưỡng đi mấy bước, ngồi xuống nghỉ một lát lại đứng lên, hoặc là dứt khoát bỏ đuổi theo ca ca. Bò thì đương nhiên nhanh hơn, cậu bé đến cuối giường quay đầu nhìn ca ca cười, giống như khoe khoang, Bình Ca Nhi không để ý tới cậu bé, cứ tự mình đi. San San ngồi một bên mép giường, ngăn cho hai đệ đệ bò về phía mép giường, nhìn một lát, bé ôm lấy quả cầu, ngồi sau lưng mẫu thân, để hai đệ đệ đến tranh bóng. An Ca Nhi hưng phấn kêu a, nhanh chóng bò về phía mẫu thân, Bình Ca Nhi cũng bắt đầu bước đi, về sau hình như là biết được nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ chậm hơn đệ đệ, cậu bé ngồi xuống bắt đầu bò đi. An Ca Nhi tới trước người mẫu thân trước, bám vào eo mẫu thân, vươn tay muốn nhận cầu, San San không cho, muốn hai đệ đệ phải tới cầm lấy. An Ca Nhi liền thử vươn tay trèo qua người mẫu thân, Bình Ca Nhi nhìn đệ đệ, lại quay đầu, cười, bò về phía đầu mẫu thân, chuẩn bị vòng qua người mẫu thân, con trai trưởng thông minh. A Kết lại nhìn An Ca Nhi đang vặn vẹo leo trên người mình, chọn lúc Bình Ca Nhi sắp tới chỗ San San, thì lặng lẽ nâng cái mông nhỏ của An Ca Nhi lên một chút, có mẫu thân hỗ trợ, An Ca Nhi thuận lợi trèo qua, bắt được cầu cùng lúc với ca ca. Hai cậu bé không ai nhường A, San San hôn mỗi cậu bé một cái, cùng nhau chơi đùa, không được tranh nhau, nếu tranh nhau mẫu thân sẽ tức giận. Bình Ca Nhi và An Ca Nhi cùng nhau nhìn về phía mẫu thân. A Kết cười ngồi dậy, cầm lấy cầu vào trong tay mình, ai gọi phụ thân thì mẹ sẽ đưa cầu cho người đó chơi. San San lập tức hô phụ thân, Bình Ca Nhi ngửa đầu gọi nương, An Ca Nhi không gọi phụ thân hay nương, mà chớp chớp mắt, đột nhiên cậu bé bổ nhào vào trong ngực mẫu thân dùng sức với cầu. A Kết kín đáo đưa cầu cho nữ nhi, ra hiệu cho bé chạy đến phía cuối giường, San San hiểu ý của mẫu thân, cười khanh khách chạy đi. Bình Ca Nhi và An Ca Nhi sốt ruột, cùng nhau bỏ đuổi theo. A Kết ngồi phía đầu giường nhìn dáng vẻ dùng sức bỏ của hai đứa con trai, không phúc hậu cười lên chơi đùa nửa ngày. Cả ba đứa nhỏ đều mệt mỏi, Bình Ca Nhi và An Ca Nhi bú xong liền ngủ. San San cũng không còn sức lực đòi mẫu thân kể chuyện xưa, xoay người quay mặt vào tường ngủ. A Kết nhớ trượng phu, không cảm thấy buồn ngủ, nằm nghiêng ngắm nhìn hai đứa nhóc mập mạp, lúc Triệu Trầm đi thì hai đứa nhỏ mới được sinh ra, nháy mắt chúng đã biết đi, không biết lúc Triệu Trầm nhìn thấy các con thì vui mừng đến cười không khép miệng được,
hay là xoay người lén khóc, một năm, đừng nói là một năm, nếu như chỉ một ngày không cho nàng thấy những đứa nhỏ này, nàng cũng chịu không được, kìm lòng không được, nàng vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của Bình Ca Nhi, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, A Kết thu tay lại, sau đó nhỏ giọng, nói, Lục Vân sao, tiến vào tắt đèn đi, chúng ta ngủ đây, lúc Triệu Trầm ở nhà. Hắn tắt đèn trước khi lên giường, một năm nay đổi lại là bọn nha hoàn chăm lo, có người đi tới, A Kết theo bản năng ngẩng đầu nhìn, khi nhìn rõ bóng người đang đứng ở trước cửa thì khiếp sợ nghẹn ngào, toàn thân người kia mặc quần áo màu đen, ánh đèn phản chiếu khuôn mặt đen gầy, chỉ có đôi mắt phượng vẫn sáng ngời như cũ, A Kết chậm rãi ngồi dậy, không thể tin được vào đôi mắt của mình, không phải nói ngày mai mới vào kinh sao, Triệu Trầm.